Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 36. Các ngươi từ từ trừng mắt, ta đi trước đây. Khương Phàm thừa dịp dược hiệu vẫn còn, hóa thân thành Chu Tước yêu thể, nhanh chóng thoát khỏi đáy hồ. Hắn đã sớm điều tra tốt địa hình, cũng coi như đạt được hết thảy, từng bước một, vòng vòng đan sen. Tỷ tỷ, tỷ biết đó là võ pháp gì không? Tỷ tỷ, hắn không phải hỏa diễm linh văn sao? Tỷ tỷ, hắn vậy mà lại có thể mai táng sơn hà. Tỷ tỷ, cảnh giới của hắn là tứ trọng thiên, vậy mà lại có thể để toàn quân Chí Tôn Kim Thành cơ hồ bị diệt hết. Trong hư không, Đông Hoàng Như Yên nhìn qua Khương Phàm đang chạy thoát, cảm xúc chập trùng, kinh hồn khó định, tấm má ngọc xinh đẹp kia đã không còn nụ cười nhẹ nhõm trước đó nữa. Nàng rất chờ mong nhìn thấy trò hay đặc sắc, lại không nghĩ rằng sẽ thấy được một trận mai táng rung động lại tàn nhẫn như vậy. Đây cũng không phải là đặc sắc, mà là khủng bố. Khương Phàm, rốt cuộc hắn là quái vật gì? Đông Hoàng Như Ảnh cảm nhận được rung động trước nay chưa có. Lấy thiên phú và thực lực của A Khương Phàm quả thật có thể vượt cấp săn giết ngũ trọng thiên, nhưng vừa rồi hắn mới mai táng toàn bộ ngũ trọng thiên. Ngay cả lục trọng thiên, thất trọng thiên đều cuốn tới dưới mặt đất. Mà, Khương Phàm là hỏa điểu linh văn, có thể khống chế uy lực tự nhiên hẳn là liệt diễm, làm sao hắn có thể khống chế được uy lực sơn hà. Cái này rõ ràng chính là đã vượt qua phạm trù hiểu biết của nàng. Khương Phàm, rốt cuộc làm thế nào hắn làm được? Tỷ tỷ, tỷ có ghi chép lại không? Cảnh tượng này nhất định phải giao cho phụ thân, giao cho thần giáo. Trên mặt Đông Hoàng Như Yên không còn nụ cười, trong lòng càng không có hứng thú, thậm chí còn sinh ra một cảm giác sợ hãi đối với Khương Phàm. Cái tên điên này vì để bắt sống Hứa Đan, vậy mà có thể nhịn được đau đớn, mặc cho đàn sói điên cuồng cắn xé gặm. Tính tình như thế nào, nghị lực như thế nào mới có thể hoàn thành kế hoạch tàn bạo như thế? Tràng diện máu thịt be bét ấy đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong trí óc của nàng, vung đi không được. Càng không thể tin hơn chính là, lúc ấy rõ ràng Khương Phàm đã bị gặm cắn nửa sống nửa chết, lại đột nhiên khỏi hẳn, thật giống như hồi quang phản chiếu. Liền xem như đã tận mắt chứng kiến, nhưng thật sự nàng đều không thể nào tiếp thu được. Điều thật sự để nàng sinh ra cảm thấy lạnh trong lòng chính là, nụ cười trên mặt Khương Phàm. Quỷ dị như vậy, tàn nhẫn như vậy, khủng bố như vậy. Ta vẫn luôn ghi chép. Đông Hoàng Như Ảnh nắm chặt ngọc thạch trong tay, cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ trên người Khương Phàm. Người điên cuồng kỳ thật có rất nhiều, không đáng để lo. Người điên cuồng lại cường hãn, là một cường nhân thì đáng giá để coi trọng. Điên cuồng cường hãn, càng tinh minh tàn nhẫn hơn người, mới thật sự là người khủng bố. Khương Phàm chỉ mới mười mấy tuổi mà đã như vậy, chờ tương lai trưởng thành. Sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Đông Hoàng Như Ảnh tin rằng thần giáo chú ý Khương Phàm hẳn là xuất phát từ bí mật nào đó, nhưng thần giáo tuyệt đối nghĩ không ra Khương Phàm còn sẽ có một mặt như vậy. Chuyến này, xác thực tới đáng giá. Ngọc Thạch trong tay nàng, nhất định phải giao cho thần giáo. Lý Dần, mang ta rời khỏi nơi này, chạy tới phía trước chí ít 500 dặm. Trước khi dược hiệu của Bá Nguyên Đan biến mất, Khương Phàm đã phóng Lý Dần ra. Hắn đầu tiên là trọng thương ngã gục, sau đó lại là kích phát tiểu niết bàn thuật, tiếp đến là bị Sơn Hà Đại Táng cướp đoạt tinh lực, cuối cùng lại dùng Bá Nguyên Đan kích thích tiềm lực, thân thể đã đạt tới cực hạn. Từ thân thể đến linh hồn, đều nhận phải tổn thương to lớn. Lý Dần vừa mới đi ra, Khương Phàm liền lâm vào hôn mê, thể hiện đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ, ngài sinh hoạt thật có quy luật, mỗi ngày ngoại trừ tìm đường chết thì chính là tìm đường chết. Không có ham mê không tốt. Lý Dần nhìn bộ dáng Khương Phàm, rất là rung động. Sau khi xác định không có kẻ địch đuổi bắt, hắn liền mang theo Khương Phàm phóng tới phương xa. Kia là ai? Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa đi theo. Hắn là Lý Dần, nửa năm trước xuất hiện ở Vương quốc Hắc Ám, thánh phẩm linh văn, xác định sơ bộ là bất tử điểu. Hắn quanh năm mang theo mặt nạ, không ai thấy qua bộ dáng thật sự của hắn, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Nhưng tốc độ phát triển của hắn rất nhanh, thành tích tốt nhất là giết tới vị trí thứ 5 trên võ hầu bảng. Thời điểm Đông Hoàng Như Yên chờ đợi Khương Phàm trở về tại Vương quốc Hắc Ám đã chú ý qua thiếu niên đặc biệt này. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại đi theo Khương Phàm. Lý Dần, ta nhớ lúc Khương Phàm bắt Lý Tịch có nói qua, hắn còn có một sư đệ tên là Lý Dần. Hắn có nói qua lời này sao,
Lý Tịch thật sự là sư đệ Khương Phàm sao? Ta hoài nghi Khương Phàm thật có một sư phụ đặc biệt nào đó. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, tiếp tục theo dõi. Lý Dần mang theo Khương Phàm bay ra vài trăm dặm, trốn đến trong hẻm núi ẩn nấp. Lần này Khương Phàm thật sự đã tiêu hao quá độ, hôn mê trọn vẹn 2 ngày. Nhưng vẫn rất suy yếu, từ ý thức đến thân thể, là những trận đau nhói. Sư phụ, người đã tỉnh. Lý Dần đứng dậy đi qua đỡ Khương Phàm. Ta ngủ bao lâu rồi? Khương Phàm vuốt vuốt căng đau đầu. 2 ngày. Lâu như vậy. Kế tiếp người còn muốn làm gì? Có cần ta ở lại bồi người hay không? Không cần, ta có thể ứng phó. Khương Phàm dùng sức lung lay đầu, lấy ra vài cọng dược thảo, đưa vào trong miệng nhấm nuốt luyện hóa. Đây là võ pháp tiểu quang mang thánh pháp, trước tiên người làm quen một chút. Lý Dần chuẩn bị xong võ pháp đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm nhận lấy, nhìn kỹ một chút, nói. Người vẫn vào trong thanh đồng tiểu tháp bế quan, dược liệu cứ tùy tiện dùng, mau chóng dung hợp kiếm văn cùng võ pháp. Chờ ta gọi ngươi lại đi ra, chúng ta khả năng sẽ đến địa ngục. Địa ngục, đó chính là nơi ta muốn dẫn ngươi đi. Chúng ta đi địa ngục làm gì? Lý Dần trừng to mắt, khó có thể tin. Đây không phải là nơi mà người sau khi chết mới có thể đi sao? Tìm một chút đồ, có thể sẽ tốn thời gian rất lâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm thu Lý Dần vào thanh đồng tiểu tháp, sau khi chữa trị khỏi trạng thái, hồi tưởng đến Sơn Hà Đại Táng thả ra lần này. Quy mô giống như lớn hơn, uy lực cũng càng mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì mình lĩnh ngộ sâu hơn? Hay là... Khương Phàm nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên có chút cảm ngộ. Lúc trước, thời điểm tấm biển xô ra hư không, hiện ra hình ảnh Vu Thần Tông trước khi hủy diệt. 5 vị lão nhân liên thủ phóng thích Sơn Hà Đại Táng trước đó đã từng hy sinh thân thể, lấy huyết nhục hài cốt làm dẫn, tạo thành huyết trận cỡ lớn. Mà lần này trước khi hắn phóng thích Sơn Hà Đại Táng, bị đàn sói gặm cắn chảy rất nhiều máu. So với thời điểm hứa Như Lai mai phục trước đó đã nhiều hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, uy lực của Sơn Hà Đại Táng có liên quan tới đổ máu? Tương đương với, huyết tế. Khương Phàm càng nghĩ càng có khả năng. Huyết tế Sơn Hà, thỉnh nguyện pháp chỉ. Nếu thật là như thế này, Sơn Hà Đại Táng tựa hồ không có phương pháp nào có thể làm gì. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, suy nghĩ càng thêm sinh động. Nếu tìm tới phương pháp chỉ dẫn, có lẽ có thể lần nữa kéo dài tới mạch suy nghĩ. Ví dụ như, thời điểm giao thủ cùng Hứa Thừa N trước đó, Hứa Thừa N đã từng lấy hơi nước diễn dịch ra thuế lực biển động, lúc ấy hắn có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Hơi nước bày biện ra hình ảnh đại dương mênh mông áp súc, bên trong có thiên khung có đại dương mênh mông, có hòn đảo có hải thú, sau đó biển lớn bạo động, bao phủ thiên hải, quét sạch hòn đảo. Trong thoáng chốc, giống như là tất cả mọi người đều bị kéo đến trong đại dương mênh mông vô tận, bị biển động bao phủ thôn phệ, loại tràng diện tai nạn kia, khí tức tuyệt vọng kia, để cho người ta cảm động lây. Sau đó, mê vụ diệt vong, biển động giáng lâm, mang theo khí tức tai nạn, phóng xuất ra uy lực cường đại. Nếu như chính thức trong hải dương, đòn tấn công kia của Hứa Thừa N tuyệt đối sẽ đột phá gông cùm xiềng xích của cảnh giới. Thử nhìn một chút, không cần mai táng Sơn Hà thật sự. Mà là mượn uy lực Sơn Hà, diễn dịch thuế lực đại táng. Coi như uy lực không thực sự khủng bố như mai táng, nhưng ít ra có thể khống chế. Mà năng lượng mấy ngàn mét ngưng tụ lại cùng nhau, phóng thích thuế lực đại táng, uy lực hẳn là rất vui mừng. Hai tay Khương Phàm nén trên mặt đất, ý thức trầm luân đến không gian mênh mông bên trong đất, yên lặng cảm ngộ, thử nghiệm thỉnh nguyện lực lượng thần bí. Thời điểm Khương Phàm đắm chìm bên trong cảm ngộ, Lãnh Tuyền đã liên hệ đến đạo sư Bạch Ly của nàng, mấy người Hứa Vĩnh Xuân cũng liên hệ đến Chí Tôn Kim Thành. Đám người Thi Văn Kiệt chết hết để Phạm Thiên Thư Viện vô cùng tức giận, bọn hắn lập tức điều động cường giả tiến vào luân hồi bí cảnh đuổi bắt Khương Phàm, đồng thời phái người tiến về đại diễn thánh địa, chuyển cáo tin tức Tô Lăng bị Khương Phàm sát hại. Các trưởng lão trấn thủ vết nứt của Chí Tôn Kim Thành càng tức giận, bọn người Hứa Đan là truyền nhân bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, là cao tầng tương lai của Kim Thành. Vậy mà lại chết thảm trong bí cảnh nhà mình. Bọn hắn tự mình tiến vào luân hồi bí cảnh, phát đi mệnh lệnh với Tử Lân Cự Lang ở các nơi, toàn diện động viên, đi săn Khương Phàm. Trong mấy ngày ngắn ngủi, luân hồi bí cảnh lâm vào có oanh động trước nay chưa. Cường giả thư viện vượt qua trời cao, thần thức như biển, tràn ngập đất trời, bao phủ dãy núi rừng rậm. Đàn sói bạo động,
tiếng chu lên không dứt, phóng tới tại các nơi, cẩn thận tìm kiếm tung tích Khương Phàm. Thậm chí Phạm Thiên Thư Viện còn cùng Chí Tôn Kim Thành liên thủ, hạ lệnh truy nã trong luân hồi bí cảnh chưa bao giờ có. Chỉ cần có ai phát hiện tung tích Khương Phàm, cũng trợ giúp bọn hắn truy đuổi đến Khương Phàm, liền có thể thu hoạch được ngọc bài ra vào luân hồi bí cảnh vô hạn lần. Đám dân liều mạng ở luân hồi bí cảnh lập tức náo động. Mặc dù bọn hắn thành công tiến đến bí cảnh, nhưng tương lai muốn ra ngoài, vẫn phải nhấc lên nguy hiểm to lớn. Cho nên rất nhiều người trong bọn họ không dám tùy tiện rời khỏi, dù có đạt được đại cơ duyên cũng không dám rời khỏi. Nhưng bây giờ, nếu như bọn hắn có được ngọc bài liền có thể tùy tiện ra vào, mà không cần quan tâm đến sống chết. Tương đương là bọn hắn có thể sử dụng hành tung của Khương Phàm, đổi chính mệnh của bọn hắn. Số lượng lớn dân liều mạng tạm thời buông xuống tìm kiếm cơ duyên, toàn lực truy tìm Khương Phàm. Mà chân dung của Khương Phàm cũng được Chí Tôn Kim Thành an bài xuống, giống như là như trời mưa rải đầy khắp các dãy núi, rừng rậm. Khương Phàm, rốt cuộc ngươi ở đâu? Độ Uyên đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn luân hồi bí cảnh đang lâm vào sao động, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn từ khi tiến đến đã bắt đầu tìm kiếm Khương Phàm khắp nơi, nhưng đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng đều không có. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được Khương Phàm, bí mật đưa hắn ra khỏi luân hồi bí cảnh, nếu không để rơi xuống trong tay Chí Tôn Kim Thành, coi như không chết cũng sẽ triệt để phế bỏ. Hàn Ngạo thật là phục Khương Phàm, vậy mà lại có thể sống đến bây giờ dưới sự vây bắt của Chí Tôn Kim Thành, còn đắc tội sâu sắc với Chí Tôn Kim Thành cùng Phạm Thiên Thư Viện, gây đến gọi một là oanh oanh liệt liệt. Hắn náo đủ rồi, chúng ta cũng nên đón hắn về nhà. Chỉ là nhìn điệu bộ này của Chí Tôn Kim Thành, chúng ta cũng không thể lại từ về vương quốc hắc ám được. Lâm Nam nhìn qua phương xa, người của Đại Tự Tại Điện hẳn là tới rồi, có lẽ bọn hắn nguyện ý đưa Khương Phàm ra ngoài. Tìm được trước Khương Phàm lại nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, cưỡng ép mang đi. Độ Uyên phóng lên trời, tìm kiếm Khương Phàm. Bọn người Hàn Ngạo cưỡi sư thú thú, nhanh chóng đuổi theo. Linh lực ngưng tụ ở hai mắt, tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Khương Phàm, xem ngươi còn trốn tránh được đến chỗ nào. Ngô Thanh Giao nhìn đàn sói phóng tới khắp nơi ở giữa dãy núi, trên khuôn mặt lãnh diễm rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Nàng mong đợi nhất chính là bầu không khí như thế này, tràng diện này, ý vị này có nghĩ là Chí Tôn Kim Thành đã lên cơn giận dữ, cũng mang ý nghĩa rất có thể trong lúc hỗn loạn bọn hắn sẽ trực tiếp giết chết Khương Phàm. Người của Vô Hồi Thánh Địa ở chỗ này, người của Đại Tự Tại Điện hẳn là cũng ở đây. Chỉ sợ bọn hắn cưỡng ép nhúng tay, mang Khương Phàm đi. Ngô Thiên Đạo cũng mong mỏi Chí Tôn Kim Thành có thể giết chết Khương Phàm, ngoại trừ cái tai họa kia, chính là sợ nháo đến cuối cùng lại là một trận không vui. Tin tưởng Chí Tôn Kim Thành, nơi này là địa bàn của bọn hắn. Nếu quả như thật muốn trừng phạt Khương Phàm, ai cũng ngăn không được bọn hắn. Đi thôi, tìm tới đám người Hứa Vĩnh Thọ kia, chỉ cần đi theo bọn hắn liền có thể thưởng thức được tràng diện Khương Phàm bị ngược sát. Ngô Khuynh Thành chân đạp tử khí, đi tới bầu trời. Cuối cùng cũng bắt đầu. Khương Phàm nhìn chân dung bay lả tả đầy trời, biết mình huyên náo đã không sai biệt lắm. Nhưng hắn không để ý đến, vẫn ngồi ở trong u cốc tiếp tục lật tới lật lui, tiểu quang mang thánh thuật mà lý dần cho. Bộ võ pháp này xác thực rất huyền diệu. Cho dù là có kỹ xảo được lý dần đánh dấu, nói hết bản chất thánh pháp rồi nhưng cũng làm cho Khương Phàm rất đau đầu. Bởi vì phương thức tiểu quang mang thánh pháp, cưỡng ép tốc độ tăng lên cũng không phải là dùng kích phát tiềm lực thân thể để đạt tới tăng tốc cực hạn như trong tưởng tượng, mà là thông qua linh lực bản thân phóng xuất ra ngoài, cùng ánh sáng, sinh ra liên hệ kỳ diệu, gần như, dung nhập vào bên trong ánh sáng, dùng cái này đạt tới mục đích tăng tốc trong nháy mắt. Mà muốn khống chế thả võ pháp ra ngoài ở trong quá trình di chuyển thực hiện tăng tốc trong nháy mắt, ngoại trừ cần linh văn cường đại khống chế. Thậm chí còn cần phương thức thay đổi phóng thích võ pháp, tiến tới giao hòa cùng ánh sáng. Nhưng, bất luận là cùng ánh sáng sinh ra cộng minh, hay là một lần nữa thay đổi phương thức phóng thích võ pháp thì cũng đều vô cùng khó khăn. Bộ võ pháp này rõ ràng là tuyệt phối cùng kiếm thuật, nhưng rơi xuống trong tay Khương Phàm lại rất khó phù hợp. Tuy nhiên, sau khi Khương Phàm cẩn thận nghiên cứu, cảm giác Thái Dương chiến y giống như có thể sinh ra cảm ứng cùng năng lượng ánh sáng. Nếu như hắn khoác chiến y, liền có thể, dung nhập, ánh sáng rất tốt, gián tiếp tăng tốc độ thân thể lên. Các loại võ pháp hắn nắm trong tay bây giờ cũng chỉ có Thái Dương Thánh Quyền, Bát Hoang Liệt Dương Quyền,
hai bộ này tương đối dễ dàng thay đổi phương thức phóng thích, cũng càng dễ dàng chung dung cùng năng lượng ánh sáng. Chỉ là thông qua được điểm mấu chốt, nhưng vẫn rất khó thi triển. Lúc này, không trung truyền đến một tiếng gáy to sắc nhọn, có một con mãnh cầm lướt qua hẻm núi Khương Phàm ẩn thân, xoay một lát, không có phát hiện mục tiêu, tiếp tục bay đến trước mặt tìm kiếm. Nửa ngày sau, có ba dân liều mạng xông vào hẻm núi, cảnh giác tra xét một lát, cũng không có phát hiện có người. Khương Phàm không để ý đến, bởi vì thân thể hắn đang duy trì kỳ diệu liên hệ cùng đại địa, có uy lực sơn hà vô hình bao vây lấy hắn, thật giống như đã trở thành một phần với hẻm núi. Trừ phi có ai đó trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, nếu không rất khó phát hiện. Sau 5 ngày, Khương Phàm cảm giác không sai biệt lắm, hắn ném Hứa Như Lai từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Trả lời ta mấy vấn đề, để cho ngươi chết thống khoái. Trực tiếp giết ta đi. Mặt Hứa Như Lai đầy dữ tợn, căm tức nhìn Khương Phàm. Chuyện tử lâu dưới đáy biển của Chí Tôn Kim Thành, có phải thật vậy hay không? Giả, giả, chúng ta không có ác tâm như vậy. Vì sao trong mộng của ta lại xuất hiện trường hợp như vậy? Chúng ta lập ra, vì để cho ngươi bị kích thích, mất lý trí, càng nhanh lâm vào đệ nhị trọng. Ha ha, có thể biên ra mộng như thế này, các ngươi thật là buồn nôn. Vấn đề thứ hai, luân hồi bí cảnh có bao nhiêu tử lân cự lang? Hơn vạn con. Mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Có 10 con linh hồn đỉnh phong, bọn chúng tỏa trấn những nơi quan trọng nhất ở luân hồi bí cảnh, riêng mình thống lĩnh hơn 200 con cự lang. Còn có hơn 30 con linh hồn cảnh bát trọng thiên, riêng mình thống lĩnh từ 100 con đầu trở lên. Những đầu lĩnh khác đều là linh hồn cảnh thất trọng thiên. Bên trong luân hồi bí cảnh mặc dù không có tử lân cự lang từ sinh tử cảnh đi lên, nhưng không phải bởi vì bọn chúng không trưởng thành đến vấn đề kia, mà là nơi này không cần. Số lượng lớn cự lang linh hồn cảnh, cự lang niết bàn cảnh đều ở Chí Tôn Kim Thành, nơi đó thậm chí còn có tử lân thánh lang cảnh giới thánh linh. Tử lân thánh lang tại Chí Tôn Kim Thành chúng ta thuộc về thánh thú bảo vệ, địa vị đều siêu việt như thống lĩnh. Khương Phàm, người nhất định phải chết, người liên tiếp sát hại 200 con tử lân cự lang, đã kết thù kết oán cùng lang tộc. Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ điều động toàn bộ, điên cuồng bắt giết ngươi. Khương Phàm không hề bị lay động. Ngươi đều phải chết rồi, cũng đừng quan tâm chuyện của ta làm gì. Vấn đề thứ ba, Chí Tôn Kim Thành hẳn là có thiên phẩm linh văn, là ai? Ngươi mất mạng rồi đi gặp hắn. Nói cũng không thể nói. Ha ha, ngươi không có tư cách gặp hắn. Ngươi càng không mệnh gặp hắn. Hắn đã 25 tuổi, đã vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào niết bàn cảnh. 25 tuổi liền có thể vượt qua sinh tử cảnh. Khương Phàm kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Ngươi cuối cùng vẫn chỉ là thánh phẩm linh văn, vĩnh viễn không đuổi kịp thiên phẩm linh văn. Khương Phàm, bất luận ngươi huyên náo điên cuồng như thế nào, ở trong mắt hoàng tộc trung quy vẫn chuyện cười mà thôi, bởi vì ngươi chưa mở trưởng thành cực hạn đã còn tại đó. Tựa như Ngô Thiên Khải, sau mấy chục năm, hắn sẽ bước lên thánh linh cảnh, chấp trưởng hoàng tộc. Mà ngươi, vĩnh viễn dừng bước tại niết bàn đỉnh phong, không chịu nổi một kích trong mắt hắn. Ha ha, đây chính là mệnh. Là mệnh do ông trời quyết định. Cảm xúc của Hứa Như Lai càng ngày càng kích động, thể hiện càng ngày càng dữ tợn. Mệnh của ta, ngươi không thấy được, mệnh của ngươi, ta có thể đoán được. Khương Phàm bóp lấy cổ Hứa Như Lai, đối mặt với ánh mắt của hắn, nói. Ngươi cùng Thánh Phật ý thức tương thông, chuyện ngươi thấy, hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Không sai, ta đang ngó chừng ngươi, hắn cũng đang ngó chừng ngươi. Ngươi, đã bại lộ. Hứa Như Lai nhe răng cười. Khương Phàm xích lại gần con mắt Hứa Như Lai, ha ha cười nói. Thánh Phật, ta ở chỗ này, tranh thủ thời gian thông báo tộc nhân của các ngươi, tập kết tất cả đàn sói tới chỗ ta đây. Hứa Như Lai nói. Ngươi lại đùa nghịch quỷ kế sao? Ngu xuẩn, sau đó ngươi sẽ không phải chỉ là đối mặt với mấy trăm con tử lân cự lang, mà là hơn mấy ngàn vạn con, còn có số lượng lớn cao giai linh hồn cảnh. Trước thực lực tuyệt đối. Âm mưu quỷ kế gì cũng đều sẽ là trò cười. Nếu như ngươi thông minh một chút, sớm đầu hàng, còn có thể chết dễ dàng, nếu như ngu xuẩn mất khôn, thứ chờ đợi ngươi vĩnh viễn sẽ là tra tấn cùng nhục nhã. Chuyện này không mượn ngươi xen vào, chết đi. Khương Phàm triệu ra tàn đao, bổ xuống đầu Hứa Như Lai. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hứa Như Lai đột nhiên ngẩng đầu cười to. Khương Phàm,
người sát hại số lượng lớn tử đệ chí tôn Kim Thành, đại tự tại điện không gánh nổi ngươi. Coi như lại bỏ ra nhiều cái giá, chí tôn Kim Thành cũng sẽ phải lấy mệnh của ngươi. Ha ha, ta tới địa ngục chờ ngươi. Răng rắc, cơ thể Hứa Như Lai đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khớp xương ma sát, huyết nhục khô quát, Phật ấn trên trán nở rộ lên cường quan chói mắt. Khương Phàm còn tưởng rằng hắn muốn tự bạo, nhanh chóng rút lui. Nhưng, Thánh Phật, không phải ngươi vẫn muốn dung hợp ta sao? Ta thành toàn cho ngươi. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, giết Khương Phàm. Giết Khương Phàm. Hứa Như Lai trừng trừng hai mắt, phát ra những tiếng gào thét sau cùng. Sau một khắc, thân thể đột nhiên cứng ngắc, giống như nhận lấy một loại trùng kích vô hình nào đó, lại như là tế hiến linh hồn mình, quỳ trên mặt đất, duy trì bộ dáng ngẩng đầu lên trời gào thét, không còn sinh tức. Khương Phàm nhíu mày, làm cái gì vậy, dung hợp cùng Thánh Phật. Lúc trước giao thủ tại diễn võ trường, Thánh Phật và Chiến Phật đã từng mượn dùng lực lượng lẫn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn còn có bí thuật càng cực đoan hơn, triệt để hòa làm một thể. Trong mật thất bế quan tầng thứ 9 tại Chí Tôn Kim Thành, linh văn trên trán Thánh Phật chủ động thức tỉnh, nhưng không phải nở rộ hào quang màu vàng, mà là màu tím đen. Ngay sau đó hắn vẻ mặt nhăn nhó, tà ác dữ tợn, thân thể đều xuất hiện vặn vẹo cổ quái. Thánh Phật, ta thành toàn cho ngươi. Giết Khương Phàm. Thanh âm bên trong luân hồi bí cảnh quanh quẩn rõ ràng trong mật thất, nương theo chấp niệm khi còn sống của Chiến Phật, Hứa Như Lai, dung nhập vào trong thân thể Thánh Phật. Thánh Phật chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ, nhận lấy tế hiến của Chiến Phật, dung hợp linh văn cùng huyết phách. Đây là một loại dung hợp, càng là một loại trở về. Kỳ thật bọn hắn vốn là một thể, tuy nhiên chỉ là cưỡng ép chia lìa thiện và ác. Bây giờ Chiến Phật biến mất, rốt cuộc Phật văn cũng hoàn chỉnh. Thánh Phật đã biến đổi đến Đại Thừa Thánh Phẩm, linh văn tại thời khắc này lại một lần nữa tăng vọt, chạm đến Chí Tôn Thánh Phẩm. Ai? Thánh Phật yên lặng cảm nhận một lát, nhẹ giọng thở dài. Hắn đứng dậy đi ra khỏi mật thất bế quan, nói với thị vệ hai bên. Ta đã xác định được của vị trí Khương Phàm. Trong hẻm núi, Khương Phàm nhìn Hứa Như Lai khô quát, chân mày hơi nhíu lại. Tình huống gì thế này? Không những không có giết hắn, còn thành toàn hắn. Nếu quả như thật là tế hiến dung hợp, Hứa Như Lai sẽ thành Hứa Như Lai thật sự. Song Phật Linh Văn bất luận là phẩm cấp hay là thực lực đều sẽ phát sinh chất biến đổi. Khương Phàm lắc đầu, ý thức luồn vào trong lồng giam của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Hứa Đan, cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên, sinh cho ta năm hải tử. Xúc sinh. Hứa Đan mệt mỏi chống thân thể lên, tức giận la mắng với Hắc Ám. Chỉ hai chữ này, lúc trước Ngô Khuynh Thành mắng so với ngươi còn hung ác hơn, còn không phải sinh song thai. Tên hồn đản ngươi. Người chết không yên lành. Hứa Đan làm thế nào cũng đều không nghĩ đến mình sẽ rơi xuống trong tay Khương Phàm. Trong mấy ngày này mỗi lần nghĩ đến kết quả của Ngô Khuynh Thành, nàng liền không rét mà run, mọi thời khắc giữ vững thanh tỉnh, sợ sau khi ngủ sẽ bị tên hỗn đản kia xâm phạm. Mà sau vài ngày đau khổ kiên trì, rốt cuộc Khương Phàm cũng nói chuyện với nàng, câu đầu tiên chính là sinh con, cái này khiến cả người nàng đều run rẩy lên, vừa tức giận lại càng sợ hãi. Ta là luyện đan sư, thuốc gì cũng đều sẽ luyện. Ví dụ như, để cho ngươi ôm ấp yêu thương, để cho ngươi thần hồn điên đảo, để cho ngươi an thai dưỡng thần. Tóm lại ngươi rơi xuống trong tay ta muốn để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái đó. Khương Phàm hung ác đe dọa Hứa Đan. Ngươi đừng mơ tưởng đụng một sợi tóc của ta. Hứa Đan luống cuống trong lòng, khẩn trương nhìn lồng giam Hắc Ám. Uy thuốc, còn cho phép ngươi. Chờ ngươi ngày nào có con, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi cho ăn thuốc dưỡng thai, đút tới khi ngươi sinh ra. Ngươi là tên vô sỉ hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Ha ha, ta đã quan sát ngươi mấy ngày, càng xem càng cảm giác ngươi có mùi vị nữ tử, nhất là hai cái đùi này, suýt chút nữa đã để ta không kiềm chế được. Ngươi là cái đồ biến thái, ngươi là tên xúc sinh. Hứa Đan càng luống cuống, hỗn đản này mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng trong bóng đêm. Ngươi biết mình tại chờ đợi mấy ngày trong nơi này không? 10 ngày, dòng dã 10 ngày, ngươi biết vì sao ta nhìn xuống không có đụng ngươi không? Bởi vì ta đang luyện đan, ta luyện 37 viên thuốc, đầy đủ để cho ta giày vào ngươi. À, đừng nói nữa. Hứa Đan thét lên, mặt mũi trắng bệch. Chúng ta bây giờ bắt đầu.
Tiếng cười hơi có vẻ hèn mọn của Khương Phàm đang quanh quẩn trong thiết lao. Cút, cút ngay, đừng đụng vào ta. Hứa Đan kinh hoàng, như bị điên đến mức thôi phát linh lực. Nàng muốn đả thông đường hầm hư không chạy khỏi nơi này, nhưng không gian trong lồng giam vô cùng quỷ dị, giống như là vũng bùn, kính tượng hoàn toàn không cách nào hình thành con đường được. Đừng có gấp, tới trước chút thuốc, ta xem một chút, dùng thuốc gì đây, nơi này có mười mấy loại. À, đừng, đừng, người cút ngay cho ta. Hứa Đan thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa lúc nào gặp được loại tra tấn này, nàng sụp đổ thét lên, nước mắt đều đã rơi xuống. Thật không cần, vậy ta đây còn có lựa chọn thứ hai, có muốn nghe hay không? Mau nói. Hứa Đan núp ở trong góc, ngừng thở, hoảng sợ nhìn lồng giam hắc ám. Ta muốn chém giết cùng đàn sói, có thể sẽ gặp được chút nguy hiểm, cho nên, người phải giúp ta chạy trốn. Người bảo ta giúp người tàn sát Tử Lân cự lang. Mơ tưởng. Tốt, đầy nghĩa khí. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hưởng thụ cực lạc nhân gian, Liền dùng loại thuốc này đi. Không được, chờ một chút. Thay đổi chủ ý. Hứa Đan hô hấp lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, giãy giụa thật lâu. Ta đồng ý. Giọng Khương Phàm lại quanh quẩn trong thiết lao. Ta sẽ cột ngươi vào trên lưng của ta, lúc nào cần, ta sẽ gọi tên ngươi, ngươi tốt nhất nên kịp thời phản ứng. Nếu như ta phối hợp tốt, ngươi có thể thả ta rời khỏi. Ta có thể còn sống trở lại Vô Hồi Thánh Địa liền sẽ đàm phán cùng Chí Tôn Kim Thành. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ chuộc ngươi trở về. Dù sao ngươi là do ta bắt sống, không phải thắng được như Ngô Khuynh Thành. Đây chính là ngươi nói. Nếu như muốn thừa dịp chém giết đàn sói giết chết ta, tốt nhất vẫn bỏ đi. Ngươi suy nghĩ kỹ chuyện phát sinh trước đó một chút, ta có thể hủy diệt Sơn Hà trong nháy mắt, cũng có thể khôi phục toàn thịnh trong nháy mắt. Thuận tiện nhắc lại ngươi, vị trí của ngươi đang ở bây giờ là trong lồng giam không gian, xung quanh còn có hơn 600 tòa, trong những ngày qua ta bắt không ít nam tử, bây giờ đang ngủ say. Một khi ta chết, thế giới lồng giam này sẽ dung nhập không gian, thông qua luân hồi bí cảnh xâm nhập vào hư không. Từ nay về sau ngươi sẽ bồi bạn với hơn 600 nam tử phiêu lưu trong thâm không, ngẫm lại một chút, ngươi sẽ gặp phải cái gì? Khương Phàm vừa đe dọa lại còn mang theo uy hiếp. Cuối cùng Hứa Đan thật sự đã bị hù dọa. Hứa Đan tuyệt vọng ngồi liệt trong góc, lạnh cả người. Cái tên hỗn đản ác độc này đều coi là tốt hơn hết thảy. Chẳng lẽ, nàng thật phải thay hắn săn giết đàn sói sao? Nhưng nếu như không phối hợp, kết quả của nàng sẽ thê thảm không gì sánh được. Nếu như muốn giết chết Khương Phàm lại thất thủ, nàng sẽ sống không bằng chết. Rốt cuộc là phải giết chết hắn trong luân hồi bí cảnh. Hay là thật giúp hắn trở lại Vô Hồi Thánh Địa, chờ Chí Tôn Kim Thành đi thương lượng. Sau khi Khương Phàm khống chế được Hứa Đan, hắn đã mời Tô Lăng từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp đi ra. Tô Lăng cô nương, cô có thể rời khỏi. Rời khỏi, nghĩ hay lắm, nợ oán của chúng ta còn chưa có giải quyết đâu. Tô Lăng sau khi nhìn thấy Khương Phàm lập tức nổi lên ý lạnh. Không cần giải quyết, ta phải chết rồi. Khương Phàm đưa chân dung mình đến trước mặt Tô Lăng. Có ý gì? Chí Tôn Kim Thành bắt đầu truy nã ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ý của ngươi là, ngươi không có ý định đầu hàng, chuẩn bị giết tới chết. Ta lúc tiến vào đây đã không có ý định còn sống ra ngoài. Vì sao? Cái gì vì sao? Nếu biết phải chết, vì sao còn muốn đến? Ta sống đủ rồi. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ nghĩ thoáng. Tới đi, đến trong bụng ta trực tiếp đưa ngươi đi chết. Cô là yêu thú nào? Ngươi đều phải chết rồi, còn quan tâm cái này. Tới đi, nhanh, cởi y phục ra, sạch sẽ đi đến. Khương Phàm cười lắc đầu, xông ra khỏi hẻm núi. Đừng quấn lấy ta, rất nguy hiểm. Thật sự muốn chết sao? Hỗn đản này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lăng nói thầm hai tiếng, cuối cùng vẫn đuổi theo ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh ở trong hư không trao đổi ánh mắt. Lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Khương Phàm rời khỏi hẻm núi lập tức hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, người khoác Thái Dương chiến y, liệt diễm sôi trào, phóng tới bầu trời. Hắn liên tục diễn tập tiểu quang mang thánh pháp, thuần thục các loại kỹ xảo, cho đến khi đến được phế tích bị địa ma thụ phá hủy ở ngoài ngàn dặm kia. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kim Thành mở ra tế đàn không gian, truyền lại tin tức với người trấn thủ vết nứt, xác định chỗ của Khương Phàm.
người trấn thủ nhanh chóng đi đưa tin tức đến khắp luân hồi bí cảnh. Bầy tử lân cự lang đang điên cuồng lùng bắt các nơi liên tiếp hành động, phóng tới mục tiêu. Đó là Khương Phàm sao? Giữa dãy núi, có người tập trung vào liệt điểu màu vàng bay qua bầu trời. Ngọn lửa màu vàng, linh tước, kim mân mặt trời. Không sai, đó chính là Khương Phàm. Chẳng lẽ hắn không biết mình đang bị truy nã sao, cứ bay trên trời không chút kiêng kỵ như vậy. Tại sao ta lại cảm thấy như là có bẫy? Chính là hắn, không sai, trước tiên cứ đuổi theo đã. Số lượng lớn dân liều mạng xác định được thân phận Khương Phàm, nhanh chóng đuổi theo, cũng phái người đi đưa tin tức với Chí Tôn Kim Thành. Khương Phàm điên rồi, hắn muốn làm gì? Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh ở trong hư không theo sát Khương Phàm, hắn cứ hành động trắng trợn như vậy sao? Bây giờ luân hồi bí cảnh đã oanh động, nếu như bị vây lại, chắc chắn phải chết. Trong rừng, một đàn sói đang phóng tới tập trung vào hào quang màu vàng xẹt qua không trung. Bọn chúng có số lượng khổng lồ, đạt tới hơn 130 con, đầu lĩnh là linh hồn cảnh bát trọng thiên. Ngao! Sói đầu đàn xông lên vách núi, ngẩng đầu lên trời kéo dài tiếng sói chu to rõ, quanh quẩn khắp các dãy núi. Sau đó toàn thân cuồn cuộn tử khí, hai cốt vặn vẹo, hình thể tăng vọt đến hơn 70 mét. Móng vuốt sắc bén thô to như đao, lân giáp cứng rắn to lớn nặng nề giống như là cái cối xay, hai con mắt nhấc lên tử khí thực sự, giống như đang thiêu đốt. Khổng lồ khiếp người, làm cho người người đều sợ hãi. Răng rắc, trong dãy núi, các cự lang liên tiếp phồng thân thể lên, từ mười mấy mét đến 30, 50 mét, không giống nhau. Bọn chúng hùng tráng uy mãnh, hung tàn bạo ngược, hình thể khổng lồ để núi đá, cây rừng xung quanh đều trở nên nhỏ bé. Sói đầu đàn mở ra hai cánh, rộng chừng hơn 100 mét, nhấc lên cuồng phong phóng tới bầu trời. Đàn sói đuổi sát sói đầu đàn, ở vùng núi, trên tán cây, dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Tử khí cuồn cuộn, lệ khí liệt liệt. Móng vuốt to lớn phá tan mặt đất, phát ra thanh âm ngột ngạt giống như trọng trùy, dày đặc mà hỗn loạn. Bọn chúng tiếp tục chu lên, hấp dẫn lấy đàn sói khác trong dãy núi chú ý, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngao! Ngoài 80 dặm, một đàn sói khác nghe được tiếng gọi. Bọn chúng đầy dẫy hung quang, sau khi cẩn thận xác định rõ phương hướng, toàn bộ lập tức xông lên núi cao, cũng phát ra tiếng sói chu. Sau đó sói đầu đàn này cũng huy động cánh lớn, đuổi bắt từ không trung, hơn 70 con cự lang còn lại nhanh chóng bành trướng thân thể, phóng tới trong rừng rậm. Càng ngày càng nhiều đàn sói nghe được tiếng kêu gọi, trong mấy giờ ngắn ngủi đã tập kết gần hơn 1.000 con tử lân cự lang. Bọn chúng vừa phóng tới vừa liên tiếp hội tụ, hình thể to lớn, khí tức tàn nhẫn, hình thành trận săn bắt rung động lòng người. Những nơi đàn sói đi qua, cây rừng sụp đổ, núi đá vỡ nát, đại địa đều đang oanh minh ù ù. Đàn sói hành động rồi, chắc chắn là đã phát hiện ra Khương Phàm. Số lượng lớn dân liều mạng xông lên không trung, ngắm nhìn thanh thế đàn sói phóng tới, hưng phấn lại rung động. Khương Phàm vẫn không có để ý tới. Hắn liên tục thiêu đốt liệt diễm, ở trên không thỏa thích diễn lại tiểu quang mang thánh thuật, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Thái dương chiến y dần dần cùng thân thể phù hợp, đặc biệt ánh sáng cùng, năng lượng ánh sáng, giữa thiên địa tạo thành giao hòa rất tốt. Ha ha, thoải mái. Toàn thân Khương Phàm tăng vọt ánh sáng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Mà dưới nhanh chóng trạng thái, có thể tiếp tục đến 5 giây trở lên. Đây vẫn chỉ là tốc độ gấp đôi. Nếu như có thể tăng lên gấp 9, vậy sẽ là tốc độ gì? Xem ra có cần phải lấy được nguyên bộ thánh thuật của Hoàng Phủ ra đến tay. Tô Lăng cố gắng đuổi theo ở phía sau, lại dần dần bị kéo dài khoảng cách. Sau 200 dặm, nàng cơ hồ không còn nhìn thấy bóng dáng Khương Phàm đâu nữa. Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lăng dừng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi. Tô Lăng cô nương! Ở không trung truyền đến tiếng kinh hô. Lãnh Tuyền đạp trên mê vụ xông lại, vui mừng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Lăng. Cô còn sống sao? Ta chết qua sao? Tô Lăng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Không phải là người bị tên điên Khương Phàm kia giết sao? Lúc nào? Chính là vài ngày trước hắn tại dốc núi, lúc phục kích Chí Tôn Kim Thành. Ta không có. Ta rõ ràng. À, hắn mượn ta nửa tấm da. Ý của cô là, hắn căn bản không có hại cô. Hắn dám sao? Lãnh Tuyền dở khóc dở cười,
thì ra đó là Khương Phàm cố ý kích thích Chí Tôn Kim Thành, hấp dẫn lực chú ý. Tô Lăng nhìn lên cự điểu xoay quanh trên bầu trời kia, hỏi. Đó là người của thư viện các ngươi sao? Rất nhiều trưởng lão thư viện chúng ta nhìn thấy đàn sói bạo động liền theo tới. Mang ta lên. Sau khi Khương Phàm lao vùn vụt hơn 1.700 dặm ở trên không, rốt cuộc cũng vọt vào phế tích bị địa ma hồn tàn phá bừa bãi để lại. Phế tích thê lương, cảnh hoang tàn ở khắp nơi, số lượng lớn vết nứt nhìn thấy mà giật mình, những vết máu pha tạp thảm liệt ngay lúc đó vẫn còn ở trí nhớ. Khương Phàm dẫn xuất xiềng xích từ trong thanh đồng tiểu tháp, cột hứa đan vào phía sau lưng của hắn. Ngươi muốn đốt chết ta sao? Hứa đan kêu lên đầy sợ hãi. Phía sau lưng mặc dù to lớn, nhưng hỏa diễm rất mạnh, nhiệt độ cực cao, không gian cũng đều vặn vẹo. Nguyễn giáp của ngươi có thể chống cự nhiệt độ cao, đừng loạn với ta. Nhớ kỹ, ta sống, ngươi mới có cơ hội còn sống. Ta chết rồi, ngươi cũng sẽ sống không bằng chết. Nếu như dám có gan lừa ta, ta tùy thời sẽ ném ngươi vào hư không, từ nay về sau, ngươi cứ đợi đến hầu hạ hơn 600 dân liều mạng kia đi. Khương Phàm dương cánh 18 mét, tiếp tục lao vùn vụt ở trên không, phóng tới trung tâm phế tích. Hứa đan điên cuồng thôi động linh lực, kích thích hàn ti nhuyễn giáp, chống cự lại nhiệt độ cao muốn nóng chảy nàng. Nàng bây giờ đã triệt để từ bỏ tâm tư tính toán Khương Phàm, bởi vì có một số lượng lớn tinh lực đều phải dùng đến chống cự liệt diễm. Tinh lực khác dùng để khống chế kính tượng, thực sự không cách nào để tìm cơ hội hãm hại Khương Phàm. Sắp bắt đầu rồi. Khương Phàm sôi trào lên thánh viêm kích thích đường vân trên thái dương chiến y, phóng xuất ra ánh sáng cường đại. Cứ như vậy, hứa đan được hoàn chỉnh che giấu trong liệt diễm, từ bên ngoài rất khó phát giác được sự tồn tại của nàng. Bắt đầu cái gì? Hứa đan ăn chút đan dược, bảo đảm mình có tinh lực sung túc kích thích hàn ti nhuyễn giáp. Nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt chết tươi. Ngươi nhìn xuống dưới. Khương Phàm bay lên để hứa đan nhìn về phía phế tích hoang dã. Điểm cuối cùng của phế tích, hơn 50 con cự lang linh hồn cảnh cao giai lướt qua giữa không trung, vọt vào vùng đất phế tích. Bọn chúng chiều đều cao từ 50 mét đi lên, khổng lồ uy mãnh, sôi tử khí trào cuồn cuộn, tràn ngập hung uy khiếp người. Ngay sau đó, rừng cây oanh minh kịch liệt, đại địa ù ù lay động. Tiếng cây rừng bẻ gãy tạch tạch, liên miên bất tuyệt. Một con tử lân cự lang từ trong rừng cây lao ra, cao hơn 30 mét, khổng lồ hùng tráng, móng vuốt sắc bén giống như là chiến đao, hai mắt hiện ra ý lạnh tàn nhẫn. Ngay sau đó, cây rừng lay động, một con lại tiếp lấy một con tử lân cự lang kéo nhau lao ra. Mấy chục con, mấy trăm con, trước trước sau sau hơn 3.000 con, hình thể khổng lồ chen chúc cùng một chỗ. Mấy chục vạn con nhấc lên thanh thế vô cùng đáng sợ. Ngao! Hơn 3.000 con tử lân cự lang tập thể gào thét, thanh chấn hoang dã, trong phế tích bằng phẳng truyền ra hơn trăm dặm, thanh chiều mãnh liệt, giống như là thủy chiều thực sự, cuốn lên bụi đất vô tận. Khương Phàm, người nhất định phải chết. Hứa đan hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả nàng cũng đều chưa từng gặp qua nhiều cự lang hành động tập thể như vậy. Có người ở đây, ta đã có thể sống. Cố gắng phối hợp thật tốt cho ta. Khương Phàm xông xuống phía trước. Đừng có nằm mơ, tử lân cự lang hóa thân cự lang chân chính mang ý nghĩa cuồng hóa, lực lượng tăng vọt, tính tình tàn bạo, bọn chúng thả ra tử khí còn có thể hình thành cương khí, ta không gánh nổi ngươi. Ngươi cứ việc phối hợp, ta để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chiến đấu thật sự. Khương Phàm không sợ hãi, ngược lại là càng tăng vọt chiến ý. Ngao! Đám sói cao dài thét dài giống như chu lên ra hiệu cho trận chiến sắp đến, truyền khắp hoang dã. Hơn 3.000 con tử lân cự lang đáp lại cao vút, toàn thể phóng tới, đại địa rung động. Bọn chúng đạp nát cự thạch, tử khí sôi trào, giống như dòng lũ cuồn cuộn lao nhanh, bao phủ về phía trước. Số lượng lớn dân liều mạng truy đuổi vào hoang dã, rung động nhìn đàn sói, kích động lại phấn khởi. Khương Phàm chạy thế nào lại tới nơi này? Hoang dã mấy trăm dặm phế tích, đơn giản chính là bãi săn tự nhiên của đàn sói. Nếu như hắn không có cách nào khác, chỉ sợ là trốn không thoát khỏi 500 dặm hoang dã này. Lãnh Tuyền và Tô Lăng đã theo sát đến hoang dã, ngắm nhìn Khương Phàm ở phương xa. Bọn hắn đuổi một đường, mặc dù sợ hãi lại thán phục với tốc độ Khương Phàm, nhưng bây giờ rất không hiểu rõ Khương Phàm muốn làm gì. Bây giờ chỉ là mấy ngàn con, chờ những đàn sói khác từ đuổi tới. Sẽ là hơn vạn con. Khương Phàm.
Thanh âm to rõ từ chân trời đằng xa truyền đến. Đỗ Uyên vượt qua trời cao, lao tới chỗ Khương Phàm, mặt đầy giận dữ, khí thế hùng hổ. Khương Phàm, theo chúng ta về thánh địa. Bọn người Hàn Ngạo cưỡi sư thú thú theo ở phía sau, cuồng loạn gào thét. Rốt cuộc tìm được Khương Phàm, lại không nghĩ rằng phía sau hắn còn có mấy ngàn con cự lang đi theo. Quá điên cuồng, quá hỗn đản. Bọn hắn vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi, 10 ngày nửa tháng không có chợp mắt, vậy mà hắn lại ở nơi này chơi đùa với đàn sói. Không thể nào lại đợi hắn, nhất định phải bắt về. Nhưng, một nguồn tử khí cuồn cuộn giữa trời, từ các phương vị khác nhau trào lên tới, ở trong đó có sự hung uy để cho người ta hít thở không thông. Đỗ Uyên, nơi này là luân hồi bí cảnh, các ngươi có thể tiến đến, nhưng không thể tùy ý làm bậy. Bên trong tử khí cuồn cuộn truyền đến thanh âm uy nghiêm. Hứa Vĩnh Thọ cưỡi một con tử lân cự lang niết bàn cảnh, đạp tan trời cao, nhanh chóng lao nhanh hơn 10 dặm, chặn đường Đỗ Uyên. Cự lang mặc dù chỉ có dài 5 mét, thế nhưng nó lại tràn ngập hung uy làm cho người không thoải mái, ngay cả sư thú thú cũng đều cảm nhận được áp bách, liên tiếp chậm lại. Hứa Vĩnh Thọ, tránh ra cho ta. Khương Phàm là võ hầu của Vương quốc Hắc Ám, các ngươi không thể giết hắn. Đỗ Uyên dừng ở nửa đường cường thế rằng co với Hứa Vĩnh Thọ. Ha ha, sư phụ ngươi cũng không dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta. Ngươi, cũng xứng. Hứa Vĩnh Thọ cưỡi cự lang, ngạo nghễ đáp lễ. Mặc kệ Khương Phàm đã làm cái gì, các ngươi đều biết được thủ quy củ. Bất kỳ điều kiện gì cũng đều có thể thông qua đàm phán để giải quyết, nhưng các ngươi không thể giết hắn. Đỗ Uyên sốt ruột, Khương Phàm đang ở ngoài trăm dặm, nhất định phải mang đi. Đàm phán, ha ha, được thôi, trước tiên ngươi quỳ xuống cho ta, lại để cho Khương Phàm ngoan ngoãn tới quỳ xuống. Để cho ta vui mừng, nói không chừng ta có thể cân nhắc đàm phán. Nếu không, Chí Tôn Kim Thành chúng ta có 100 cách để Khương Phàm chết, cũng có thể có 100 cách để Khương Phàm sống không bằng chết. Mặt mũi Hứa Vĩnh Thọ tràn đầy sát khí. Ta nghe nói Khương Phàm còn bắt Hứa Như Lai cùng Hứa Đan của các ngươi, muốn giữ mạng sống của bọn hắn, ngươi phải đàm phán. Hàn Ngạo vừa muốn thử thương lượng, cự lang dưới thân Hứa Vĩnh Thọ đột nhiên phát ra tiếng chu to rõ, trong chớp mắt, bầu trời kịch liệt chập trùng giống như là đại nạn, thanh triều cuồn cuộn, thảm liệt không gì sánh được, đối diện che mất bọn người Đỗ Uyên. Đỗ Uyên cuồn cuộn khí huyết, đau đớn lui lại. Bọn người Hàn Ngạo ôm đầu kêu thảm, cảm giác thân thể và cả linh hồn đều muốn bị xé rách. Sư thú thú cũng kêu rên thê lương, nhanh chóng lùi lại, còn suýt chút nữa trở xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình. Hứa Vĩnh Thọ hừ lạnh, cưỡi cự lang nhìn đàn sói lao nhanh ở nơi xa, ngồi đợi Khương Phàm bị vây bắt. Cự lang dưới người hắn lại chu lớn lần nữa, truyền lệnh đàn sói đầu lĩnh ở ngoài trăm dặm, để bọn chúng thành thật đợi ở trên trời, để đàn sói phía dưới phụ trách truy kích. Đỗ Uyên che ngực, mặt mũi tràn đầy đau đớn, nóng nảy nhìn về phương xa, tìm kiếm người của Đại Tự Tại Điện. Bọn hắn hẳn là đã đến. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể ngăn cản Chí Tôn Kim Thành. Nhưng, đúng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên lao xuống, rơi vào trong hoang dã, sau đó xoay người lại, vỗ cánh gáy to, hai cánh chấn kích, xẹt qua mặt đất xông về đàn sói. Hắn muốn làm gì? Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, vì sao lại không chạy, chẳng lẽ muốn chém giết cùng đàn sói? Khương Phàm huy động hai cánh, tăng vọt chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Cuộc chiến chịu chết. Thẳng tiến không lùi. Hắn muốn lần nữa nếm thử đại chiến sinh tử, kiểm tra cực hạn tiềm lực của mình. Trước đó đối kháng Ngô Thiên Khải, chỉ là quyết đấu cá nhân. Giờ phút này nghênh chiến đàn sói, mới là khảo nghiệm sinh tử. Khương Phàm, dừng lại, mau dừng lại. Bọn người Hàn Ngạo, Lâm Nam ở phía xa kêu lên đầy sợ hãi. Tất cả im miệng cho ta. Hứa Vĩnh Thọ đưa tay quát tháo, nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Ngao! Đàn sói phóng tới, tử khí như thủy triều. Thân thể sau khi cuồng hóa, huyết tính đã triệt để kích phát ra đến, tàn nhẫn bạo ngược, kịch liệt gào thét. A! Khương Phàm gào to, kích động lại phấn khởi, hỏa vũ toàn thân đều đang run rẩy. Thánh viêm sôi trào, cường quang chói mắt, nương theo bạo động mãnh liệt, mãnh hổ, cự tượng các loại mãnh thú liệt diễm đều liên tiếp xuất hiện. Từng tiếng gào thét cuồng dã vang lên, đón đàn sói đụng tới. Ầm ầm. Trận va chạm trong nháy mắt giống như cự lang vỗ bờ,
nhấc lên tử khí khí màu tím đầy trời, hòa với thảm liệt. Hơn 100 loại mãnh thú liệt diễm dữ dội phá tan đàn sói, liên tiếp dẫn bạo nhấc lên chiều cường hỗn loạn. Hai cánh Khương Phàm như đao, cuồng dã giết vào đàn sói, những nơi hắn đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Cự lang cuồng bạo bị đối diện chém nát. Giống. Trong hỗn loạn, một con cự lang ngũ trọng thiên nhấc lên móng vuốt trắng kiệt, vồ đến đầu Khương Phàm. Khương Phàm nhanh nhẹn xoay chuyển, cánh phải bổ móng vuốt ra, cánh trái xoay tròn bay lên chém đầu nó. Ô ô ô. Đàn sói gào thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ tới. Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, 800 sợi hỏa vũ sắc bén bạo kích, oanh sát. Số lượng lớn cự lang bị đâm xuyên đầu, bị đánh xuyên thân thể. Ngay sau đó, Khương Phàm huy động liệt diễm quét sạch vài trăm mét xung quanh, ngang nhiên dẫn bạo lửa lớn. Liệt diễm bạo động, kim quang cùng với huyết thủy thảm liệt cuồn cuộn. Nhưng vẫn có cự lang ngạnh kháng được hỗn loạn vọt tới trước mặt hắn. Tử khí kịch liệt cuồn cuộn hóa thành móng vuốt tử khí vô tận, tràn ngập đất trời bao phủ tới Khương Phàm. Hứa Đan đã bị tràng diện hỗn loạn làm cho sợ vỡ mật, chỉ lo điên cuồng thét lên, giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích. Đàn sói điên cuồng, bạo ngược hỗn loạn, phảng phất ngay cả nàng đều muốn bị gặm cắn, xé nát. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được mình muốn hãm hại Khương Phàm trong bầy sói là ngây thơ đến cỡ nào, nếu như Khương Phàm chết rồi, nàng đảo mắt sẽ bị cắn chết. Khương Phàm căng cứng hai cánh, bay thẳng lên trời, kích phát bản thân, thực lực tăng vọt đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Liệt diễm cuồn cuộn, đường vân chu tước hiển hiện trên hai cánh, uy lực chém giết thương thiên, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong tử khí, Khương Phàm hoành hành không trở ngại, cuồng bạo xé mở móng vuốt đầy trời. Một tiếng tiếng gáy to, âm thanh cắt đoạn trời cao. Khương Phàm giết ra tìm đường sống, nhưng không có một khắc nào đình chỉ. Liệt diễm cuồn cuộn sau lưng, hình thành vòng xoáy to lớn, cường quang hừng hực bên trong, tám đường trọng quyền liệt diễm giống như mặt trời ầm vang xuất hiện. Ngao! Ba con tử lân cự lang lục trọng thiên rậm trên đàn sói vọt lên đến, tàn nhẫn nhào về phía Khương Phàm. Bát hoang liệt dương quyền! Khương Phàm hét lớn, ý thức cùng trọng quyền quán thông, linh văn cùng liệt diễm cộng minh, tám đường trọng quyền hoành hành giữa trời cao, tốc độ lại đột nhiên tăng vọt. Ba con tử lân cự lang còn không kịp phản ứng, trọng quyền liệt diễm trực tiếp đánh vào bên trên đầu của bọn nó, cùng với huyết thủy đầy trời, bọn nó đều bị đánh bay. Khương Phàm lao xuống, lần nữa giết tiến vào đàn sói, hai cánh chấn kích, thế như thiên đao, tàn nhẫn chém giết đàn sói hỗn loạn. Nhưng số lượng sói quá nhiều, mà hình thể lại to lớn, bọn chúng đang phóng tới phía trước liên tiếp ổn định, chuyển hướng vồ giết, phía sau còn tại phóng tới thì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chen chúc lao nhanh. Khương Phàm rất nhanh đã bị bao phủ, chém giết một con thì nhào tới 10 con, nổ bay 10 con lại nhào tới mười mấy con. Răng rắc. Ba con cự lang cắn hai cánh Khương Phàm, điên cuồng lôi kéo. Một con cự lang mở to miệng ra, lao đến yết hầu Khương Phàm. Các con cự lang khác điên cuồng đánh giết, nắm giữ xung quanh, kín không kẽ hở. Khương Phàm, bây giờ sao? Ta đều đã chuẩn bị xong kính tượng. Hứa Đan sắp nứt cả tim gan, hoảng sợ thét lên, nước mắt đều không bị khống chế mà rơi xuống. Trong mắt nàng bây giờ tất cả đều là sói, răng nanh, móng vuốt, phảng phất một giây sau liền bị xé nát. Im miệng. Khương Phàm hung tàn, vỗ cánh gáy to. Một vòng xoáy cực kỳ mãnh liệt kích phát từ tâm hải, trong chớp mắt trùng kích mạch máu, huyết khí hình thành chiều dâng giống như muốn nổ tung, lao ra khỏi cơ thể, kịch liệt cuồn cuộn. Huyết khí tinh hồng. Tình thế mãnh liệt, hóa thành ba con thú đẫm máu dữ tợn. Giống như người nhưng lại giống như quỷ, đầy đầu đều là răng nanh sắc nhọn. Những con thú màu máu to như núi nhỏ, dữ tợn hét lớn, kéo lấy huyết khí hoành hành vọt mạnh, tàn bạo gặm cắn tử lân cự lang hỗn loạn ở xung quanh. Đây là thao thiết thánh pháp, săn dân chúng. Khương Phàm dữ tợn gào thét, huyết khí toàn thân tiếp tục bạo động, liên tiếp ngưng tụ thành hơn 10 đầu thú thao thiết. Cuồng bạo hoành kích bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, tử lân cự lang nhanh chóng gầy gò, bị lược đoạt rất nhiều tinh lực. Bạo động ngắn ngủi, thao thiết kéo thành đàn trở về, cướp đoạt được tinh huyết sinh mệnh cường đại, rót vào thân thể Khương Phàm. Hơn 30 con tử lân cự lang khổng lồ bị lược đoạt huyết khí, càng bị phần uy thế của thao thiết kia làm cho linh hồn sợ hãi. Xung quanh còn đang điên cuồng,
nơi này lại hỗn loạn trong ngắn ngủi. Khương Phàm cướp đoạt huyết khí liền nhanh chóng tăng vọt chiến ý. Phần thiên quyết thức đầu tiên, hoắc loạn thiên địa. Liệt diễm cuồn cuộn, dẫn bạo trong nháy mắt, quét sạch hơn ngàn mét xung quanh. Bọn chúng kịch liệt cuồn cuộn, hoắc loạn toàn trường. Cướp đoạt huyết khí, bọn cự lang suy yếu lại sợ hãi không kịp chuẩn bị vô tình xoắn nát, huyết nhục văng tung tóe. Xung quanh lập tức trống ra mảnh đất trống lớn. Đến đây, Khương Phàm vỗ cánh gáy to, liệt diễm trước mặt trải rộng ra pháp trận, ngưng tụ thần điểu màu máu. Nguyên phù trận tăng vọt chí thượng trăm mét, điên cuồng cướp đoạt huyết khí cùng năng lượng trong ngàn mét xung quanh, lấy uy lực quy nguyên đưa năng lượng trở lại nguyên bản, sau đó diễn hóa thành liệt diễm. Khương Phàm đón phù trận đụng tới, người khoác liệt diễm, lại mang theo Chu Tước Bác Thiên Thuật. Đàn sói hỗn loạn nhanh chóng khôi phục bình thường, một con cự lang lục trọng thiên lao ra trước nhất, cao hơn 30 mét, lân giáp cứng rắn, miệng đầy răng nanh, tử khí đột nhiên cuồn cuộn trong lúc phóng tới, tốc độ bất chợt tăng vọt. Khương Phàm đồng thời giao hòa cùng lực lượng ánh sáng, tốc độ cũng tăng vọt gấp đôi. Vuốt sói bạo kích, xé rách không gian. Hai cánh oanh minh, đối diện mà lên. Chênh lệch cường đại vượt qua lưỡng, hai, trọng thiên, lần đầu đối mặt với nhau. Cự lang bị hung hăng xốc móng vuốt lên, Khương Phàm ngửa mặt bay lên, sau khi rơi xuống đất suýt chút nữa đã mất đi khống chế. Ngao ngao, vài con cự lang từ phía sau giết tới, tử khí cuồn cuộn, hóa thành móng vuốt, lướt qua mặt đất bao phủ tới Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng phóng lên tận trời. Nhưng, một con cự lang lục trọng thiên đột nhiên đạp trên đàn sói vọt lên, tại lúc Khương Phàm bay lên thoát khỏi, một khắc này, nó đã cắn một cái cổ chân của hắn. Một tiếng răng rắc, răng nanh khép kín, đầu sói vung vẩy cực mạnh. Mắt cá chân Khương Phàm đứt gãy, bị hung hăng kéo đến mặt đất. Số lượng lớn đàn sói bao phủ tới, phía trước nhất tất cả đều là ngũ trọng thiên. Khương Phàm, Hứa Đan cũng nhịn không được nữa. Bởi vì có răng nanh một con cự lang xông phá liệt diễm, trực tiếp cắn về phía nàng, miệng to như chậu máu, so với thân thể nàng còn muốn lớn hơn. Chậm đã. Khương Phàm đang muốn la lên, không gian đã vặn vẹo, kính tượng va chạm kịch liệt. Sau một khắc, Khương Phàm bị cưỡng ép di chuyển, xuất hiện ở trăm mét không trung. Đàn sói vồ hụt, mất đi mục tiêu, lập tức tìm kiếm. Thế nhưng, xung quanh trong hoang dã tất cả đều là cự lang uy mãnh, bởi vì hình thể cực lớn nên thanh thế kia tựa như mấy chục vạn thú triều khổng lồ. Tại thời điểm Khương Phàm xuất hiện ở trên không, Tử Lân cự lang bên trong mất đi mục tiêu. Bên ngoài lại đang lo lắng, táo bạo lập tức sao động. Con mắt sung huyết của bọn chúng tiếp cận mục tiêu đột nhiên xuất hiện ở không trung, lập tức thân thể, nhấc lên cuồn cuộn tử khí, số lượng lớn lân phiến đều rời khỏi thân thể, theo tử khí phóng tới không trung. Lân phiến to lớn lại cứng rắn, giống như mấy vạn cái cối xay màu tím bạo kích trời cao, thanh thế cực kỳ khủng bố, để cho người ta tê cả da đầu. Ầm ầm, lân phiến màu tím ở trên không va chạm mãnh liệt, đinh tai nhức óc. Nổ lên tử khí cuồng liệt. Bọn chúng vậy mà ngưng tụ thành Tử Lân trường đao, dài từ 30 đến 50 mét không giống nhau. Tử đao hoàn quấn cương khí màu tím gào thét phách chảm, rung động lòng người. A! À, Hứa Đan kêu lên đầy sợ hãi, lại lập tức ngưng tụ kính tượng, cưỡng ép di chuyển. Đừng quấy rối, chết tiệt, ta bảo ngươi động thủ sao? Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, cực lực muốn dừng lại nhưng vẫn bị kính tượng va chạm. Chuyển rời đến không trung cách đó thêm 500 mét. Âm âm, Tử Lân trường đao trước mặt vồ hụt, va chạm hỗn loạn, tiếng nổ vang lên cuồng liệt, nhấc lên mãnh liệt tử khí mạnh mẽ, uy thế kia phảng phất có thể băng diệt núi cao vạn mét. Nhưng số lượng đàn sói quá nhiều, Tử Lân trường đao trước mặt vồ hụt, phía sau lại liên tiếp tạo thành càng nhiều, cuồng vũ khắp trời cao, tràn ngập đất trời. Có tương đương với linh nguyên cảnh, có tương đương với linh hồn cảnh, còn có linh hồn cảnh ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên. Nếu như Khương Phàm ngay đầu tiên lao đến đàn sói phía dưới, đàn sói bên ngoài sẽ không dám loạn kích, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện chỗ càng cao hơn, chẳng khác nào hoàn toàn biến thành bia ngắm. Ta không phải cố ý. Sắc mặt Hứa Đan kịch biến, lập tức ngưng tụ số lượng lớn kính tượng di chuyển Khương Phàm. Nhưng, Tử Lân trường đao vẫn cuồng vũ loạn kích, tử khí kiên cường giống như cương phong che mất không gian giữa đất trời mấy ngàn thước. Kính tượng vừa mới thành hình liền bị thảm liệt xoắn nát, căn bản là không có cách nào hình thành nên con đường không gian. Sau một khắc,
lít nha lít nhít Tử Lân trường đao kéo lấy tử khí che mất Khương Phàm. Không không không. Sắc mặt của bọn người Lâm Nam trở nên trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi, giờ khắc này, trái tim của bọn hắn đều rụt lại. Đừng giết hắn. Hứa Vĩnh Thọ ra hiệu với cự lang dưới thân. Hừ hừ, danh con, ta xem ngươi còn cuồng cái gì. Ngao. Cự lang chu lên, truyền lệnh sói đầu đàn xa xa. Sói đầu đàn nhận được lệnh, cũng truyền lệnh đàn sói bạo động phía dưới tạm thời dừng lại. Tử khí tản ra, Khương Phàm chật vật rơi xuống, bị đánh đến máu thịt be bét, hai cánh đều bị vô tình chặt đứt, chỗ cổ có một vết thương đều cắt cả xương cốt ra. Nếu như không có áo giáp, bây giờ khả năng hắn đã bị đánh nát. Ngay cả Hứa Đan ở trên lưng hắn đều bị hai Tử Lân trường đao đánh trúng, suýt chút nữa chặt đứt. Ta thật không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hứa Đan miệng đầy máu tươi, mệt mỏi cầu khẩn. Cho ngươi thêm một cơ hội, ta không nói lời nào, ngươi không được loạn động. Khương Phàm gầm nhẹ, quả quyết kích ra huyết khí trong trái tim thứ hai. Tiểu Niết Bàn thuật. Huyết khí giống như dòng lũ được mở cống, lập tức lao nhanh, quét sạch toàn thân, khí tức sinh mệnh mênh mông phối hợp với đại diệu thiên kinh, nhanh chóng chữa trị thương thế khắp toàn thân. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, máu tươi bao trùm dưới thân thể Khương Phàm hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả tinh khí thần đều trở lại đỉnh phong. Đàn sói phía dưới đang chen chúc đều tản ra, chuẩn bị, nghênh đón, Khương Phàm giáng lâm, Khương Phàm thấy đã sắp rơi xuống đất, hắn đột nhiên mở hai cánh ra. Mang theo liệt diễm phóng lên tận trời. Cái gì? Các nơi, đám dân liều mạng, đội ngũ thư viện cùng với bọn người Hứa Thừa N vừa mới chạy đến đều bị một màn đột nhiên này làm kinh đến. Rõ ràng đã sắp chết rồi, làm sao lại đột nhiên liền sống? Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, trong lòng đầy tức giận. Tiểu Niết Bàn thuật là hắn chuẩn bị cho Sơn Hà đại táng, kết quả lại lãng phí ở nơi này. Hứa Đan tự mình cảm nhận được toàn bộ quá trình Khương Phàm nhanh chóng khôi phục, vừa chấn kinh lại càng có chút sợ hãi. Lại là năng lực này, tựa như thời điểm trước đó bị đàn sói gặm cắn như thế, có thể khôi phục toàn thịnh trong nháy mắt. Khương Phàm không có một khắc đình chỉ, sau khi bay lên được 100 mét, hắn bỗng nhiên lao xuống, đánh tới đàn sói dày đặc hỗn loạn. Ngao ngao ngao, đàn sói không có nhiều kinh ngạc như vậy, nhìn thấy Khương Phàm còn sống. Bọn chúng đã nhanh chóng bạo động, muốn tiến lên vây bắt Khương Phàm. Tiểu quang mang thánh thuật. Đường vân mặt trời toàn thân Khương Phàm nở rộ cường quang, cùng năng lượng ánh sáng sinh ra giao hợp, tốc độ tăng vọt gấp đôi, kéo lấy liệt diễm ngang nhiên xông vào trong bầy sói. Đàn sói phía trước liên tiếp vồ hụt. Khương Phàm cuồng dã va chạm mặt đất, trong chớp mắt, liệt diễm được vận sức chờ phát động ra liên tục cuồn cuộn, mãnh liệt phóng tới. Từ mấy trăm mét thẳng tới hơn 1000 mét. Giống như biển lửa bao phủ lấy đám Tử Lân cự lang dày đặc. Khương Phàm dung hợp Thái Dương tinh hỏa, địa tâm thú linh viêm và các loại thánh hỏa cường hãn, nhiệt độ cực cao, lân giáp có dày hơn chăng nữa cũng đều không chống đỡ được. Đám Tử Lân cự lang đang đau đớn giãy giụa bên trong, biển lửa, nóng bỏng, những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp nơi. Từ lân giáp đến da thịt, nhanh chóng nóng chảy. Thân thể hùng tráng to mọng trong nửa phút đã có thể hóa thành cho tàn. Nhưng đàn sói hung tàn vẫn không hề sợ hãi, bọn chúng chen chúc nhau tiến lên tiến đụng vào, biển lửa. Có một số Tử Lân cự lang ngũ trọng thiên, lục trọng thiên chịu đựng đau nhức kịch liệt phóng tới vài trăm mét, giết tới trước mặt Khương Phàm. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm gáy to một tiếng sắc nhọn, thú ấn trong thức hải thức tỉnh, trong liệt diễm cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ trên 100 con mãnh thú hung mãnh. Còn có hỏa phong, linh điệp các loại, mấy trăm đến hơn 1000 con, bọn chúng cuồng dã trùng kích, bạo tạc dày đặc, liên tục oanh sát giết tới đàn sói. Biển lửa, hơn 1000 mét cơ hồ trở thành cối xay thịt, tàn nhẫn oanh sát đốt cháy cả đàn sói, tràng diện hỗn loạn, nóng nảy, càng rung động. Nhưng, số lượng đàn sói quá nhiều, bọn chúng vẫn cứ chen chúc tới, chà đạp lấy thi thể xông về phía trước, nhanh chóng bao phủ Khương Phàm. Một khắc cuối cùng. Khương Phàm vỗ cánh bay lên, trước một khắc khi móng vuốt tráng kiện xé nát hắn, hắn đã nhanh chóng lấy tiểu quang mang thánh thuật cưỡng ép tăng tốc độ lên, mạo hiểm giết ra tìm đường sống. Nhưng, trên hoang dã hỗn loạn lại xuất hiện một màn rung động khác. Tại lúc Khương Phàm điên cuồng phóng thích liệt diễm tiễu sát đàn sói ngắn ngủi trong vài phút, đám sói bên ngoài lại phóng tới bên trong, chà đạp nhau, dây dưa cùng nhau, tạo thành từng tòa, lang sơn, đột ngột nhảy lên.
Bởi vì cự lang quá lớn, lang sơn đều cao từ 300 đến 500 mét, tòa cao nhất kia vậy mà lại đạt tới hơn 800 mét. Bọn chúng lắc lư kịch liệt, tử khí sôi trào, giống như là núi cao, càng giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng, lao nhanh, nện, tới phía Khương Phàm trong bầy sói. Khương Phàm vừa mới mạo hiểm chạy thoát, lang sơn, chen trúc cao ngất lập tức xông vào ánh mắt. Đám sói bên trong, lang sơn, nhìn thấy Khương Phàm, toàn bộ đều chu lên to rõ, cuồn cuộn tử khí bạo động kịch liệt, tràng diện rung động thậm chí đã làm cho đám dân liều mạng xa xa sợ đến ngây người. Số lượng lớn cự lang kéo thành đàn liên miên đạp trên đồng bạn bay lên không, từ không trung che mất Khương Phàm. A! À, Hứa Đan ớn lạnh toàn thân, mất khống chế mà thét lên. Nàng trừng lớn con mắt, trong ánh mắt đều là đàn sói đang đánh giết. Răng nanh bén nhọn, móng vuốt sắc bén, cơ hồ khiến cho nàng sụp đổ. Hứa Đan! Khương Phàm rốt cuộc cũng vận dụng Hứa Đan. Đi đâu, mau nói đi. Hứa Đan bừng tỉnh thét lên, phóng xuất ra hơn 30 kính tượng, phủ kín không trung. Chuyển rời ta đến biên giới đàn sói. Xem ngươi rồi. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, thiêu đốt liệt diễm, kích ra thái dương chiến y. Tốt tốt tốt. Hứa Đan nghĩ là rốt cuộc Khương Phàm cũng muốn chạy trốn, lập tức phóng thích kính tượng, tiếp tục vượt qua giữa không trung. Mạo hiểm chạy trốn trong bầy sói giống như đứng giữa trời mưa, này. Đó là kính tượng di chuyển. Hứa Vĩnh Thọ ngưng tụ con ngươi, dõi mắt nhìn ra xa. Trước đó Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ngoài mấy trăm mét hắn cũng đã cảm thấy có vấn đề, lúc ấy còn tưởng rằng là có vũ khí không gian gì, bây giờ rốt cuộc cũng đã xác định được, đó là kính tượng di chuyển. Đó là Hứa Đan, nàng bị trói ở trên lưng Khương Phàm. Xa xa. Gương mặt của bọn người Hứa Thừa N liên tiếp có phản ứng, tên khốn kiếp đáng chết này đã làm gì Hứa Đan? Quá thô lỗ. Lãnh Tuyền và các đệ tử thư viện lắc đầu liên tục, chưa từng thấy người nào hung tàn như vậy, cũng chưa từng thấy qua người nào thô lỗ như thế, lại người bắt trói người ta ở trên dùng làm vũ khí. Lại còn là một đại mỹ nữ nũng nịu. Khương Phàm muốn ra bên ngoài giết, nghĩ biện pháp tiếp ứng hắn. Độ Uyên lấp lóe ánh mắt, lo lắng nghĩ cách. Cũng đang tìm người của đại tự tại điện. Mau trốn đi ra, nhanh đi, nhanh đi. Lâm Nam lo lắng, đầu đổ đầy mồ hôi, hận không thể tự mình tiến lên đẩy Khương Phàm từ trong bầy sói ra ngoài. Hàn Ngạo lại tại trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh lại, thể hiện càng ngày càng quái dị. Hắn thực sự không hiểu rõ rốt cuộc Khương Phàm muốn làm gì, cho đến khi trước đó, lúc bị tử khí bao phủ, suýt chút nữa bị xoắn nát, bỗng nhiên hiểu ra. Gia hỏa này thoạt nhìn như là tìm đường chết, kỳ thật chính là đang tìm đường chết. Giống như có quỷ kế gì đó, nhưng kỳ thật chính là muốn chết. Bởi vì, sinh tử ngâm. Hứa Đan trước sau sau di chuyển 37 lần, vượt qua hơn 20 dặm, cuối cùng đã chuyển rời Khương Phàm đến bên ngoài đàn sói. Trong lúc đó đã 8 lần bị tử khí chấn vỡ kính tượng, 5 lần mất khống chế vào tới đàn sói, 2 lần bị đàn sói bao phủ. Dưới sự khẩn trương cao độ cùng dục vọng cầu sinh điên cuồng, nàng đã phát huy ra tiềm lực để chính nàng đều khó mà tin được. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng chạy thoát, Hứa Đan cảm giác mình rất suy yếu. Bây giờ rời khỏi, Hứa Đan còn chưa dứt lời, Khương Phàm đã quay người giết đến phía đàn sói, hai cánh phách chạm, chiến ý cuồn cuộn, thừa dịp đàn sói không kịp phản ứng, giết đến hơn 300 mét dễ như trở bàn tay, những nơi hắn đi qua, huyết nhục văng loạn. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? A a a! Hứa Đan phát điên, triệt để điên rồi. Ngao! Đàn sói bạo động, cự lang gần đó nhanh chóng triển khai vây bắt. Sao hắn lại trở về? Lâm Nam ở phía xa gấp giơ chân. Khương Phàm, ngươi tới đây cho ta. Độ Uyên lo lắng gào thét như sấm quanh quẩn khắp bầu trời. Quả nhiên! Hàn Ngạo nói nhỏ, đoán đúng. Thao thiết thánh pháp! Khương Phàm giết vào sâu trong đàn sói, huyết khí cuồn cuộn khắp toàn thân, giống như gió lốc, lại như thủy triều, cuốn lên trăm mét. Hơn 10 con thao thiết dữ tợn kéo lấy huyết khí tinh hồng mạnh mẽ đâm tới, cướp đoạt lấy số lượng lớn huyết khí cự lang xung quanh, bổ sung huyết khí cho Khương Phàm, duy trì lực lượng, bản thân, sắp tiêu tán của hắn. Đàn sói bối rối. Cứ việc hung tàn bạo ngược, nhưng vẫn bị khí tức khủng bố của thao thiết làm cho kinh sợ. Khương Phàm cướp đoạt huyết khí, chiến ý dâng cao, toàn thân dâng lên liệt diễm cường đại, lấy thuế lực hoắc loạn quét ngang qua đàn sói kéo dài ngàn mét,
thanh lý ra mảng lớn trống không. Giết! Khương Phàm giận dữ hét lớn, lần nữa phóng tới đàn sói. Ngao! Một con cự lang lục trọng thiên dài đến hơn 30 mét ở đối diện lao tới, giơ lên móng vuốt tráng kiện, bao quanh tử khí mênh mông, thế như trọng chùy hung hăng đánh tới đầu Khương Phàm. Khương Phàm lại khích phát bác thiên thuật, chính diện nghênh kích tử lân cự lang. Móng vuốt giao kích, năng lượng bạo động. Khương Phàm bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cự lang lục trọng thiên cũng bị cường thế tung bay. Giống. Mười mấy con cự lang bổ nhào qua, muốn đè Khương Phàm lại. Khương Phàm xoay chuyển người bay lên, nhấc lên liệt diễm cuồng bạo, cự lang kinh sợ lui lại, hắn nhanh chóng khống chế thân thể. Lần nữa lao thẳng đến đàn sói, hắn thẳng tiến không lùi, chiến ý tăng vọt, thuần dương chính thiên hỏa bị kích thích, tiếp tục tăng cường lực lượng. Khương Phàm mở ra, bá đao thức, liên tiếp oanh kích đàn sói. Một đao so với một đao lại càng mạnh, một đao so với một đao lại càng cuồng bạo. Trong trùng kích gần như bạo tẩu, hắn dữ dội giết ra hơn 200 mét. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đông Hoàng Như Yên nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ Khương Phàm đang làm gì. Đây là đang khiêu chiến cực hạn của chính mình sao? Nhưng, một khi thất bại, chẳng phải là hắn sẽ phải chết sao? Càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới nơi này, bao gồm cả đám dân liều mạng ở các nơi, đám mãnh thú Đại La Sơn, các cường giả trấn thủ chí tôn Kim Thành, bọn hắn chiếm cứ bầu trời, quan sát Khương Phàm đang điên cuồng chém giết ở phía dưới. Bọn hắn khiếp sợ sự hung tàn cùng cường đại của Khương Phàm, thậm chí cảm nhận được đáng sợ. Người khác gặp được đàn sói với quy mô như thế này đã sớm bị dọa điên rồi, vậy mà người này không những không sợ hãi, mà còn giống như là giết tới nghiện. Đám tử lân cự lang cao giai chiếm cứ trên không trung lại đều nhìn không được, vốn cho rằng đàn sói có thể tùy tiện vây bắt Khương Phàm, kết quả ngược lại thành Khương Phàm mở lò sát sinh. Một con cự lang thất trọng thiên đột nhiên lao xuống, nhấc lên tử khí, lao thẳng đến trong bầy sói. Khương Phàm, có cự lang thất trọng thiên đến rồi. Hứa Đan ở phía sau Khương Phàm lưng kêu lên đầy sợ hãi. Tới. Khương Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngưng tụ ánh mắt. Hắn có thể ngạnh kháng cự lang lục trọng thiên, nhưng lại không hy vọng khiêu chiến thất trọng thiên. Ta mang ngươi rời khỏi, được không? Hứa Đan âm thanh run rẩy, mang theo từng tia cầu khẩn. Nàng thật đã tới cực hạn rồi, tiếp nhận cực hạn, linh lực cực hạn. Không cần. Khương Phàm khống chế xiềng xích, kéo lấy Hứa Đan thu vào thanh đồng tiểu tháp. Ánh mắt lăng liệt nhìn qua cự lang thất trọng thiên, sau một tiếng gào lớn, hắn vỗ cánh bay lên chủ động giết tới. Không sai biệt lắm. Cứ chết dưới mọi ánh mắt như vậy đi. Hắn nghênh đón rồi. Chẳng lẽ hắn còn muốn khiêu chiến tử lân cự lang thất trọng thiên? Hắn muốn chết. Có thể hắn còn có sát chiêu hay là tính toán đặc biệt nào hay không? Mấy ngàn mắt lóe sáng toàn bộ tiếp cận Khương Phàm. Đàn sói hỗn loạn trong hoang dã liên tiếp dừng lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn Khương Phàm phản kích. Oa a! Khương Phàm đột nhiên há mồm, phát ra tiếng gào thét ngột ngạt mà kinh khủng, huyết khí toàn thân sôi trào, linh hồn sao động, nhiệt độ cao bốc hơi cả không gian. Sơn Hà Đại Táng! Khương Phàm hét lớn ở trong lòng, trong chớp mắt ý thức sâu trong lực lượng thần bí kia đột nhiên thức tỉnh. Mênh mông đất trời đột nhiên bắt đầu trở nên vặn vẹo, tất cả cường giả đều giống như không có dấu hiệu nào mà đều bị cuốn vào bên trong hư ảo. Nơi này có núi sông vạn dặm, là một bức tranh xinh đẹp. Nơi này có cánh rừng vô tận, nổi sóng chập trùng. Bọn chúng thật sự như vậy, nhưng lại mông lung phiêu miểu. Lúc tất cả mọi người đang hoảng hốt, cảnh tượng vừa mới xuất hiện đột nhiên kịch biến. Vạn dặm sơn hà sụp đổ toàn diện, đại địa lún xuống. Những con sông thay đổi tuyến đường, vết nứt lao nhanh, rừng núi tách rời. Sâu trong ánh mắt, vạn vật táng diệt. Khí tức tuyệt vọng kinh khủng tràn ngập thiên địa, kích thích linh hồn của tất cả mọi người. Mà sâu trong sơn hà đang sụp đổ, sâu trong địa tầng vô tận, phảng phất có tòa bia mộ tuyệt thế im ắng đứng vững. Ý thức Khương Phàm cùng năng lượng quán thông, diễn hóa dị tượng, tụ tập khí tức sơn hà. Vùng đất tai nạn, đại mộ chìm nổi, tế điện sơn hà. Mộ minh dân chúng. A, à, rất nhiều người nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi, ý thức lại khôi phục trong nháy mắt, một lần nữa trở lại hiện thực. Ảo giác trước đó, phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại hình như trầm luân thật lâu, rất nhiều người đều đổ mồ hôi lạnh khắp người.
ngay cả đàn sói sao động phía dưới đều yên lặng. A a a. Gương mặt Khương Phàm dữ tợn, hắn bay lên hơn 800 mét, khí tức tai nạn vần quanh toàn thân, thẳng đến Tử Lân Cự Lang. Không phải dẫn bạo Sơn Hà thật sự, mà là diễn biến khí tức Sơn Hà, ngưng tụ lực lượng tai nạn. Tử Lân Cự Lang bị kích thích, toàn thân nó ớn lạnh, lại nhanh chóng hoàn hồn, tình thế không giảm. Nó nâng chân đạp trời cao, nhanh chóng phóng tới, thân hình khổng lồ hơn 50 mét sôi trào lên tử khí, giống như là thiên thạch đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm mang theo ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng cao, đối diện mà tới. Đây là khiêu chiến cường thế vượt qua tam trọng thiên, huống chi lại còn là đối mặt với Tử Lân Cự Lang, là yêu thú có được cao giai huyết mạch thánh thú chân chính, không khác gì muốn chết. Bành! Khương Phàm phảng phất hóa thân thành tai nạn, va chạm cuồng bạo, lực lượng táng diệt kia cũng theo đó mà nổ tung, che mất Tử Lân Cự Lang từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, Tử Lân Cự Lang run rẩy móng vuốt to lớn, máu thịt be bét, ngay cả ý thức cũng đều nhận phải kích thích mãnh liệt, như muốn trầm luân xuống dưới mặt đất, mai táng vĩnh thế, thân thể cao lớn cũng theo đó mà bay lên, rớt ra ngoài, trực tiếp tháo chạy hơn 300 mét. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, tên điên này có thể đẩy lui cao giai linh hồn cảnh. Mặc dù chỉ là đẩy lui mà thôi, nhưng tam trọng thiên va chạm vẫn là hiệu quả khó có thể tin được. Toàn thân Khương Phàm đều rạn nứt, huyết thủy văng khắp nơi, hoàn toàn mất đi khống chế, kéo lấy liệt diễm cùng huyết thủy đánh tới đại địa. Ý thức hắn hôn mê, toàn thân loạn lay động, lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì những nơi trên thân có thể đoạn đều đã gãy mất. Không thể trực tiếp nổ tung, tất cả đều là bởi vì kết nối với bát hoang chiến trụ. Tại thời khắc phát sinh va chạm, hắn giống như ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Trái tim xé rách. Huyết thủy mất khống chế mà trào ra ngoài. Sinh tử ngâm lần nữa hiển hiện, muốn mang hắn vào địa ngục. Kết thúc, tạm biệt. Khương Phàm mang theo huyết thủy bay đầy trời, đánh tới đàn sói. Đàn sói gào thét, tranh nhau chen lấn luồn lên tới. Răng rắc, ngao. Bọn chúng cắn cánh tay, đôi chân Khương Phàm, cắn đầu, cắn cả thân thể, bên trong âm thanh cắn xé thảm liệt, Khương Phàm vô tình xé mở. Ngay sau đó số lượng lớn đàn sói kẻ tiến lên bao phủ hắn. Tại thời điểm thân thể bị xé mở, Khương Phàm đã đồng ý tiếp dẫn sinh tử ngâm. Đột nhiên, trong trái tim Khương Phàm xông ra số lượng lớn móng vuốt màu đen, lít nha lít nhít, cuốn lấy toàn bộ hài cốt, bao viên cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, xung quanh Khương Phàm vặn vẹo lên một con đường màu đen, hung hăng kéo hắn đi đến. Một khắc cuối cùng. Khương Phàm ném một bộ thi thể đại điểu trong thanh đồng tiểu tháp sớm chuẩn bị tốt ra ngoài. A! À, từng tiếng kinh hô, những tiếng hít một hơi, ở trong vùng hoang dã, ở giữa không trung liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn trơ mắt nhìn Khương Phàm bị xé nát. Ta nói bắt sống. Hứa Vĩnh Thọ thay đổi sắc mặt trước nhất. Mặc dù hắn muốn giết chết Khương Phàm, cũng một mực hô to muốn giết chết hắn, nhưng cũng không phải thật muốn Khương Phàm chết, chí ít cũng không phải chết ở chỗ này. Bị đàn sói xé nát. Ngao! Cự lang lập tức gào thét, cách ở rất xa ra lệnh đám sói đầu đàn. Đám sói đầu đàn cao giọng chu lên, ngăn đàn sói phía dưới lại. Nhưng đàn sói đã điên cuồng, sao có thể tùy tiện dừng lại, bọn chúng thậm chí vì muốn tranh đoạt thi thể mà đã trắng trợn ra tay, điên cuồng chém giết nhau. Cuối cùng đám sói đầu đàn tự mình lao đến chỗ đàn sói, sau khi tàn nhẫn đánh bay mười mấy con, mới khống chế lại tràng diện. Nhưng, ngoại trừ đống lông vũ màu vàng trên đất cùng máu tươi tinh hồng ra, đâu còn có bóng dáng Khương Phàm nữa. Rất nhiều cự lang miệng đầy máu tươi, còn đang nhai nuốt. Có một con cự lang, trong miệng nó rơi ra một cái móng vuốt, tiếp đó lại nuốt vào. Còn có cự lang trong miệng còn chảy ra óc, cũng bị nó liếm lấy sạch sẽ. Chết, hắn chết thật rồi. Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh trốn ở trong hư không, khiếp sợ nhìn tràng diện đầy máu phía dưới. Các nàng từ đầu đến giờ đều đang chăm chú đến toàn bộ quá trình, cũng đang chờ đợi Khương Phàm nghịch chuyển. Nhưng, đây chính là mục đích của Khương Phàm. Không có bất kỳ chuyển hướng vui mừng trong chờ mong gì, không có bất kỳ bút tích gì của thần trong tưởng tượng cả. Chính là chết. Sau khi cuồng hoan cực hạn đã hủy diệt bản thân, Tô Lăng che môi đỏ, khó có thể tin. Nàng cũng vẫn cho là Khương Phàm đang đặt mưu, muốn hố chết đàn sói. Hoặc là ẩn tàng sát chiêu gì đó, kết quả đã chết thật rồi. Độ Uyên sửng sốt, tức giận đến tím mặt.
Chí Tôn Kim Thành, các ngươi tàn sát võ hầu, phá hư quy củ, vô hồi thánh địa tuyệt đối không bỏ qua. Chính hắn muốn chết, chẳng trách người khác. Hứa Vĩnh Thọ âm trầm sắc mặt. Người của Đại Tự Tại Điện đâu? Đi ra cho ta, ta biết các ngươi đang ở đây. Đỗ Uyên gào thét với bầu trời, vừa tức giận lại càng ảo não. Trong tiềm thức hắn cũng cảm giác Khương Phàm là có tính toán, không nghĩ tới lại đột nhiên chết như thế, bị đàn sói xé nát, ăn sạch sẽ, hắn làm sao trở về bàn giao cùng thánh địa, hắn làm sao bàn giao cùng thánh chủ. Đối với thánh địa bây giờ mà nói, tha rằng Đỗ Uyên hắn chết rồi, Khương Phàm cũng không thể chết. Đại Tự Tại Điện sẽ phụ trách tới cùng. Hướng Vãn Tình từ trong mây mù ở không trung đi tới, vẻ mặt phức tạp nhìn đàn sói. Nàng xác thực đã đến từ lúc bắt đầu, không có xuất hiện cùng những người khác. Một bên rung động Khương Phàm điên cuồng, một bên cảm giác Khương Phàm là muốn chịu chết, một bên lại hoài nghi Khương Phàm có tính toán. Kết quả, chết rồi. Lấy đánh giá của nàng đối với Khương Phàm, hắn chính là thợ săn mạnh mẽ, hung ác lại xảo quyệt, bất kỳ chủ động xuất kích gì đều là mưu tính sau đó mới quyết định, làm sao có thể cứ thế mà chết được. Hướng Vãn Tình bỗng nhiên nghĩ đến những lời Khương Phàm nói trước khi rời khỏi kia, hắn, chính là đi tìm cái chết. Chẳng lẽ, Khương Phàm không chết? Thế nhưng, Khương Phàm rõ ràng đã chết ở chỗ này, mà từ thực lực hiện ra trước đó đến xem, không giống như là thế thân. Đúng vào lúc này, bầu trời ở xa xa đột nhiên nổi lên gợn sóng, mới đầu không ai chú ý, khi gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, càng ngày càng mãnh liệt, nhấc lên thanh chiều ù ù, ánh mắt mọi người đều bị hấp theo. Không gian rung chuyển, nhấc lên gợn sóng, như là thủy triều, lao nhanh liên miên bất tuyệt. Tầng mây băng diệt, vết nứt lan tràn, ánh sáng vô tận rọi khắp nơi. Tại sâu trong ánh sáng có một hình ảnh kỳ diệu tự nhiên hiện ra. Hình ảnh phiêu miểu mông lung, giống như một mảnh thế giới thần bí lơ lửng trên bầu trời. Núi cao mênh mông, đại thụ che trời, giang hà vắt ngang một đường. Mãnh thú đạp núi mà đi, linh cầm xé rách thiên khung. Cự thú chập trùng trong biển lớn. Một loại khí tức cổ lão mà mênh mông tràn ngập khắp vùng đất trời này này, tất cả cường giả mãnh thú trong hoang dã khiếp sợ. Bọn hắn có thể thấy được thượng cổ cự long, hoành không vạn dặm, phảng phất có thể đè sập thiên khung. Bọn hắn có thể thấy được chiến tổ bạch hổ, chiến ý vô biên, gào thét cửu thiên thần đình. Bọn hắn có thể thấy được chu tước, thần tổ vạn cầm, xé rách thiên địa, pháp lệnh thiên bằng, phượng hoàng. Bọn hắn càng có thể thấy được huyền vũ, rời sông lấp biển, nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Bọn hắn thậm chí còn có thể thấy được tiên dân thượng cổ, di sơn đảo hải, trích tinh lộng nguyệt, bọn hắn nhìn thấy cự linh vạn trượng, giơ cao tới bầu trời, bọn hắn còn chứng kiến trời ma hoành hành, nội chiến vạn yêu. Ảo ảnh, thủy tổ vạn vật, đó là hình ảnh hồng hoang thế giới sao? Tất cả mọi người sau khi hoảng hốt liền liên tiếp hít một hơi, tê cả da đầu. Ngay sau đó toàn bộ đều lập tức sôi trào. Từ đám dân liều mạng đến đàn sói điên cuồng xông về hình ảnh xa xa. Hình ảnh thần bí phiêu miểu mà mông lung, nhanh chóng tiêu tan. Ngay sau đó, mười mấy khối thiên thạch mở ra hư không, rơi xuống hoang dã. Huyền Hoàng Thạch, đó là Huyền Hoàng Thạch, chỉ có bọn chúng mới có thể tái hiện hình ảnh hồng hoang. Ngô Thanh Giao từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt lại bất chợt kích động kêu to. Đó là linh thạch bắt đầu thế giới thế chân vạc nguyên thủy nhất, khí tức huyền hoàng bên trong có thể gây nên biến đổi huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa cổ xưa nhất. Huyền hoàng thạch cũng là thứ mà hỗn độn tử phủ bọn hắn khát vọng đạt được nhất, đồng thời cũng là bảo bối chưa từng buông tha tìm kiếm. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đoạt đi. Bọn người Ngô Thiên Đạo toàn thân phát nhiệt, cuồng hỉ đến run rẩy. Bọn hắn chưa từng thấy nhiều huyền hoàng thạch như vậy, càng không gặp qua huyền hoàng thạch khổng lồ như vậy. Mà, vị trí không gian vặn vẹo lại ở ngay phía trước, cách bọn họ gần đây. Đây quả thực là phúc hạnh trời ban. Long long long. Bọn hắn ngưng tụ tử khí thành hai cánh, lao thẳng đến chỗ huyền hoàng thạch rơi xuống. Trước tiên đoạt tảng lớn nhất kia. Ngô Thanh Giao lo lắng la lên, thúc giục vị tộc lão vào tới phía trước nhất kia. Tản ra, ba viên lớn nhất kia, toàn bộ chúng ta đều muốn. Tộc lão phía trước cuồng nhiệt gào thét. Thanh âm đều mang theo chút rung động. Bên trong mười mấy viên huyền hoàng thạch đang rơi xuống có ba khối vô cùng to lớn, nhìn ra đường kính có thể chừng một mét. Mà huyền hoàng thạch bình thường bọn hắn thấy, vài sen, ti, mét đều đã rất hiếm thấy, viên được làm chí bảo trấn tộc của Chí Tôn Kim Thành kia,
đường kính lớn nhất đều chỉ có hơn 20 cm. Ầm ầm, đàn sói đang phóng tới trong hoang dã, đại địa rung động, bụi mù cuồn cuộn, hơn 3.000 đôi mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm, thiên thạch đang rơi xuống phương xa. Đám sói đầu đàn trên bầu trời chu lên cao vút, tử khí vần quanh hai cánh, bọn chúng dùng tốc độ kinh người lướt qua bầu trời. Cự điểu của thư viện dương cánh vài trăm mét, nhấc lên gió lốc cuồn cuộn, bọn người chở Bạch Ly, Lãnh Tuyển phóng tới thiên thạch. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên cho ta. Hứa Vĩnh Thọ lo lắng thúc giục Tử Lân cự lang. Là huyền hoàng thạch, lại còn là xuất hiện thành đống. Luân hồi bí cảnh chưa từng có bảo thạch hồng hoang giáng lâm qua như thế này. Đám dân liều mạng càng không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao kích hoạt linh văn, phóng thích bảo khí, cùng Đại La Sơn, Chí Tôn Kim Thành và các cường giả của Phạm Thiên Thư Viện triển khai cạnh tranh. Dưới sự kích thích của huyền hoàng thạch, bọn hắn cơ hồ đã đánh mất lý trí. Ngươi là của ta, ha ha, trời phù hộ hỗn độn tử phủ ta. Tộc lão tử phủ tiến lên đón viên lớn nhất kia, thể hiện mừng như điên đều trở nên dữ tợn, một bàn tay to lớn hung hăng bắt tới. Nhưng, không gian vặn vẹo, viên huyền hoàng thạch nhanh chóng rơi xuống kia đột nhiên biến mất. Giống như chỉ là ảo ảnh, lại hình như tiến vào trong bao vải hư không. Huyền hoàng thạch đâu? Tộc lão vồ hụt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong hư không, đông hoàng như ảnh cuốn đi mảnh huyền hoàng thạch lớn nhất, ngược lại là lao thẳng tới viên thứ hai. Ngô Thanh Giao đang vọt tới nơi đó, vung ra vũ khí, đón gió gào thét, hóa thành lồng giam, muốn mạnh mẽ giam cầm. Nhưng, huyền hoàng thạch đột nhiên biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu gì, không còn bóng dáng đâu nữa. Huyền hoàng thạch đâu, huyền hoàng thạch của ta đâu? Thể hiện mừng như điên của Ngô Thanh Giao chợt cứng ở trên mặt. Tộc lão ở xa xa lập tức nhìn về phía Ngô Thanh Giao, chẳng lẽ đều là ảo tưởng sao? Bọn người Ngô Thiên Đạo liên tiếp dừng lại, bây giờ vẫn ảo ảnh sao? Tuy nhiên, người nhào về phía viên huyền hoàng thạch thứ ba kia lại thành công ôm lấy huyền hoàng thạch. Mênh mông khí tức huyền hoàng bao phủ hắn, tế bào toàn thân đều giống như giãn ra, tham lam hấp thu năng lượng kỳ diệu. Là thật. Đám người Ngô Thanh Giao đồng loạt nhìn sang. Ha ha, ta lấy được, ta đã lấy được. Người kia kích động kêu to, toàn thân run rẩy. Trong hư không có người. Bảo hộ viên huyền hoàng thạch kia. Tộc lão Chí Tôn Kim Thành lập tức kịp phản ứng, quả quyết phóng tới vị tộc nhân kia. Bảo hộ huyền hoàng thạch. Ngô Thanh Giao sợ hãi kêu lên, điên cuồng thôi động hai cánh tử khí, nhấc lên cuồng phong, từ bốn phương tám hướng đi qua. Đông Hoàng như ảnh thầm nghĩ đáng tiếc, quả quyết phóng tới nơi khác, cuốn đi ba viên gần đó. Trước khi các phương khác đuổi tới, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Huyền Hoàng Thạch của ta. Đều lùi xuống cho ta, Huyền Hoàng Thạch thuộc về Hoàng tộc. Ai cướp được chính là của người đó. Các phương sao động. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía không trung. Mặc dù bị Đông Hoàng như ảnh cuốn đi 5 viên, bị Chí Tôn Kim Thành chiếm lấy 1 viên, nhưng vẫn có 10 viên huyền hoàng thạch đang rơi xuống từng chỗ khác nhau. Lớn nhỏ không giống nhau, có mười mấy cm, ti, mét, có khoảng nửa mét, đều khuấy động khí tức huyền hoàng một cách mãnh liệt, diễn dịch hình ảnh hồng hoang, phóng tới hoang dã. Lại được 1 viên. Tộc lão Chí Tôn Kim Thành kín đáo đưa viên huyền hoàng thạch kia cho Ngô Thanh Giao, lập tức xông về viên gần đó. Cùng hành động, ai cũng đừng tản ra. Ngô Khuynh Thành thu huyền hoàng thạch vào bảo thạch không gian, theo sát tiến lên. Tại thời điểm các phương triển khai điên cuồng chém giết, Đông Hoàng như ảnh đã mang theo 5 viên huyền hoàng thạch vượt qua trời cao, một mực xông ra bên ngoài mấy trăm dặm. Huyền hoàng thạch lớn như vậy, thần giáo cũng đều không có gặp qua sao. Đông Hoàng Như Yên sợ hãi thán phục hai viên huyền hoàng thạch trước mặt, đường kính đều khoảng 1m50, khuấy động khí tức huyền hoàng cực kỳ mênh mông. Khí tức huyền hoàng kịch liệt cuồn cuộn, khi thì vần quanh khi thì nở rộ, còn diễn biến ra hình ảnh vạn vật tân sinh thần kỳ. Bọn chúng tựa như là hai viên tinh cầu đang thai nghén, khiến cho người ta sợ hãi lại thán phục, càng khiến người ta vô cùng rung động. Bọn chúng từ thâm không phiêu lưu đến, hẳn là đến từ niên đại rất xa xưa. Thậm chí khả năng ngược dòng đến thời kỳ hồng hoang. Bọn chúng nguyên thủy lại tinh khiết, hiệu quả cũng khó có thể tưởng tượng được. Đông Hoàng như ảnh cũng chưa từng chấn kinh qua giống bây giờ như thế. Khí tức huyền hoàng tinh khiết như thế này, đâu chỉ có thể thức tỉnh tổ mạch yêu thú, còn có thể làm thức tỉnh tổ mạch nhân tộc các nàng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến linh văn.
Luân hồi bí cảnh lại còn có thể rớt xuống bảo bối như vậy. Đông Hoàng Như Yên sợ hãi, thán phục, càng rung động, lúc đầu chỉ là sang đây xem đùa giỡn, không nghĩ tới mình còn có thể cướp được tuyệt thế linh bảo như thế này. Nhưng nghĩ đến Khương Phàm, nàng lại lần nữa trầm mặc, thật sự là không nghĩ ra tại sao Khương Phàm phải tự sát. Khương Phàm vừa mới chết, Huyền Hoàng Thạch liền xuống, có quan hệ gì sao? Đông Hoàng Như Ảnh cầm lấy Huyền Hoàng Thạch, muốn cảm nhận có phải bên trong có lực lượng đặc thù. Nhưng trong chớp mắt này, ý thức Đông Hoàng Như Ảnh bị chấn động mãnh liệt, cảnh tượng xung quanh giống như thủy triều vén lui, thay vào đó là một mảnh thế giới cổ lão và càng rộng lớn hơn. Cùng, ảo ảnh, vùng hoang dã thấy được trước đó hoàn toàn giống nhau. Khí tức nguyên thủy tràn ngập đất trời, mê vụ vô tận bao phủ núi sông. Rất nhiều yêu thú tồn tại trong truyền thuyết chỗ nào cũng có. Đông Hoàng Như Ảnh cảm thấy bản thân như đang lâm kỳ cảnh, đặt mình vào đời đời hồng hoang, đối mặt với thần tổ vạn vật. Đang lúc mê mang chấn kinh, hình ảnh đột nhiên kịch biến, phảng phất thời gian trôi qua, sơn hà biến đổi, một bộ lịch sử ầm ầm sóng dậy xuất hiện ở trước mặt ầm vang trải rộng ra, lại như là nàng đang hành tẩu trong con sóng không gian và thời gian, lội qua vạn cổ thiên thu. Nương theo hình ảnh trước mặt, từng thanh âm thần bí mà cổ lão quanh quẩn ở trong đầu nàng, để lại vết tích, xuyên suốt thần hồn. Đông Hoàng Như Ảnh trừng lớn con mắt, khẽ nhếch môi, khó có thể tin cảm nhận được lực lượng truyền thừa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đông Hoàng Như Yên kích động cưỡng bức lôi kéo Đông Hoàng Như Ảnh từ trong khiếp sợ qua tới. Sao? Đông Hoàng Như Ảnh vẫn còn có chút hoảng hốt, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Nếu như Đan Hoàng nghe được thanh âm của nàng, chắc chắn sẽ lâm vào chấn kinh càng sâu hơn, bởi vì cổ ngữ mà nàng nói ra, lại là, vạn cổ thiên thu. Đây là cùng uy lực chư thiên lục táng xen lẫn sáng thế, uy lực vĩnh hằng. Chư thiên có lục táng, có lục đạo. Lục táng liên hợp, vạn cổ giai không. Lục đạo tương dung, tuyên cổ vĩnh hằng. Tỷ tỷ, tỷ phát ngốc cái gì đấy? Muội biết mục đích thực sự của Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên kích động lung lay cánh tay Đông Hoàng Như Ảnh. Mục đích gì? Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc nhìn Huyền Hoàng Thạch, trong đầu tiếp tục quanh quẩn thần âm cổ kim cổ lão vang dội kia. Hắn đến đây chính là muốn chết. Còn không lộ rõ ra sao? Không phải, ý của muội là, hắn thật sự là muốn chết, nhưng lại không phải chết thật sự. Đông Hoàng Như Yên kích động lời nói đều không được mạch lạc. Muội muốn nói cái gì? Khương Phàm, sinh tử ngâm. Lần đầu tiên Đông Hoàng Như Yên đuổi kịp mạch suy nghĩ của Khương Phàm, nhìn thấu tính toán của Khương Phàm. Sinh tử ngâm. Chính là vũ khí ác độc có thể tại thời khắc sinh tử, cưỡng ép kéo vào U Minh địa ngục. Khương Phàm từng mang nó đi khỏi Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Tiến vào U Minh địa ngục. Cuối cùng Đông Hoàng Như Ảnh cũng từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Sinh tử ngâm, có thể kéo người ta vào U Minh địa ngục trong nháy mắt. Rất có thể Khương Phàm từ lúc bắt đầu khiêu khích Chí Tôn Kim Thành liền đã chuẩn bị chịu chết thật tốt rồi. Hắn chính là muốn sau khi cuồng hoan, lại làm một trận giả chết ở ngay trước mặt Chí Tôn Kim Thành. Đông Hoàng Như Yên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tốt thay cho một tên Khương Phàm, vậy mà lại dám dùng đến kế sách như thế. Đàn sói hỗ trợ, các phương chứng kiến, hắn chịu chết một cách bi tráng, lừa qua tất cả mọi người. Sinh tử ngâm có thể bắt hắn vào U Minh địa ngục, còn có thể hắn đưa trở về sao? Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, lại còn có vũ khí như thế này. Nếu thật là như thế này, thì tất cả cử động khác thường của Khương Phàm thật giống như đều nói đến rõ ràng rồi. Sinh tử ngâm rất quỷ dị, đi thì rất dễ dàng, thời khắc sinh tử liền có thể kích hoạt, nhưng muốn đi ra, sẽ có biến cố rất lớn. Ví dụ như, có khả năng lập tức liền trở về, có khả năng mấy tháng, có khả năng mấy năm, cũng có khả năng vĩnh viễn không về được. Đây là cược mệnh, giả chết có ý nghĩa gì? Hắn là cược mệnh, nhưng nhất định là có tính toán. Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ rõ Khương Phàm ở trong vùng hoang dã tìm kiếm đóa hoa kia không? Lúc ấy chúng ta không phải rất thắc mắc, tại sao hắn muốn tìm thứ kia sao? Rất có thể chính là vì làm chuẩn bị ra vào U Minh địa ngục. Về phần ý nghĩa của giả chết, muội đoán có hai điểm. Đầu tiên đương nhiên là tính cách trương dương của hắn đã khiến cho nhiều người tức giận, chỉ có cái chết mới có thể tránh cho các phương giận chó đánh mèo vô hồi thánh địa, cũng chỉ có cái chết mới có thể để cho người khác không còn quan tâm đến người như hắn nữa. Hắn và vô hồi thánh địa đều có thể an toàn phát triển. Điểm thứ hai,
có thể Khương Phàm muốn dùng tử vong kích thích đại tự tại điện trừng phạt Chí Tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ, càng quan trọng hơn là đốc thúc bọn hắn chấp hành bất tử thiên bia. Đông Hoàng Như Yên suy nghĩ sinh động khó có được, nói xong còn kiêu ngạo dương đầu lên. Đông Hoàng Như Ảnh cho muội muội ánh mắt tán thưởng, lúc này ngược lại là rất linh động. Quả thật có chút đạo lý, nhưng nơi đó chung quy vẫn u minh địa ngục, lấy cảnh giới linh hồn cảnh của hắn, mặc kệ là làm chuẩn bị gì, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Nếu như không về được, hắn khả năng chính là đã chết thật rồi. Hành vi của hắn có thể sử dụng lẽ thường đến phỏng đoán à? Đông Hoàng Như Yên cười cười, lại không cười ra ngoài. Khương Phàm làm việc tàn nhẫn, cùng thực lực quỷ dị đã để nàng sinh ra e ngại, mà bây giờ vì mấy cái mục đích, cũng dám chịu chết tới U Minh, đây là hành vi điên cuồng cỡ nào, thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Nếu như làm kẻ địch cùng người như vậy, chỉ sợ ban đêm đều phải mở to mắt mà đi ngủ. Như Yên, muội ôm lấy khối huyền hoàng thạch này. Đông Hoàng Như Ảnh đưa khối huyền hoàng thạch to lớn khác kia đến trước mặt Đông Hoàng Như Yên, so với nguyên nhân Khương Phàm chết, điều bây giờ khiến cho nàng càng quan tâm hơn là thứ trong này. Làm gì? Thử nghiệm cảm ngộ giao lưu, nhìn có chuyện đặc biệt gì phát sinh hay không? Chuyện đặc biệt. Đông Hoàng Như Yên ôm lấy huyền hoàng thạch, cẩn thận cảm ngộ năng lượng nồng đậm. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận quan sát muội muội, kết quả chờ lại chờ, muội muội mở mắt ra, một mặt mê mang nhìn nàng. Cái gì đều không có phát sinh. Trên mặt Đông Hoàng Như Ảnh không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng cũng đã có phán đoán. Bên trong tất cả huyền hoàng thạch từ trên trời giáng xuống hẳn là chỉ có viên lớn nhất kia cất giấu truyền thừa. Không, cái này không thuộc về truyền thừa, mà là pháp chỉ ông trời hạ xuống, từ bên trong ức vạn sinh linh chọn lấy nàng. Vạn cổ thiên thu, trên đời lại còn có thể có lực lượng khủng bố như vậy. Nếu như chân chính luyện thành, nàng có thể tiếp dẫn uy lực thượng cổ, uy lực thái cổ, thậm chí uy lực viễn cổ hồng hoang từ trong dòng sông lịch sử mênh mông, còn có thể ngưng tụ lại khí tức thiên thu, chỉnh đốn thiên địa, trấn áp tai nạn. Nếu như chân chính luyện thành, nàng sẽ có cơ hội đứng sừng sững trên đỉnh thế giới, quan sát chúng sinh. Xa xa, hoang dã còn đắm chìm bên trong giết chóc, đều vì cướp đoạt huyền hoàng thạch mà giết đến đỏ cả mắt. Đám yêu thú Đại La Sơn đều cùng Chí Tôn Kim Thành phát sinh xung đột. Độ Uyên không để ý đến huyền hoàng thạch, mà là nhanh chóng rời khỏi, sốt ruột chạy tới Vô Hồi Thánh Địa báo cáo tình huống. Đại sư huynh, đừng có gấp, chờ ta một chút, đừng nóng vội, Khương Phàm hắn không chết. Cho đến lúc này Hàn Ngạo mới mở miệng. Cái gì? Khương Phàm thật không chết, chí ít tạm thời là không chết. Có ý gì? Khương Phàm có một thứ gọi là sinh tử ngâm, là lấy từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo, lúc ấy ta cũng ở đó. Thứ kia có thể kéo người ta vào U Minh địa ngục, sau đó lại phóng xuất. Độ Uyên gắt gao tiếp cận Hàn Ngạo, lông mày càng nhăn càng chặt. Ngươi xác định, bọn người Lâm Nam đều trừng to mắt, có thứ đồ như thế này sao, có thể kéo người tới U Minh địa ngục. Cái này tương đương với vượt qua hai thế giới. Ta đương nhiên xác định. Hàn Ngạo rất khẳng định, nói. Chết tiệt. Vì sao ngươi không nói sớm? Độ Uyên giơ lên bàn tay suýt chút nữa vung qua, bọn người Lâm Nam đều nổi giận. Nếu ta nói sớm, các ngươi sẽ liền không ra ngoài. Hàn Ngạo ngượng ngùng cười cười. Ngươi, đại sư huynh đừng kích động, ta cũng đột nhiên mới nghĩ đến. Hắn đi địa ngục làm gì? Trái tim đang treo cao của bọn người Độ Uyên rốt cuộc cũng buông xuống hơn phân nửa, Khương Phàm quả nhiên là có tính toán, chỉ là địa ngục. Loại nơi kia có thể tùy tiện đi sao? Mà phương thức tính toán này quá hỗn đản, ngay cả bọn hắn cũng đều bị mơ mơ màng màng. Tìm kích thích chứ sao? Người chơi chán, đi gây tai họa với quỷ. Ngươi là bị ai ảnh hưởng, càng ngày càng không đứng đắn. Độ Uyên nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn quát tháo, lúc nào rồi, còn nói đùa. Lâm Nam lắc đầu, còn có thể là ai, Tiêu Phượng Ngô chứ ai? Những sư huynh khác truy vấn. U Minh địa ngục là nơi muốn đến thì có thể đến, muốn về thì có thể về sao? Hàn Ngạo nói. Dựa theo những gì Nguyệt Hoa Thiên Bảo nói, có thể đi ra hay không, lại đi ra từ đâu, đi ra lúc nào, cũng đều có biến cố rất lớn. Nói cách khác, Khương Phàm có thể trở về hay không, toàn bộ đều phải nhờ vận khí. Có thể nói như vậy. Vì sao lúc đó ngươi không ngăn cản hắn? Hắn mang theo thứ nguy hiểm trong người như vậy. Tại sao ngươi không báo cáo với Thánh Địa?
Nếu ta có thể ngăn cản hắn, hắn cũng không phải là Khương Phàm. Đại sư huynh, không nên trách ta thật không nghĩ tới hắn sẽ chủ động dùng thứ này. Hàn Ngạo nghĩ rằng sinh tử ngâm là thứ để Khương Phàm ở trước mắt một ít việc sống chết dùng để cược mệnh, không nghĩ tới tên điên kia lại lần nữa đổi mới nhận biết của hắn, lấy thứ cược mệnh làm đồ chơi, sau một trận mừng rỡ, chạy thẳng đến U Minh đi gây tai họa cho quỷ, để lại Chí Tôn Kim Thành luống cuống tay chân nghĩ là đã gây họa. Hàn Ngạo bây giờ đối với sự điên cuồng của Khương Phàm càng chết lặng, tương lai coi như Khương Phàm ôm trở về tới một nữ quỷ từ địa ngục, hắn cũng đều không kinh ngạc nổi. Vì sao hắn muốn đi U Minh địa ngục? Cũng bởi vì muốn kích thích Chí Tôn Kim Thành sao? Đơn giản là hồ nháo. Hắn không biết mình mang theo đại hoàng ấn sao, nếu như không về được. Đỗ Uyên vội vã rời khỏi, nhất định phải báo cáo chuyện này với sư tôn cùng thánh chủ. Hàn Ngạo đuổi theo. Đại sư huynh, chúng ta ngàn vạn lần phải phối hợp tốt. Phối hợp cái gì? Chúng ta phải nhận định Khương Phàm đã chết rồi, sau đó náo đứng lên cùng Chí Tôn Kim Thành. Không thể nào lãng phí cơ hội Khương Phàm tạo cho chúng ta. Hắn bây giờ chính là đã chết, đó là U Minh địa ngục. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói là, hắn bây giờ thuộc về nửa sống nửa chết. Hàn Ngạo cười nhạt, nếu hắn thật không về được, người còn có thể cười được. Trong hoang dã, Hướng Vãn Tình yên lặng đứng tại nơi Khương Phàm bị chia ăn. Đàn sói đều đã rời khỏi, mặt đất bừa bộn tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Khương Phàm, đã chết thật rồi. Hắn đúng là Khương Phàm, không sai. Khương Phàm xác thực đã chết ở chỗ này, cũng không sai. Nhưng Khương Phàm tại sao muốn chết? Hắn hoàn toàn không cần thiết khiêu chiến cùng đàn sói, cũng không nhất định phải cùng đàn sói giết tới chết. Hướng Vãn Tình luôn cảm thấy có kỳ quặc bên trong, không, là bên trong khẳng định có kỳ quặc. Khương Phàm cố ý chịu chết. Còn nhớ rõ trước khi hắn khiêu chiến Chí Tôn Kim Thành đã từng đến trong phòng của nàng đề cập tới chuyện ấy. Nói qua, hắn muốn chết. Lúc đó cảm giác là nói đùa, không nghĩ tới. Hắn còn hỏi qua, nếu như chết rồi, bất tử thiên bia còn có thể hay không dùng. Nói cách khác, thời điểm hắn trở lại vương quốc hắc ám liền nghĩ đến chết rồi. Hướng Vãn Tình nhẹ giọng tự nói, càng cảm giác đây là do Khương Phàm cố tình dựng lên. Mà... nàng thậm chí có một cảm giác kỳ quái, Khương Phàm hữu ý vô ý, lại chỉ dẫn nàng vào trận bố cục này. Sau đó không lâu, chém giết xa xa chuẩn bị kết thúc. Chí Tôn Kim Thành cướp được 3 khối. Đại La Sơn chiếm lấy 4 khối. Phạm Thiên Thư Viện đạt được 2 khối, một khối trong đó lại rơi xuống trong tay Tô Lăng. Về phần đám dân liều mạng cướp đoạt Huyền Hoàng Thạch, ngoại trừ số ít đào thoát ra, còn lại toàn bộ đều bị đàn sói đánh giết. Chí Tôn Kim Thành muốn để đám dân liều mạng đều biết, ai là chủ nhân của luân hồi bí cảnh, đồ như thế nào bọn hắn có thể đụng, đồ như thế nào thì không thể đụng vào. Ha ha, bảo bối tốt. Hứa Vĩnh Thọ hài lòng thưởng thức 3 viên huyền hoàng thạch lơ lửng ở trước mặt, mỗi viên đều có khoảng nửa mét, khí tức huyền hoàng nồng đậm để cho người ta mê say, lại khiến người ta kính sợ. Huyền hoàng thạch to lớn như vậy, đừng nói thấy qua, nghe cũng đều không có nghe qua. Nếu như bên trong có thể có nguyên lực càng tinh khiết hơn, nguyên thủy hơn, còn có thể thông qua kích phát tổ mạch nhân tộc, biến đổi linh văn. Đám mãnh thú Đại La Sơn mặc dù đạt được 4 viên, nhưng vẫn mắt lom lom nhìn chằm chằm Chí Tôn Kim Thành cùng Ngưu Thanh Giao. Đối với yêu thú mà nói là, hiệu quả của huyền hoàng thạch viễn siêu hơn nhân tộc. Các ngươi biết địa vị của hỗn độn tử phủ, các ngươi rõ ràng thực lực của hỗn độn tử phủ hơn, khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động. Ngưu Thanh Giao bây giờ vô cùng gấp gáp, bởi vì các nàng cất giấu một viên huyền hoàng thạch hơn 1 mét. Trước đó các phương đều cách khá xa, không thể xác định có bao nhiêu huyền hoàng thạch, lại là có quy mô gì. Nếu như lại nháo lên để bọn hắn phát hiện trong tay nàng còn cất giấu một khối hơn 1 mét một khối huyền hoàng thạch to lớn hơn 80 cm, bất luận là Chí Tôn Kim Thành hay là Đại La Sơn, thà rằng đứng trước trả thù, đều có thể sẽ xé nát nàng. Đám yêu thú Đại La Sơn đều đằng đằng sát khí, rất sao động, cũng có lo lắng. Bọn chúng không sợ hỗn độn tử phủ, bởi vì khoảng cách hai bên quá xa, hỗn độn tử phủ tuyệt đối không dám vượt qua mấy chục vạn dặm tới trả thù. Nhưng, bọn hắn lo lắng chính là Chí Tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ sẽ đứng chung một chỗ. Khụ khụ, phó thống lĩnh. Đám người trấn thủ của Chí Tôn Kim Thành nhắc nhở Hứa Vĩnh Thọ đừng quên còn có chuyện Khương Phàm cần phải xử lý.
Hứa Vĩnh Thọ nhìn về hướng Hướng Vãn Tình, khẽ chau mày. Nữ tử yêu diễm này lại không để ý đến Huyền Hoàng Thạch, từ đầu đến cuối đều đứng tại nơi Khương Phàm chết thảm. Phó thống lĩnh, ngài tốt nhất là nên nói chuyện cùng với nàng. Người trấn thủ nhắc nhở Hứa Vĩnh Thọ. Hứa Vĩnh Thọ thu hồi Huyền Hoàng Thạch, đi tới. Các cường giả chí tôn kim thành liên tiếp đứng ở sau lưng Hứa Vĩnh Thọ, hai đầu lông mày đều tụ lại lấy mấy phần nghiêm trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng thế lực sau lưng Đại Tự Tại Điện là cái gì, cái thế lực kia nào chỉ là hoàng đạo, quả thực chính là đỉnh cấp hoàng đạo. Sau khi Khương Phàm đạt được danh hào võ hầu, Đại Tự Tại Điện càng tự mình bái phỏng bọn hắn, cũng đã làm rõ thái độ. Bây giờ, kết quả Khương Phàm đã chết thật rồi. Đây là đang đánh vào mặt Đại Tự Tại Điện. Mà Khương Phàm chết tương đương với người nhậm chức võ hầu đầu tiên của Vương quốc Hắc Ám bị giết, sau này còn ai dám khiêu chiến võ hầu, võ hầu bảng còn có ý nghĩa gì? Lúc Khương Phàm chưa chết, bọn hắn hận không thể xé sống hắn, bây giờ Khương Phàm chết rồi, bọn hắn lại cảm thấy khó giải quyết. Hứa Vĩnh Thọ chủ động nói. Hướng điện chủ, thật không phải chúng ta muốn giết Khương Phàm, là Khương Phàm nhất định phải tự mình chịu chết. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ta tin tưởng ngươi cũng thấy rõ ràng. Hướng Vãn Tình trừng mắt lên, không để ý đến Hứa Vĩnh Thọ, mà là liếc nhìn Ngô Thanh Giao bị bọn hắn khống chế. Ngô Thanh Giao lập tức cảnh giác. Khương Phàm chết không liên quan tới chúng ta. Trong lòng Hướng Vãn Tình có tính toán, thản nhiên nói. Khương Phàm chết đều không có liên quan cùng hai phe các ngươi, bởi vì mục đích hắn tiến luân hồi bí cảnh thật sự đúng là chịu chết, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn biểu hiện điên cuồng cực độ. Đám người kinh ngạc trao đổi ánh mắt, chịu chết, vì sao? Hướng Vãn Tình tiếp tục nói. Nhưng Khương Phàm chết lại đều có liên quan cùng hai nhà các ngươi, bởi vì Khương Phàm phải dùng cái chết của mình mời các ngươi chấp hành bất tử thiên bia nhiệm vụ. Hứa Vĩnh Thọ quái dị mà hỏi. Khương Phàm, đã nói với ngươi. Thời điểm Khương Phàm trở lại Vương quốc Hắc Ám, đầu tiên đã đi tìm ta, hỏi thăm có cách nào có thể làm cho hai đại hoàng tộc toàn lực phối hợp hành động của hắn. Ta nói, trừ phi hắn chết, kết quả ngươi cũng thấy được, bắt đầu từ khi đó Khương Phàm liền biểu hiện điên cuồng cực độ, không cố kỵ gì. Bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này, tất cả điên cuồng, tất cả giết chóc của Khương Phàm đều là cuồng hoan sau cùng của hắn. Hướng Vãn Tình có thể cảm giác được, đây chính là mục đích thực sự của Khương Phàm. Nhưng nàng vẫn không hiểu rõ Khương Phàm là chết thật rồi, hay lại là giả chết. Mặc dù khả năng giả chết càng lớn, thế nhưng rốt cuộc làm sao hắn làm được. Ngô Thanh Giao giật mình, trách không được. Nàng từ đầu đến cuối đều không rõ ràng tại sao Khương Phàm lại điên cuồng khiêu chiến, khắp nơi kết thù kết oán như vậy, tương lai phải làm sao để kết thúc, thì ra là chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Nhưng, nhiệm vụ Khương Phàm chuyển giao là cái gì? Vậy mà lại đáng để hắn đánh đổi mạng sống. Hứa Vĩnh Thọ cũng đã nghĩ thông, thì ra là đi tìm cái chết thật. Trách không được kiêu ngạo như vậy. Nhưng, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Khương Phàm ngược lại là cuồng hoan, bọn hắn thì không biết chút nào, bồi tiếp điên bồi tiếp náo, trước trước sau sau dựng vào Hứa Đan và Năm Thánh Văn, còn có số lượng lớn đệ tử tinh anh. Ta cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ chịu chết thật, nhưng nếu hắn làm như vậy, cũng hy vọng các ngươi có thể tha thứ hành động lúc trước của hắn, đừng lại nhằm vào Vô Hồi Thánh Địa. Mà, các ngươi trung quy vẫn đã vi phạm tới ước hẹn võ hầu, Đại Tự Tại Điện sẽ làm ra trừng phạt, mà còn sẽ toàn lực bảo hộ chấp hành nhiệm vụ thiên bia. Hướng Vãn Tình nghiêm túc nói xong, kiều nhan xinh đẹp không còn nụ cười thường ngày, mà ngắm nhìn hoang dã nơi Khương Phàm chết thảm thật sâu. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ ta đã phối hợp ngươi làm tốt mọi chuyện, ngươi đây. Rốt cuộc là còn sống, hay là đã chết? Nữ tử kia là ai? Nàng giống như đang ra lệnh. Tô Lăng kỳ quái ngắm nhìn nơi xa, trong ngực gắt gao ôm Huyền Hoàng Thạch mà nàng cướp được. Chưa thấy qua. Bọn người Lãnh Tuyền cảm thấy kỳ quái hơn. Chí Tôn Kim Thành cao ngạo vậy mà giống như rất kiêng kỵ nữ tử kia, mà nữ tử kia thực sự quá đẹp, bất luận là dung nhan, dáng người hay là khí chất đều để nữ tử xấu hổ nam tử thèm nhỏ dãi. Bọn hắn giống như đang thương lượng chuyện Khương Phàm. Tô Lăng cảm thấy thật đáng tiếc. Tên kia mặc dù cuồng một chút, hỗn đản một chút, nhưng đột nhiên chết, vẫn rất đáng tiếc. Thánh địa giết hoàng tộc giết thánh địa, bọn hắn đều là phải trả giá thật lớn, cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Bạch Ly đạo sư lắc đầu.
Thánh địa và hoàng tộc từ trước đến nay luôn giữ vững kính trọng, nước sông không phạm nước giếng, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sự kiện giết chóc nghiêm trọng nào, nhưng Khương Phàm hết lần này tới lần khác lại phạm vào kiêng kỵ, sức một mình, khiến cho hoàng tộc với thánh địa giằng co. Nếu như hai bên xử lý không tốt, rất dễ dàng gây nên dung chuyển càng lớn. Tại sao ta lại cảm thấy chuyện con rất kỳ quặc? Lãnh Tuyền còn nhớ rõ tại thời điểm Khương Phàm hại chết người của Chí Tôn Kim Thành có hô qua cái gì võ hầu, đại tự tại điện. Không liên quan tới chúng ta cần phải trở về. Bạch Ly đạo sư cảm nhận được huyền hoàng thạch trong nhẫn không gian, lộ ra vẻ mặt kích động. Thứ chí bảo này hoàn toàn có thể làm chí bảo trấn viện cho Phạm Thiên Thư Viện. Tiểu hỗn đản, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, kiếp sau làm người cho tốt. Tô Lăng ngắm nhìn phương hướng Khương Phàm bị cắn chết, đi theo Bạch Ly và mọi người rời khỏi hoang dã. Chí Tôn Kim Thành. Khương Phàm bị giết, lại còn là bị đàn sói cắn chết, rốt cuộc bọn hắn cũng xóa bỏ được uất hận. Mặc dù chiến Phật chết rồi, nhưng hắn cũng đã thành toàn cho Thánh Phật, thiện ác tương dung, rốt cuộc hứa Như Lai cũng xem như đã hoàn chỉnh. Chỉ là hứa đan chết quá đáng tiếc. Kính tượng Linh Văn hiếm thấy lại mạnh mẽ, bọn hắn một mực dốc lòng bồi dưỡng, cũng đều ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới lại chết trong bí cảnh của mình. Cũng may Hứa Vĩnh Thọ cầm về ba khối huyền hoàng thạch to lớn. Huyền hoàng thạch tại thời đại bọn hắn đây đã gần như tuyệt tích, kích cỡ tương đương trứng gà liền có thể khiến cho hoàng tộc hay thậm chí là hoàng đạo tham lam, mà ba viên này lại có hơn nửa thước một thước bằng 33 cm. Không chỉ có tộc trưởng chấn kinh, ngay cả toàn bộ các lão tổ đều xuất quan nghiên cứu. Trải qua tra xét rõ ràng, bọn hắn xác định ba viên huyền hoàng thạch vô cùng có khả năng đến từ thời đại hồng hoang, bên trong phong tồn lấy thời khắc thiên địa sơ khai, uy lực tự nhiên nguyên thủy nhất. Ở giữa phẩm cấp linh văn có giới hạn khắc nghiệt, không thể vượt qua, không thể mạo phạm. Đây là giới luật thương thiên quyết định cho nhân tộc. Lão tổ Hứa ra tóc trắng xóa, tinh thần lại quắc thước, khí thế như biển cả. Hắn giơ hai tay lên, cẩn thận từng ly từng tí khuấy động ba viên huyền hoàng thạch. Năng lượng huyền hoàng thạch đã bị kích phát ra đến, sôi trào khí thức huyền hoàng minh mông, khuấy động khắp cung điện, tràn ngập cả tầng thứ 9 kim thành. Bọn chúng kịch liệt chập trùng ở bên trong quang hải, giống như là ba tiểu thế giới, diễn lại hình ảnh rung động mà thần kỳ. Tất cả cao tầng Hứa ra đều tụ ở chỗ này, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn tuyệt thế linh bảo. Nhưng, đáy mắt lão tổ Hứa ra dạng dỡ tinh mang, thanh âm cũng hơi run rẩy. Lúc có năng lượng nào đó đủ để mạo phạm giới luật thương thiên, giới hạn linh văn sẽ có cơ hội bị cưỡng ép đột phá. Ba viên huyền hoàng thạch to lớn đến từ thời đại hồng hoang này, hiển nhiên đã chạm tới loại năng lượng này. Lão tổ, bọn chúng có thể làm cho thánh phẩm thăng hoa đến thiên phẩm sao? Tộc trưởng Hứa ra ngước nhìn lơ lửng huyền hoàng thạch, dùng sức nắm chặt nắm đấm, ức chế tâm tình kích động. Chỉ có thể nói, có cơ hội. Lão tổ lắc đầu, dù sao cũng chưa có ai tiếp xúc qua năng lượng như vậy. Thật có cơ hội. Đám người hít vào một hơi, cuồng nhiệt trong mắt lại lần nữa tăng vọt thêm mấy phần. Mặc dù chỉ là, có cơ hội, nhưng đã đủ để đánh vỡ nhận biết của bọn hắn cho tới nay. Bình thường mà nói là, đừng nói thánh phẩm đến thiên phẩm, liền xem như lục phẩm đến thánh phẩm đều là không thể vượt qua được. Trời xanh có mắt, lại cho Hứa ra bọn hắn ân huệ như thế này. Tộc trưởng Hứa ra cung kính nói. Lão tổ, xin ngài quyết định, ba khối huyền hoàng thạch là phong tồn lại, chờ đợi tương lai cho tử tôn hậu thế dùng, hay là bây giờ liền dùng. Không cần thiết đợi thêm, bây giờ liền dùng. Lão tổ ngắm nhìn huyền hoàng thạch treo cao, tựa như là thưởng thức chân bảo đẹp nhất thế gian. Xin mời lão tổ định đoạt, giao cho ai dùng. Trong điện, tất cả cao tầng đều dùng lực nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, chờ đợi lão tổ điểm danh. Nếu như có thể đột phá linh văn, biểu thị bọn hắn sẽ có cơ hội thăng hoa toàn diện, bước lên vấn đề thánh nhân. Thân thể của các ngươi đã thành thục, linh văn đã định hình. Rất khó lại kích phát ra tiềm lực. Ta thấy giao cho bọn nhỏ đi. Lão tổ vừa nói ra lời này, bọn người Hứa Thiên Kỳ đứng bậc cửa phía ngoài tinh thần đại trấn, toàn thân bất chợt nóng lên, ngạc nhiên nhìn qua lão tổ. Trong điện, các cao tầng đều bất chợt thở dài, nhưng ngẫm lại cũng là đương nhiên. Bây giờ chính là thời kỳ bọn nhỏ đang khai phát thân thể, trưởng thành linh văn, tác dụng của huyền hoàng thạch hoàn toàn là ở kích phát tiềm lực huyết mạch, càng có cơ hội thúc đẩy linh văn biến đổi. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bọn người Hứa Thiên Kỳ ở ngoài cửa.
Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, càng là phúc phần trên trời rơi xuống. Coi như không thể thành công biến đổi, cũng có thể toàn diện cải tạo thân thể, tương lai đạt tới vấn đề bán thánh đều không đủ. Đám người Hứa Thiên Kỳ gắt gao tiếp cận lão tổ, con mắt đều quên nháy. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Thừa N. Các ngươi đều là thú linh văn, có thể thông qua kích phát huyết mạch yêu thú, kích thích thăng hoa linh văn. Lão tổ điểm danh, dẫn hai viên huyền hoàng thạch trôi đến chỗ Hứa Thiên Kỳ cùng Hứa Thừa N ở bên ngoài. Nhất định không phụ kỳ vọng của lão tổ. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Thừa N cơ hồ là cuồng loạn hô lên, quỳ xuống. Viên thứ ba, cho Hứa Như Lai thử một chút đi. Lão tổ dẫn viên huyền hoàng thạch thứ ba, đưa cho Hứa Như Lai. Huyền tôn Hứa Như Lai, nhất định dốc hết toàn lực. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, trang trọng nghiêm túc. Lão tổ chắp hai tay sau lưng, đôi mắt thâm thúy. Bên trong ba viên huyền hoàng thạch này đều có nguyên lực nguyên thủy nhất, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, lại có thể kích thích thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm hay không, đều là không biết. Hết thảy cần chính các ngươi tìm tòi, nếm thử. Các ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như có thể thành công, Chí Tôn Kim Thành chúng ta còn phải cảm ơn các ngươi. Hỗn độn tử phủ. Ngô Thanh Giao mặc dù chỉ mang trở về hai khối, nhưng một khối hơn một mét, một khối hơn nửa mét. Mà hỗn độn tử phủ bọn hắn là truyền thừa huyết mạch, tựa như yêu thú, cũng không bị linh văn hạn chế. Mặc dù huyết mạch thánh phẩm vượt qua huyết mạch thiên phẩm là khó hơn lên trời, nhưng ít ra là có thể làm được. Cho nên khi Ngô Thanh Giao mang về đã lập tức gây nên oanh động to lớn. Sau khi trải qua thảo luận kịch liệt, viên lớn nhất kia giao cho Ngô Thiên Khải, hy vọng huyết mạch thiên phẩm của Ngô Thiên Khải có thể lần nữa mạnh lên, viên khác kia thì cho đại công tử Ngô Bá Khoan, cam đoan hắn thuận lợi tiến vào huyết mạch thiên phẩm. Khương Phàm đã chết thật rồi sao? Ngô Chính Hùng đã hỏi đến lần thứ ba, bởi vì nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện rất kỳ quặc. Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, Khương Phàm bị đàn sói xé nát, ngay cả xương cốt đều nhai nát. Còn lý do, chính miệng hướng vãn tình của Đại Tự Tại Điện nói, Khương Phàm trở lại Vương quốc Hắc Ám cùng ngày đã liên hệ nàng, nguyện ý dâng ra sinh mệnh đến bảo đảm bất tử thiên bia thuận lợi hoàn thành hành động. Chỉ là Khương Phàm không cam tâm cứ thế mà chết đi, cho nên mới từ đài diễn võ giết tới luân hồi bí cảnh, tới cuồng hoan một trận trước khi chết. Ngô Thanh Giao tin tưởng con mắt mình, càng tin tưởng cục diện ngay lúc đó, nàng dám phụ trách vì lời nói của mình. Vô hồi thánh địa đâu, sao bọn hắn có thể để Khương Phàm cứ thế mà chết đi? Vô hồi thánh địa cũng không biết, bọn hắn tiến luân hồi bí cảnh đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng đã cực lực ngăn cản, nhưng Khương Phàm đã quyết, không để ý đến. Có phải là Khương Phàm giả hay không? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Khương Phàm trước khi chết đã giết cùng đàn sói hơn nửa giờ, cũng chỉ có hắn mới có thể có cuồng tính cùng dũng khí như thế. Đáng tiếc, Ngô Thiên Khải lắc đầu, tuy chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, nhưng toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt bên trên viên huyền hoàng thạch hơn một mét ở trước mặt kia. Huyết mạch thiên phẩm kỳ thật còn phân ra ba vấn đề rất lớn, chỉ là ba cái vấn đề thiên phẩm không giống thánh phẩm có thể tăng lên, ba vấn đề lớn thiên phẩm tương đương với ba phẩm cấp, cũng đối ứng với ba đại cảnh giới, gần như không thể nào vượt qua, cho dù bọn hắn là truyền thừa huyết mạch. Nhưng có huyền hoàng thạch này, lại còn là huyền hoàng thạch hơn một mét, hắn sẽ có hy vọng bước lên vấn đề thứ hai. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thay đổi vận mệnh của hắn. Vị trí tộc trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhiệm vụ bất tử thiên bia của Khương Phàm là gì? Ngô Kình Thương rất ngạc nhiên, dạng nhiệm vụ gì có thể làm cho Khương Phàm từ bỏ tương lai, từ bỏ sinh mệnh? Đây không thể nghi ngờ là xen lẫn cố gắng và khinh nhờn đối với mình. Ngô Chính Hùng nhìn tộc trưởng, mới nói. Hắn muốn hủy Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cái gì? Ngô Thiên Khải, Ngô Bá Khoan, Ngô Thanh Giao bỗng nhiên biến sắc, hủy hoàng tộc. Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm sao lại trêu chọc đến Khương Phàm, lại còn ép Khương Phàm dùng cái chết đến vận dụng bất tử thiên bia. Chúng ta không biết Khương Phàm có ân oán gì cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nhưng bây giờ xem ra. Mặc dù Ngô Chính Hùng rất khó để tiếp nhận được rằng Khương Phàm đã chết, nhưng nếu như hắn thật có tử thù cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, lấy tâm tính điên cuồng của hắn, thật đúng là chuyện gì cũng đều làm được. Dù là phải đánh đổi mạng sống. Tộc trưởng hỗn độn tử phủ nói. Nếu Khương Phàm chết rồi, nhiệm vụ thiên bia lần này, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Ngô Chính Hùng, người chủ động liên hệ hướng vãn tình,
đừng đợi nàng lại đến thúc giục. Ngô Thiên Khải, Ngô Bá Khoan, các ngươi lập tức bế quan cho ta, gia tộc sẽ dùng hết khả năng điều động tài nguyên, phối hợp để các ngươi luyện hóa hấp thu huyền hoàng thạch. Vương quốc Hắc Ám, Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Sinh tử ngâm, Khương Phàm giả chết xông vào U Minh địa ngục. Đông Hoàng Thánh Kiệt đều đã nhanh quên đi chuyện sinh tử ngâm. Đông Hoàng Như Yên kiêu ngạo giơ đầu lên. Thời điểm Khương Phàm trở lại Vương quốc Hắc Ám thì hắn đã làm xong chuẩn bị chịu chết, tất cả khiêu chiến cùng điên cuồng của hắn đều là cuồng hoan trước khi giả chết. Tại sao hắn muốn làm như thế? Đông Hoàng Thánh Kiệt chau mày, mặc dù đã giải thích được tất cả những cử động khác thường của Khương Phàm, nhưng lý do? Đương nhiên là vì bảo vệ mình, hắn chỉ có chết, mới có thể để cho Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ không còn trả thù hắn, không còn đối kháng với Vô Hồi Thánh Địa. Còn có, hắn phải dùng cái chết kích thích hai đại hoàng tộc, để bọn họ toàn lực phối hợp Bất Tử Thiên Bia hành động. Đông Hoàng Thánh Kiệt trầm mặc một lát. Có chút đạo lý, nhưng vẫn có chút gượng ép. Đông Hoàng Như Yên bất mãn nói. Rất hợp lý mà, sao lại gượng ép? Đông Hoàng Như Ảnh nói. Hắn hẳn là muốn tới U Minh địa ngục tìm kiếm thứ gì đó. Đông Hoàng Hoa Thanh đứng bên cửa sổ đột nhiên mở ra con mắt có chút khép kín, nhẹ giọng một câu. Côn Lôn! Cái gì? Đông Hoàng Như Yên nhìn sang. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn hư không hắc ám vô tận. Côn Lôn! Tu La! Huyết Quan! Nếu như mục tiêu của Khương Phàm là ở đó, vậy thân phận của hắn cơ hồ đã có thể hoàn toàn xác định được. Đông Hoàng Như Yên nói nhỏ. Tỷ tỷ, Côn Lôn là cái gì? Một trong chín phương quỷ giới tại U Minh địa ngục, quỷ sơn lớn nhất địa ngục. Côn Lôn quỷ giới, chín tầng giới dưới mặt đất, chín tầng giới trên mặt đất, trên dưới chín vạn dặm. Dưới chấn cửu U Thâm Uyên, trên nâng U Minh thiên khung, xuyên qua sinh tử lưỡng giới, kết nối bách tộc chiến trường thiên khải. Nơi đó cũng là nơi hỗn loạn nhất tại địa ngục, nghe nói hồng hoang đến nay đã nhiều lần bộc phát thần quỷ tranh chiến, Côn Lôn đều là chiến trường hàng đầu. Nơi đó chôn giấu vô số di cốt thiên thần, cũng chôn giấu vô số quỷ chủ U Minh, mức độ nguy hiểm nơi đó. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Người sống chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Khương Phàm muốn tới chỗ này. Đông Hoàng Như Yên giật mình che miệng lại. Không biết. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn bóng lưng phó giáo chủ, âm thầm kinh ngạc. Vì sao nói đến mục đích của Khương Phàm, phó giáo chủ lại nhắc đến Côn Lôn? Côn Lôn quỷ giới kia là nơi làm cho chư thần kính úy, làm sao lại dính líu tới Khương Phàm? Hắn, cuối cùng vẫn chỉ là một thánh phẩm thôi mà. Đông Hoàng Thánh Kiệt, người tiếp tục tọa trấn Vương quốc Hắc Ám, tiếp cận hồ ly của Đại Tự Tại Điện. Mặc dù nó chỉ là một trong chín đại phân thân của Thánh Vương, nhưng cái này so với cái trước đó kia mạnh hơn rất nhiều. Đông Hoàng Hoa Thanh nói xong, thân hình vặn vẹo, hòa vào hư không. Hắn muốn tới U Minh địa ngục. Dò xét Côn Lôn quỷ sơn. Phó giáo chủ, ta chỗ này còn có ghi chép hành động của Khương Phàm tại luân hồi bí cảnh. Đông Hoàng Như Ảnh vội vàng lấy tinh thạch ra, thế nhưng Đông Hoàng Hoa Thanh đã biến mất. Đã ghi chép lại toàn bộ rồi. Đông Hoàng Thánh Kiệt cau mày, cũng kinh ngạc với phản ứng của phó giáo chủ. Hết thảy 5 khối ký ức tinh thạch, ghi chép toàn bộ quá trình sau khi chúng ta phát hiện Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh giao tinh thạch cho phụ thân. Đông Hoàng Như Yên đứng ở bên cạnh nói. Ngài không tưởng tượng nổi đặc sắc như thế nào đâu. Sau khi xem xong ngài sẽ phải thay đổi đánh giá đối với Khương Phàm. Hắn không phải chỉ là tên cuồng chiến đấu, mà hắn chính là tên điên nguy hiểm. Đông Hoàng Như Ảnh cũng nói. Khương Phàm thể hiện ra một loại lực lượng thần bí, có thể dẫn bạo Sơn Hà, phụ thân ngài lưu ý nhìn. Ồ! Đông Hoàng Thánh Kiệt chú ý đến thể hiện của hai nữ nhi của mình. Nắm chặt tinh thạch bắt đầu cảm nhận. Phụ thân, xử lý huyền hoàng thạch như thế nào? Đông Hoàng Như Ảnh nhìn 5 khối huyền hoàng thạch lơ lửng ở bên cạnh. Sau khi các nàng đo đạc kỹ càng, đường kính khối lớn nhất kia đạt tới 1m63, khối lớn thứ hai kia có đường kính 1m37, 3 khối còn lại đường kính đều từ 50cm đến 80cm. Bọn chúng lơ lửng ở nơi đó, tỏa ra tia sáng ngũ sắc. Khí tức huyền hoàng nồng đậm đầy tràn cung điện, mơ hồ diễn hóa ra hình ảnh thế giới thần kỳ bắt đầu sinh ra. Toàn bộ giữ lại, bọn chúng thuộc về thiên cung thứ 9 chúng ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn về phía huyền hoàng thạch, hai mắt lóe lên ánh sáng nóng rực.
đừng nói hắn chưa thấy qua, ngay cả phó giáo chủ cũng đều chưa thấy qua. Huyền hoàng thạch quy mô như thế này, bên trong khẳng định còn có nguyên khí vạn vật nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất, cũng mang ý nghĩa có thể kích phát tổ mạch nhân tộc. Kích phát nhân tộc tổ mạch. Ngẫm lại liền kích động, nói không chừng thật có thể thông qua tổ mạch, gây nên biến đổi huyết mạch, sinh ra lực tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Như Yên cẩn thận từng ly từng tí nói. Phó giáo chủ vừa mới nói, chúng ta giữ lại hai khối nhỏ, còn lại phải đưa đến thần giáo, trực tiếp giao cho giáo chủ. Giữ lại, chính chúng ta dùng, đây là bảo bối có thể thay đổi vận mệnh, trăm ngàn năm cũng khó khăn thấy được một lần, há có thể chắp tay tặng cho người khác. Trên mặt Đông Hoàng Thánh Kiệt hiện lên cường thế hiếm thấy. Ồ a, tốt! Đông Hoàng Như Yên kích động nhảy dựng lên. Dựa theo phỏng đoán của phó giáo chủ, huyền hoàng thạch như thế này thậm chí còn có cơ hội từ thánh phẩm thăng đến thiên phẩm. Đại tự tại điện. Ta đoán Khương Phàm không chết, nhưng ta đã tận mắt thấy hắn chết. Hướng Vãn Tình ngồi dựa trên giường êm, khẽ nói. Lúc đó không gian ba động sao? Tiểu hồ ly nhảy đến trước mặt nàng, núp ở trong ngực nàng. Lúc ấy hắn cõng hứa đan, nhưng trước khi chuyện xảy ra, đã thu hứa đan về. Có năng lượng đặc thù không? Hắn thi triển chiêu thức trước đó chưa từng dùng qua, lấy thực lực tứ trọng thiên, vén lui cự lang thất trọng thiên, sau đó toàn thân phá toái, rơi trong bầy sói. Ta đã cẩn thận chú ý tình huống lúc ấy, không có phát hiện dấu hiệu bị cưỡng ép di chuyển rời khỏi. Vô hồi thánh địa thì sao? Từ biểu hiện của bọn hắn ngay lúc đó đến xem, bọn hắn rất bất ngờ, rất bi thương, không giống như là ngụy trang. Ta bảo muội thu thập máu Khương Phàm đâu? Tỷ muốn. Ta có thể thông qua máu tươi của hắn, cảm nhận sống chết của hắn. Hướng Vãn Tình đứng dậy, bóng lưng xinh đẹp, dáng đi thướt tha, toàn thân tản ra dụ hoặc. Từ trong góc phòng, nàng lấy ra một cái hộp gấm lộng lẫy, bên trong trưng bày 5 cái bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều tràn đầy huyết dịch tinh hồng. Tất cả đều là máu của Khương Phàm lúc thi đấu khiêu chiến trên lôi đài, bị nàng cẩn thận siêu tập lại. Hướng Vãn Tình lấy ra một bình trong đó, đưa cho Bạch Ngọc Hồ Ly. Bạch Ngọc Hồ Ly hút máu vào trong thân thể, nhắm mắt lại yên lặng cảm nhận. Dưới tình huống bình thường, nàng có thể thông qua máu của bất cứ vật sống nào để cảm nhận sinh tử của bọn hắn, thậm chí là vị trí đại khái, nhưng lần này, sau khi nàng lặp đi lặp lại cảm nhận, nhưng mãi vẫn không được đáp lại kỹ càng. Tỷ tỷ! Hướng Vãn Tình có dự cảm không tốt, thật chẳng lẽ đã chết rồi sao? Ta không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng giống như lại có chút liên hệ yếu ớt, cảm giác rất kỳ quái. Hắn, không có chết. Có khả năng chết rồi, có thể là giấu ở một nơi rất đặc thù nào đó, có thể vặn vẹo giới hạn sinh tử. Giới hạn sinh tử. Hướng Vãn Tình đột nhiên đối mặt cùng hồ ly, một người một cáo trăm miệng một lời. Sinh tử ngâm. Khương Phàm có sinh tử ngâm. Hướng Vãn Tình hít vào một hơi. Trên khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn làm sao có được sinh tử ngâm, hắn có biết đó là thứ gì không? Giọng của hồ ly đều dần trở nên nghiêm nghị lại. Nếu thật là sinh tử ngâm, Khương Phàm. Vẻ mặt Hướng Vãn Tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu hồ ly thở sâu, tiếc nuối lắc đầu. Quên hắn đi, hắn đã phế rồi. Vô hồi thánh địa. Sau khi Đỗ Uyên và bọn người Hàn Ngạo trở lại vương quốc hắc ám báo cáo tình huống, lập tức trở về vô hồi thánh địa, nói với bọn người Dạ An Nhiên. Hàn Ngạo ho nhẹ một tiếng, nói. Ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bọn người Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, đều cảm giác không hiểu thấu. Mấy vị này đều là đệ tử thân truyền của Lâm Thiên Lộc, phụ trách trấn thủ đại hoang cùng vương quốc hắc ám, có tin tức gì không phải là nên trực tiếp tìm các trưởng lão thánh địa sao, gọi mấy tiểu bối bọn hắn qua làm gì? Tiêu Phượng Ngô nói, các ngươi thế này khiến cho ta có chút khẩn trương, đầu tiên nói tin tức tốt trước đi. Hàn Ngạo nói, chúng ta đã tìm được Khương Phàm, tại vương quốc hắc ám. Tiêu Phượng Ngô im lặng, đây là tin tức tốt, hắn không một tiếng động rời khỏi, không phải đến ly hỏa thánh địa thì chính là đến vương quốc hắc ám. Dạ An Nhiên lại có dự cảm không tốt. Tin tức xấu thì sao, có liên quan với Khương Phàm. Hắn lại gây họa sao? Cơ Lăng Huyền đã biết Khương Phàm sẽ không an phận. Nhất là đến vương quốc hắc ám, rất nhiều người ở nơi đó đang chờ hắn trở về. Gây họa? Lại gây ra họa gì rồi,
có liên quan với chúng ta không? Tịch Dao quan sát đến nét mặt của Đỗ Uyên và mọi người. Họa lần này có chút lớn, cho nên muốn tìm các ngươi chứng thực một chuyện. Hắn đã làm cái gì? Ngươi nói nhanh đi. Tiêu Phượng Ngô thúc giục. Hàn Ngạo lại ho nhẹ vài tiếng, há hốc mồm, lại nói không nói ra tới. Tiêu Phượng Ngô nói. Ngươi ho khan cái gì, cuống họng nhét lông lừa rồi. Tới đây, ta móc cho ngươi. Hàn Ngạo quanh co nói. Chuyện này rất phức tạp. Vậy thì nói đơn giản thôi. Chu Thanh Thọ cũng đều gấp. Đơn giản mà nói, chính là Khương Phàm chết rồi. Chết rồi. Đám người trong điện lập tức đứng lên, cùng nhau hô to, con mắt đều trừng đến căng tròn. Hàn Ngạo nói. Thoạt nhìn là chết rồi. Tiêu Phượng Ngô ngao một cuống họng. Cái gì gọi là nhìn? Chết tiệt, ngươi lại chơi trò kéo dây, ta thiến ngươi. Trước tiên đừng kích động. Hắn đều chết rồi, lão tử có thể không kích động. Hàn Ngạo, khốn kiếp, ngươi, ta, ngươi tới đây cho ta. Tiêu Phượng Ngô bổ nhào qua phía Hàn Ngạo. Hàn Ngạo chạy loạn cả phòng, cao giọng kêu to. Khương Phàm là chết, nhưng ta hoài nghi hắn là giả chết. Nói rõ cho ta. Tiêu Phượng Ngô chỉ vào hắn gầm thét. Lúc ấy tại luân hồi bí cảnh, một mình Khương Phàm nghênh chiến 3.000 con tử lân cự lang, giết đỏ cả mắt, bị đàn sói xé nát, lúc ấy chúng ta cũng ở đấy, còn có hỗn độn tử phủ, đại tự tại điện, những kẻ kia đều ở đấy, chúng ta đều đã tận mắt thấy, hắn khẳng định là chết. Nhưng, từ lúc Khương Phàm bắt đầu trở lại vương quốc hắc ám đã vô cùng khác thường, khiêu chiến hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, tàn sát thánh văn, điên cuồng khiêu chiến. Cuối cùng rõ ràng là có cơ hội chạy trốn. Lại không để ý chúng ta ngăn cản, giết vào đàn sói. Ta đột nhiên nhớ tới Khương Phàm có một viên đồ vật rất quỷ dị, tên là sinh tử ngâm, có thể tại thời khắc sinh tử kéo người ta vào u minh địa ngục, cho nên ta hoài nghi, rất có thể là Khương Phàm giả chết. Có thể kéo người ta vào u minh địa ngục, đây còn không phải là chết. Bọn người giả An Nhiên lạnh cả người, trực nhìn chằm chằm Hàn Ngạo, đầu ong ong loạn hưởng. Sinh tử ngâm có thể kéo người vào, còn có thể trả người lại. Chỉ là tình huống trả lại rất đặc biệt, có khả năng cần mấy năm, có khả năng vĩnh viễn không về được. Chúng ta sau khi bẩm báo tình huống cùng sư phụ đã an bài chúng ta trở về cùng các ngươi tìm hiểu tình huống. Nếu như Khương Phàm thật sự là có tính toán, là cố ý đi u minh địa ngục, hẳn là sẽ để lại qua nhắc nhở gì đó những bằng hữu các ngươi đây, hoặc là trước khi đi nói lời gì đó. Hàn Ngạo nói một hơi, mong đợi nhìn Dạ An Nhiên. Cho tới bây giờ Khương Phàm đều là tự mình cắm đầu làm việc, xưa nay sẽ không thương lượng qua cùng bọn hắn đều đã chết lặng. Nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy, Khương Phàm hẳn là sẽ để lại thứ gì đó. Nếu có, nói rõ Khương Phàm thật là có kế hoạch. Nếu như không có, vậy đã nói rõ khả năng Khương Phàm chết là lớn hơn. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều nhìn về Dạ An Nhiên. Khương Phàm không cho để lại cái gì bọn hắn cả. Nếu như, chỉ có thể là Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên bừng tỉnh, vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp gấm. Vị bằng hữu kia của Khương Phàm một thời gian trước đưa cho ta một thứ, nói tại thời điểm cần thiết thì mở ra. Đỗ Uyên và mọi người đại chấn tinh thần, vội vàng vây qua. Dạ An Nhiên mở hộp gấm ra, bên trong là một lá thư, mở ra xem, trên đó viết mấy chữ bằng máu, đừng nhớ, đừng buồn, ngày về 10 năm. Ngày về 10 năm, Đỗ Uyên thở phào, nhưng lại chau mày. Khương Phàm thật là giả chết, hắn lại còn dám tính toán hoàng tộc. 10 năm, hắn thật sự đi địa ngục, hắn muốn đợi 10 năm tại địa ngục sao? Vì sao? Mặt mũi bọn người Tiêu Phượng Ngô tràn đầy chấn kinh, đây chính là thế giới tử linh, cấm địa của người sống, hoàn toàn xem như một thế giới khác. Tại sao Khương Phàm lại muốn tới đó, nếu như về không được thì sao? Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn chữ bằng máu trên lá thư. 10 năm, đi 10 năm địa ngục, ta có thể nào không lo không nhớ? Đỗ Uyên hỏi. Dạ An Nhiên, trước khi đi Khương Phàm còn tiết lộ qua cái gì cùng ngươi cô? Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, có ám chỉ gì mịt mờ, hoặc là cử động khác thường nào không? Dạ An Nhiên chậm rãi lắc đầu. Hắn không hề gặp riêng ta, hắn cũng không có đề cập cái gì với ta. Trước kia thì so. Lâm Nam cảm giác Khương Phàm liều chết xông vào địa ngục, rất có thể còn có bí mật càng đặc biệt, không chỉ đơn giản là tính toán hoàng tộc như vậy được. Dạ An Nhiên vẫn lắc đầu, bởi vì Khương Phàm chưa từng có thổ lộ tâm tình cùng với nàng,
nàng càng không có đi đến qua nội tâm Khương Phàm. Khương Phàm tựa như một hành giả cô độc, yên lặng đi tới con đường của mình, hết thảy những thứ bên cạnh, đều là khách qua đường. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu như nhớ được chuyện gì thì đến Vương quốc Hắc Ám tìm chúng ta. Đỗ Uyên đã xác định được Khương Phàm giả chết, phải nhanh trở về nói cho sư phụ một chút. U Minh, địa ngục. Sắc mặt của bọn người Tiêu Phượng Ngô trở nên nghiêm túc, nơi đó là nơi người sống có thể tùy tiện đi sao, Khương Phàm có lý do gì không đi không được sao? Đại diễn thánh địa. Tô Lăng trở lại thánh địa, lấy ra viên huyền hoàng thạch to lớn kia, lập tức kinh động đến thánh chủ còn có bọn người Tô Triệt. Bọn hắn chưa thấy qua huyền hoàng thạch chân chính, huống chi còn là khổng lồ như vậy. Chỉ là hít sâu khí tức huyền hoàng một cái đã liền có thể khuấy động đến huyết dịch, khắp người đều sao động. Ta lấy được, nó thuộc về ta. Tô Lăng chỉ là cho bọn hắn nhìn, không muốn cống hiến ra. Đương nhiên thuộc về con. Tô Thiên Sóc kích động toàn thân đều nóng lên, huyền hoàng thạch có thể kích phát tiềm lực huyết mạch, đối với yêu thú mà nói quả thực là ân huệ trời ban. Tô Lăng, tranh thủ thời gian hấp thu, ai cũng sẽ không cướp của muội. Tô Triệt thay nàng vui mừng, không để cho nàng lấy ra chia sẻ. Huyền hoàng thạch tuyệt thế hiếm thấy như thế này, coi như chia ra thành mấy trăm khối cũng đều sẽ có hiệu quả, nói không chừng có thể toàn diện tăng tiềm lực tất cả yêu thú của đại diễn thánh địa lên, nhưng nếu như tập trung cùng một chỗ, thì khả năng sẽ kích phát lực lượng tổ mạch toàn diện. Lấy huyết mạch của Tô Lăng, hoàn toàn có thể lột xác thành cấp bậc thánh thú chân chính. Thay ta giữ bí mật nha. Tô Lăng ôm huyền hoàng thạch vui mừng rời khỏi. Lăng nhi thật có phúc lớn. Tô Thiên Sóc cùng Tô Triệt trao đổi ánh mắt, đều tươi cười, kích động lại rung động. Cơ duyên như vậy luân hồi bí cảnh mấy ngàn năm đều chưa hẳn xuất hiện một lần, vậy mà lại đến được trên người Tô Lăng. Bọn hắn nhìn Tô Lăng nhảy nhảy nhót nhót chạy đi, mong đợi đang yên lặng trong lòng cuối cùng có hiệu quả. Nếu như nàng thật trở thành thánh thú, đủ để phù hộ thánh địa trăm ngàn năm. Đúng rồi, nói với mọi người một chuyện. Tô Lăng nhảy ra bậc cửa, đột nhiên quay người lại. Tô Triệt Đông đưa quạt lông, cười nói. Còn có tin tức tốt gì, tranh thủ thời gian chia sẻ đi. Còn nhớ rõ Khương Phàm không? Đương nhiên nhớ kỹ. Chết rồi. Chết rồi. Giọng Tô Triệt đột nhiên cao lên. Chết như thế nào? Tô Thiên Sóc đều sửng sốt một chút, tiểu tử điên hãm hại tinh túc các kia, cho bọn hắn tranh thủ cơ hội đến trả thù Huyền Nguyệt. Hắn còn muốn ngày nào tìm cơ hội cảm tạ một chút, làm sao lại chết rồi? Không biết làm sao hắn lại rơi vào luân hồi bí cảnh, nhưng không biết thu liếm, cứ khiêu khích Chí Tôn Kim Thành, cuối cùng bị Chí Tôn Kim Thành điều mấy ngàn con tử lân cự lang, ở trong vùng hoang dã xé nát ăn hết. Tô Lăng nói xong, nhún vai. Rất đáng tiếc. Trước tiên muội chờ chút đã. Muội tận mắt thấy. Tô Triệt khó có thể tin được, tiểu tử kia rất điên cuồng lại càng tinh danh hơn, làm sao có thể chết được. Lúc ấy muội cũng ở đó, còn có Phạm Thiên Thư Viện. Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn và rất nhiều dân liều mạng, đều thấy được. Chết quá thảm rồi, ngay cả mảnh xương vụn cũng đều bị ăn. Tô Lăng cảm thấy tiếc nuối cũng không có nhắc tới chuyện Khương Phàm có ý đồ xâm phạm nàng, lắc đầu quay đi. Tô Thiên Sóc và Tô Triệt trao đổi ánh mắt, trầm mặc thật lâu, đều khe khẽ thở dài. Tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Hậu, Tô Lăng trở về, nàng nói Nhân Hoàng chết rồi. Diêm Bá xuất hiện ở sau gian phòng, khom mình hành lễ. Chết tại chỗ nào? Thiên Hậu lạnh nhạt khẽ nói. Xích Chi Đại Liệt Cốc, luân hồi bí cảnh. Diêm Bá vừa mới cảm nhận được khí tức huyền hoàng đặc biệt, cho nên mới mở thiên nhãn, tra xét đại diễn thánh địa, vừa hay nhìn thấy tình huống trong đại điện. Thiên Hậu chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì Diêm Bá rất bình tĩnh, liền mang ý nghĩa chuyện có chân tướng khác. Nhưng, nàng đợi một hồi lại không đợi được Diêm Bá đáp lại. Thiên Hậu dương mắt nhìn sang. Thần vừa mới cẩn thận lục soát tung tích thần hoàng, hắn hẳn là đi U Minh địa ngục. Hắn muốn đi Côn Lôn Quỷ Sơn. Sốt ruột rồi sao, bây giờ còn không phải là thời điểm thích hợp. Tình huống tại Côn Lôn Quỷ Giới phức tạp, không bài trừ có nhãn tuyến của đế quân, thần hoàng hẳn là sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Cho nên, Diêm Bá trần chờ một lát. Lắc đầu, nói. Xin Thiên Hậu tha tội, thần đã giấu người một chuyện. Nói. Sau khi thần hoàng kết thúc việc tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ngài ấy đã đi qua Cổ Hoa Hoàng Thành,
vào ở Kiều gia, cũng thay Kiều gia cướp đoạt vị trí đầu tiên trong cửu đại gia Cổ Hoa. Cổ Hoa, Thiên Hậu trầm mặc, trên gương mặt trắng nõn non nớt hiện ra vài tia thần tình phức tạp. Diêm Bá xoay người xin lỗi. Sau khi nghi thức thần triều tế trời kết thúc, thần du tẩu các nơi ở Thương Huyền, tìm kiếm vết tích kim thai mà bọn Dịch Vương để lại. Thần cũng không tiếp tục chú ý tới chuyện của Cổ Hoa Hoàng Thành, nhưng cũng đã được nghe nói một chút lời đồn. Kiều Hinh sau đó kết hôn sinh con, đặt tên là Kiều Vô Hối, cho đến khi 10 năm sau, Thương Huyền Hoàng Đạo Liên Hợp xóa đi di tích thần triều, nàng mới được ban cho chết. Nhưng, khi thần hoàng đột nhiên tiến về Cổ Hoa, sau khi vào ở Kiều gia, thần đã nhìn trộm bí địa Kiều gia, lại nhìn thấy quan tài thủy tinh của Kiều Hinh vẫn còn, Kiều Vô Hối vẫn còn sống, túc trực bên linh cữu của nàng. Thần hoàng, từng mấy lần ngồi quỳ chân trước quan tài, vì nàng mà rơi lệ. Lần này thần hoàng đột nhiên giả chết, xông vào U Minh địa ngục, rất có thể là vì Kiều Hinh. Thiên hậu cụp tầm mắt xuống, trầm mặc thật lâu, đứng lên nói. Mang ta đến Kiều gia Cổ Hoa. Khương Phàm bị những bàn tay đen ngòm hỗn loạn kéo lấy, đang vặn vẹo trong bóng tối nhanh chóng nhấc lên. Giống như vô số ác quỷ đang tranh đoạt thân thể của hắn, toàn thân trải rộng vết móng vuốt, bên tai quanh quẩn những tiếng hét thê lương. Khương Phàm kịch liệt giãy giụa, đầu óc quay cuồng. Hắn cảm giác giống như thật phải chết, toàn thân đau nhức kịch liệt khó chịu, từ xương cốt đến huyết nhục, từ linh hồn đến linh văn giống như đều đang suy yếu, tiêu vong. Nhưng hắn vẫn cưỡng ép nhịn xuống, phản kháng xúc động, mặc cho móng vuốt cào cấu, thân thể vẫn vặn vẹo, rơi xuống bên trong bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, những tiếng hét đột nhiên cao vút một trận, sau đó không có còn tiếng động nào nữa, móng vuốt sắc bén cũng liên tiếp biến mất. M thanh trầm đục, Khương Phàm nện trên sàn nhà cứng rắn giá lạnh. Toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn suy yếu, một hồi lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Khương Phàm mệt mỏi ho khan vài tiếng, run rẩy chống người lên. Nơi này là một cổ điện bị tàn phá, cột đá nghiêng lệch, mặt đất bừa bộn, không biết đã hoang phế qua bao nhiêu năm tháng. Trong cái khe trên mặt đất, vách tường chui ra rất nhiều bụi cây màu đen tinh mịn, kết lấy những bông hoa nhỏ màu u lam. Cho cung điện đổ nát mang đến hào quang nhỏ yếu, lại có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố. Khương Phàm ăn chút dược thảo, điều trị huyết khí, chữa trị thương thế, cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Nơi này vô cùng âm lãnh, là loại cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua, lạnh đến xương cốt, lạnh đến linh hồn. Ngoại trừ trong cung điện có hào quang nhỏ yếu, bên ngoài đều là một mảnh đen kịt, giống như một tấm màn đen. Nếu như không phải bên ngoài phiêu đãng tiếng quỷ ngữ khóc khóc ríu rít, hắn thậm chí còn hoài nghi mình đang lưu lạc trong hư không. Sư phụ, ngài tới qua địa ngục à? A, à, Khương Phàm vừa mới chuyển người, chợt một tấm mặt mo tái nhợt khô cạn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Khương Phàm cảm giác ba hồn bảy vía của mình đã bay hết ra ngoài, tê cả da đầu, toàn thân giống như bị điện giật, phù phù an vị tại nơi đó. Ở phía sau hắn có một lão nhân giống như thây khô đang quỳ, con mắt xanh mơn mởn, câu câu theo dõi hắn. Toàn thân lão nhân treo đầy xiềng xích, một mặt tiến vào trong thịt, khảm trên xương cốt, một mặt vững vàng đóng ở trên mặt đất, giống như bị cầm tù tại nơi này. Trên gáy của hắn lại mọc ra một gốc huyết thụ chừng 1 mét. Số lượng lớn sợi rễ đâm vào đầu, chui vào phía sau lưng, thân cành màu đỏ như máu cứng cáp thẳng hướng lên trên, trà cây vô cùng tươi tốt. Phía trên còn mang theo 10 mấy quả trái cây màu đen. Tiền bối, ngươi chết rồi sao? Khương Phàm chưa tỉnh hồn, toàn thân rét run, khẩn trương nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân thờ ơ, nhưng bờ môi khô quắt hơi nhúc nhích, giống như đang làm gì đó. Vị tiền bối này, ta là bị kéo vào đây, không có ý muốn mạo phạm. Khương Phàm cố gắng bình phục cảm xúc, vụng trộm liếc mắt nhìn gốc huyết thụ quỷ dị kia. Trong đầu còn có thể mọc ra cây. Đây cũng là lần đầu tiên thấy được. Khương Phàm. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm, tuy nhiên không còn bình tĩnh trước đó, mà lại yếu ớt phiêu hốt. Sư phụ, ngài làm sao thế? Khương Phàm siết chặt trong lòng, sẽ không lại liên lụy đến lão nhân gia ông ta chứ? Ta còn tốt, là ngươi. Ta tốt mà, không có việc gì. Khương Phàm kiểm tra thân thể. Cánh tay, cái chân vẫn còn, không có thiếu cái gì cả. Chính là thân thể có chút yếu, chờ một chút. Khương Phàm đột nhiên ngưng tụ con ngươi, ngốc tại nơi đó. Ngươi, ai? Giọng đan hoàng phiêu hốt,
thăm thẳm than nhẹ. Ta. Mắt Khương Phàm trừng lớn, toàn thân nổi lên cỗ khí lạnh. Thân thể của hắn xác thực rất hoàn chỉnh, nhưng linh nguyên lại yên lặng, khí hải khô kiệt, kinh mạch khô quắt, ngay cả trái tim thứ hai đều đã biến mất, càng không thể tin hơn chính là, hắn hoảng hốt cảm giác cảnh giới đang thoái hóa. Sinh tử ngâm, sinh sinh tử tử, lấy sinh muốn chết, lấy cái chết cầu sinh, cái này, có lẽ chính là cái giá. Đan Hoàng quay quanh trên linh hồn Khương Phàm, trong lúc Khương Phàm rơi xuống U Minh, hắn rõ ràng cảm nhận được quá trình thoái hóa của thân thể. Từ hài cốt đến huyết nhục, từ linh hồn đến linh văn, đều đang thoái hóa, đều đang suy yếu. Bây giờ, Khương Phàm hoàn toàn không có cảnh giới. Không thể nào, ta chỉ là suy yếu, ta ăn chút dược thảo liền có thể tốt. Khương Phàm luống cuống. Hắn từ Bạch Hổ Quan đi đến bây giờ, không dễ dàng, thật sự rất không dễ dàng. Hắn từ linh anh cảnh trưởng thành đến linh hồn cảnh, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, quá nhiều cố gắng, cũng càng trải qua quá nhiều sinh sinh tử tử, sao có thể nói không có liền mất giáo được. Lúc Nguyệt Hoa Thiên bảo cho hắn cũng không có nói sau khi sinh tử ngâm mang người đi, cũng sẽ đều vô tình cuốn đi tất cả cảnh giới. Đan Hoàng trầm mặc, lòng chợt đau. Cùng đứa nhỏ này đi với nhau, có thể nói là bước từng bước máu, bước từng bước mạo hiểm, mỗi lần cơ duyên, mỗi lần biến đổi, mỗi lần trưởng thành đều là hắn mạo hiểm cùng phấn đấu đổi lấy. Kết quả, toàn bộ đều không còn, phí công nhọc sức. Đừng nói Khương Phàm, ngay cả hắn cũng đều có chút khó mà tiếp nhận được. Không, đây là ảo giác mà sinh tử ngâm mang tới. Khương Phàm lo lắng, bối rối, điên cuồng kích thích linh văn, kích ra linh lực, một lần lại một lần. Thế nhưng, kinh mạch khô quắt không có bất kỳ linh lực gì lưu động, thân thể càng không có lại xuất hiện thánh viêm màu vàng. Khương Phàm ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt lắc lư. Không có linh lực, thân thể thoái hóa, đây chính là cái giá xông vào U Minh sao? Hắn không có cảnh giới, không có thực lực, còn tìm kiếm dược liệu thế nào, còn rời khỏi U Minh địa ngục thế nào? Vì sao? Sinh tử ngâm rốt cuộc là thứ quỷ gì? Khương Phàm ngẩng đầu, bối rối lại tức giận nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt. Đột nhiên, dáng vẻ lão nhân chậm chạp nhấm nuốt khiến cho hắn chú ý. Khương Phàm ngồi xổm trước mặt lão nhân, đến gần xem thử, ở trong đó lại là viên linh đang đen kịt. Bên trong linh đang phát ra huyết khí nồng đậm, còn có linh lực màu vàng óng. Đó là của ta. Khương Phàm đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ, trong lúc sinh tử ngâm kéo mình vào U Minh địa ngục đó đã cướp đoạt toàn bộ của hắn? Mỗi khi thời khắc sinh tử ngâm truyền ra cảm giác thần bí, cùng từng tiếng nỉ non, chẳng lẽ là đang thỉnh cầu hắn mở ra thân thể của hắn? Nếu như hắn cự tuyệt, sinh tử ngâm sẽ không lại, thỉnh cầu, nếu như hắn đã đồng ý, sinh tử ngâm tựa như đã được cho phép, điên cuồng cuốn đi huyết khí, hồn khí, thậm chí linh khí của hắn. Hắn, ăn của ta. Hắn còn sống không? Sinh tử ngâm, là hắn thả ra. Khương Phàm lảo đảo hai bước, chấn kinh lại càng kinh hoàng hơn. Thứ quỷ này rốt cuộc là cái gì? Tất cả cố gắng từ khi hắn sinh ra đến nay, vậy mà đều thành toàn cho nó. Chú ý cái cây trên đầu của hắn. Đan Hoàng cũng bắt đầu cảnh giác. Theo lão nhân hấp thu năng lượng bên trong linh đan, huyết thụ bắt đầu nhẹ nhàng lay động, giống như đang thoải mái mở rộng. Trên cành cây nổi lên huyết văn yếu ớt, mặt ngoài lá cây thì nở rộ lên từng tia kim quang, tuy nhiên rất nhanh cũng đều khôi phục bình tĩnh. Con mắt lão nhân xanh mơn mởn dần dần ảm đạm, giống như là bộ thi thể, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Mà linh đan trong miệng hắn, đã biến mất không thấy. Quả nhiên là bị hắn hấp thu. Khương Phàm lần nữa tới gần lão nhân, thử thăm dò đụng đụng thi thể khô quắt của hắn, vô cùng lạnh, lại vô cùng cứng rắn, khi hắn giơ tay lên. Muốn đụng vào những xiềng xích kia, một nguồn khí âm hàn nháy mắt nở rộ, giống như cơn sóng lớn đầy mãnh thú, đối diện đánh bay Khương Phàm. Khương Phàm nện vào trên cột đá ngoài trăm thước, toàn thân răng rắc giòn vang, rơi xuống trên mặt đất, hôn mê tại chỗ. Không chỉ có cảnh giới hoàn toàn không có, thân thể cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Lúc Khương Phàm tỉnh lại lần nữa, suy yếu đau đớn toàn thân hắn không hề yếu bớt chút nào. Hắn cố gắng ngồi lại. Dựa vào cột đá xoay lệch ra, yên lặng nhìn lão nhân phía xa. Không tiếp tục gào thét, không tiếp tục tức giận, mà là an tĩnh sự hoảng hốt lại. Đan Hoàng đau lòng, thử nghiệm di chuyển chú ý của Khương Phàm.
hắn hẳn là bị vây ở chỗ này rất lâu, trước khi chết, dùng thân thể mình làm chất dinh dưỡng, dựng dục gốc cây kia. Trái kết trên cây đó hẳn là sinh tử ngâm. Sinh tử ngâm sau thành thục liền sẽ chủ động vượt qua hai giới sinh tử, bay xuống nhân gian. Ai dùng linh đan, người đó sẽ phải tế hiến hết thảy mọi thứ của mình. Sau đó linh đan sẽ cướp đoạt huyết khí, linh khí thậm chí là hồn khí, dung nhập bên trong thi thể của hắn, tẩm bổ gốc cây kia. Về phần tại sao có ít người không trở về được, rất có thể là không nghĩ thông mấu chốt trong này, mà là đi ra thạch điện, bị ác linh trong bóng tối thôn phệ. Vì sao có ít người có thể trở về, thời gian lại sai biệt, là bởi vì bọn hắn ở lại nơi này, chờ đợi sau khi trái trên cây thành thục, đi theo nó trở lại nhân gian. Những điều Đan Hoàng nói đều là suy đoán của mình, nhưng đều đã được cân nhắc. Đó là cây gì? Đôi môi khô khốc của Khương Phàm giật giật, mệt mỏi trả lời một câu. Ta chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Có thể là hắn lấy được một loại hạt giống thần bí nào đó, cũng có thể là có liên quan đến linh văn của hắn. Tóm lại, rất có thể là hắn muốn thông qua gốc cây kia, một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Khi còn sống Đan Hoàng rất si mê các loại linh vật dược liệu, đối với những thứ hiện có hay đã biến mất đều có hiểu rõ, nhưng loại cây có thể kết xuất sinh tử linh đan này, lại cũng chưa từng nghe đến. Khương Phàm trầm mặc, hoảng hốt, thật lâu không nói gì. Đan Hoàng nói, chí ít chúng ta cũng có cách rời khỏi, chờ trái trên cây thành thục, ngươi liền theo hắn trở về một lần nữa. Trở về, đôi môi khô khốc của Khương Phàm có chút run run, toát ra một vòng đắng chát. Khương Phàm, tỉnh lại chút, chúng ta ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện ngoài ý muốn như thế này, nhưng nếu như đã xảy ra rồi, ngươi nên lựa chọn đối mặt. Ta có thể đối mặt với chính ta, nhưng làm sao ta đối mặt với thiên hậu? Đối mặt với anh linh thần chiều đau khổ chờ đợi. Khương Phàm thì thào nói nhỏ, ảm đạm, cô đơn. Hắn cố gắng trưởng thành, liều mạng đòi lấy cơ duyên. Hắn thậm chí không có thời gian hưởng thụ cuộc sống, không có thời gian đi cảm nhận tình cảm, càng không dám dừng lại nghỉ ngơi, hắn vẫn một mực ra sức xông về phía trước. Bởi vì thiên hậu đang đợi hắn, những anh linh thần chiều kia đang đợi hắn. Thế nhưng, mất giáo. Toàn phế đi. Hắn lại về lại điểm xuất phát. Nhiều năm cố gắng, thất bại trong gang tấc. Cảnh giới của ngươi đã phế đi, không phải là ngươi đã phế đi. Ngươi có thể tu luyện lại từ đầu, ngươi còn có thể lại đứng lên. Đan Hoàng muốn thuyết phục Khương Phàm, lại nói, nhưng cũng trầm mặc. Lấy kiếp trước của Khương Phàm trải qua kiếp này, hẳn là có thể tỉnh lại, nhưng, bây giờ bọn hắn đang ở U Minh địa ngục, bọn hắn là đến tìm kiếm dược liệu. Nếu như muốn tu luyện lại từ đầu, lại tìm kiếm U Minh, tìm kiếm thuốc giải, về thời gian chỉ sợ. Khương Phàm nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm trên sàn nhà cứng rắn, sàn nhà rất lạnh, lạnh đến nỗi hắn toàn thân cứng ngắc, lạnh đến nỗi ý thức hắn đều có chút hoảng hốt. Nhiều năm cố gắng như vậy, cứ thế mà phế đi sao? Thân thể đau đớn, hắn có thể chịu, hắn cũng không quan tâm. Tra tấn tinh thần, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái này, hắn thật không tiếp thụ được. Thiên hậu nơi đó phải làm sao bây giờ? Anh linh thần triều làm sao bây giờ? Bọn hắn đã chờ đủ lâu, mình đột nhiên bị phế bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu, quả thực là tội ác. Lo lắng hơn chính là Kiều Hinh. Vượt qua U Minh, thời gian tồn tại của bản thân liền rối loạn, nếu như tu luyện một lần nữa, trở lại nhân gian, nàng vẫn còn chứ? Vì sao, tại sao lại muốn tra tấn ta như thế? Khương Phàm co quắp tại trên sàn nhà. Thì thào nói nhỏ, nước mắt dần dần mông lung trên hai mắt. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, thực sự không biết nên làm sao để an ủi Khương Phàm. Không biết đã qua bao lâu, khi Khương Phàm hoàn toàn tỉnh táo lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Bát cấm thánh thiên quyết. Cảnh giới thoái hóa, chẳng lẽ có thể trùng tu bát cấm thánh thiên quyết, bù đắp thiếu thốn linh anh cảnh, bản thân. Chờ tương lai trở lại thời điểm đỉnh phong. Tám bộ, bản thân, có thể hoàn mỹ gom góp, thực lực tăng lên 8 lần. Đây có được coi là trong họa có phúc không? Khương Phàm nghĩ tới đây, mệt mỏi ngồi xuống, dòm vào trong ý thức, cẩn thận kiểm tra thân thể. Ý thức hải vẫn còn, chỉ là quy mô đã bị rút nhỏ. Kinh mạch còn rất rộng lượng, chỉ là bởi vì khô quắt cực độ mà lộ ra nhỏ bé. Kinh mạch, mạch máu vẫn còn quấn quýt chặt chẽ với nhau, có thể ảnh hưởng lẫn nhau, đẩy mạnh lẫn nhau. Khí hải yên lặng, nội bộ suy yếu, nhưng càng giống bị thương nặng, không
không phải hoàn toàn bị phế bỏ. Về phần linh nguyên, mặc dù tách liên hệ cùng linh hồn, nhưng từ hình dạng cùng lông đuôi linh vũ đến xem, đại địa thú linh viêm dung hợp trước đó, kỳ thật đều còn ở bên trong. Tinh thần Khương Phàm dần dần nâng lên. Tình huống của hắn bây giờ cũng không thể tính là cảnh giới thoái hóa, càng giống sau khi suy yếu cực độ đưa tới cảnh giới quay lại. Nói cách khác, cơ sở vẫn còn, chỉ cần điều trị bổ dưỡng, cảnh giới vẫn rất dễ dàng một lần nữa trở về. Mà, tu luyện lại từ đầu, trưởng thành một lần nữa, một ít khuyết điểm trước đó, có lẽ còn có thể một lần nữa được đền bù. Tâm dục vô ngân. Khương Phàm lại nghĩ tới Lan Nặc, liên hệ đặc thù tồn tại giữa hai người, có thể đẩy mạnh lẫn nhau. Có linh hồn, cảnh giới của Lan Nặc cưỡng ép đề chấn, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ còn càng nhanh hơn. Khương Phàm hít sâu một hơi, tỉnh lại. Ta còn có Lý Dần, ta sẽ ở lại nơi này tu luyện lại từ đầu, hắn có thể mang theo yêu đồng đi ra bên ngoài tìm kiếm dược liệu. Mặc dù u minh nguy hiểm, nhưng còn có cái hứa đan. Lực lượng kính tượng của hứa đan có thể ứng phó rất nhiều nguy hiểm. Nhưng hứa đan là linh hồn cảnh tam trọng thiên, bây giờ so với tất cả bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Làm sao khống chế đây? Có rồi, tâm dục vô ngân. Khương Phàm vịn cột đá, một lần nữa đứng lên. Kiều Hinh còn đang chờ hắn, hắn nhất định phải trở về thời gian trong hạn định, thiên hậu và chư tướng còn đang chờ hắn, hắn không có tư cách lại thương cảm. Đan Hoàng vui mừng cảm nhận được Khương Phàm cảm xúc thay đổi, không hổ là thần hoàng chuyển thế, đau đớn như vậy vậy mà đều có thể liền tỉnh lại trong mấy giờ ngắn ngủi. Đổi thành người khác, chỉ sợ phải sụp đổ răm ba tháng. Sư phụ, nơi này là địa ngục. Lý Dần rời khỏi thanh đồng tiểu tháp, khẩn trương nhìn cung điện âm trầm đổ nát, sau khi nhìn đến cái cây trên người lão nhân trong bóng tối kia, da đầu lập tức tê dần. Ta vì để đến địa ngục nên đã bỏ ra chút giá. Cảnh giới bây giờ hoàn toàn không có, cần phải tu luyện lại từ đầu. Cảnh giới hoàn toàn không có. Sư phụ, người. Lý Dần quá sợ hãi, vì đến chỗ này, ngay cả cảnh giới đều có thể bỏ qua. Sư phụ chính là sư phụ, thật quá hung ác. Có lẽ ta phải ở trong điện này đợi một thời gian, người giúp ta đi ra bên ngoài tìm vài cọng dược liệu. Tuy nhiên bên ngoài rất nguy hiểm, ta tìm đồng bạn cho ngươi. Tìm đồng bạn. Thân thể Lý Dần có chút cứng ngắc, ánh mắt quét vài vòng ra bên ngoài thạch điện, tìm cho ta một con quỷ sao. Trong thanh đồng tiểu tháp của ta còn có không gian tầng thứ hai, bên trong giam giữ một nữ tử, tên là Hứa Đan. Nữ nhi của thành chủ Chí Tôn Kim Thành, đại thừa thánh phẩm, linh hồn cảnh tam trọng thiên, linh văn là kính tượng không gian. Nàng sẽ phối hợp với ta. Lý Dần thoáng thở phào, chỉ cần là sống liền tốt. Tuy nhiên, nữ nhi chủ nhân hoàng tộc. Sư phụ chơi thật kích thích. Ta có một bộ ma công, tên là tâm dục vô ngân. Nó có thể ký kết khế ước liên quan giữa hai người, kích thích linh văn cùng linh hồn nhau, cùng nhau trưởng thành, kiểu tu luyện này sẽ làm ít công to. Nhưng sau khi ký kết khế ước, các ngươi nhất định phải đều còn sống. Nếu như một bên chết thì sẽ làm bị thương đến linh hồn bên còn lại, nghiêm trọng thì ngay cả linh văn đều sẽ thoái hóa. Loại khế ước này sau khi ký kết, có biện pháp giải trừ không? Muốn giải trừ liên quan, trực tiếp nhất chính là đợi đến sinh tử cảnh, lực lượng khế ước sẽ tự nhiên tiêu tán. Có nguy hại gì không? Nếu như các ngươi đều là thánh phẩm linh văn, các ngươi sẽ kích thích lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, đến sinh tử cảnh liền tách ra. Nếu như ngươi có thể lột xác thành thiên phẩm linh văn trước sinh tử cảnh, nàng liền sẽ trở thành nô bộc của ngươi. Ngươi có thể cảm nhận được ý thức của nàng, cũng có thể khống chế sinh tử của nàng. Thiên phẩm. Lý Dần lắc đầu, thánh phẩm làm sao có thể biến đổi đến thiên phẩm? A, à, Khương Phàm vừa đưa Lý Dần vào thiết lao, bên trong liền truyền ra tiếng hét thê lương. Hứa Đan hoảng sợ nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là bò nhào tới trong góc. A, à, đừng tới đây, đừng đụng vào ta. Khương Phàm, ngươi là tên súc sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Đều đừng tới đây, van cầu ngươi, đừng tới đây. Hứa Đan gắt gao chen vào trong góc, sắc mặt tái nhợt, la to. Từ sau khi rời khỏi trong bầy sói, nàng vẫn đang khẩn trương chờ đợi tin tức, mong mỏi được giải cứu. Kết quả chờ lại chờ, từ đầu đến cuối không có nghe được giọng Khương Phàm, càng không có chờ đợi được tộc nhân Kim Thành. Giống như bị thế nhân quên lãng. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xông vào thiết lao,
nàng trước tiên liền nghĩ đến những gì Khương Phàm đã nói trước đó. Nếu như hắn chết liền sẽ ném thanh đồng tiểu tháp vào hư không. Sau đó, sẽ có hơn 600 tên nam tử đến, hầu hạ, nàng. Không được qua đây, van cầu ngươi. Khương Phàm, ngươi là tên súc sinh, ngươi chết không yên lành. Hứa Đan hỏng mất, gắt gao nắm lấy cổ áo, kêu khóc thét lên. Lý Dần thể hiện vô cùng quái dị, khoa trương đến mức như thế sao? Chẳng lẽ, sư phụ đã, như vậy nàng. Im miệng, ta còn chưa có chết. Giọng Khương Phàm truyền vào lồng giam. Khương Phàm, Hứa Đan khẽ giật mình. Hắn là đồ đệ của ta, có chuyện nói cho ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, ta thả ngươi rời khỏi. Thả ta về Chí Tôn Kim Thành. Hứa Đan sau khi xác định được là Khương Phàm rốt cuộc cũng thở phào, nhưng tiếp đó lại tuyệt vọng. Tên điên này lại còn không chết, mấy ngàn con tử lân cự lang vây công, lại có thể còn sống. Ngươi tạm thời trở về không được. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong thiết lao. Ngươi đã nói ta chỉ cần phối hợp với ngươi, ngươi sẽ cùng Chí Tôn Kim Thành đàm phán, ngươi lừa gạt, ngươi sẽ bị báo ứng. Chuyện đàm phán, sau này hãy nói. Chúng ta bây giờ đang ở U Minh Địa Ngục. Ngươi lừa gạt sao? Mục đích thực sự của ta khi tiến luân hồi bí cảnh đúng là giả chết, sau đó xông vào U Minh Địa Ngục. Ngu xuẩn, luân hồi bí cảnh chính là kết nối với cửu U Thâm Không, không phải U Minh Địa Ngục, trước khi ngươi gạt người ta, có thể làm rõ ràng tình huống trước hay không? Ta có thứ đặc biệt, có thể xuyên thấu sinh tử lưỡng giới. Bây giờ búng ta chính là đang ở U Minh Địa Ngục, chờ sau khi ngươi ra ngoài liền biết. Hừ! Hứa Đan không tin chuyện ma quỷ của Khương Phàm. Lý Dần, giao cho ngươi. Sư phụ yên tâm. Sư phụ! Hứa Đan kinh ngạc nhìn thiếu niên anh Tuấn trước mặt, tên điên này còn thu đồ đệ. Vật họp theo loài, đây nhất định cũng không phải là thứ tốt gì. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, có thể thỏa đàm thì bàn bạc không ổn, ta hạ dược. Khương Phàm vừa dứt lời, thân thể Hứa Đan hơi run rẩy, theo bản năng nắm chặt cổ áo. Lý Dần ho nhẹ hai tiếng, nói. Hứa Đan cô nương, hân hạnh. Ngươi muốn làm gì? Hứa Đan dùng sức cuộn mình vào trong góc. Sau một nén nhang, được Lý Dần giải thích, cuối cùng Hứa Đan cũng tiếp nhận thỉnh cầu. Lý Dần chưa hề nói chuyện liên quan tới nô bộc, chỉ nói là đến sinh tử cảnh liền có thể tự động giải trừ. Hứa Đan cũng không phải thật tin tưởng Lý Dần, mà chỉ là nàng đã rơi xuống trong tay bọn họ, thật sự không còn cách nào khác cả. Bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, sống sót. Miễn là còn sống, hết thảy đều có thể. Khương Phàm tự mình cho hai người chủ trì khế ước ký kết, hài lòng thả ra bọn hắn. Nơi này thật sự là U Minh Địa Ngục. Hứa Đan rời khỏi lồng giam, nhịn không được mà dùng mình một cái. Nơi này so với trong lồng giam còn muốn âm lãnh hơn. Thạch điện rách nát, âm khí âm u, lại còn có một cái thây khô, trên đầu còn mọc dài một cái cây. Trong bóng tối phía ngoài quanh quẩn ríu rít tiếng khóc lóc, tiếng nói nhỏ, phảng phất thật có vong hồn đang phiêu đãng, để cho người ta dùng mình. Tìm đủ dược liệu ta cần, chúng ta liền rời khỏi. Khương Phàm phóng yêu đồng từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Chúng ta còn có thể rời khỏi địa ngục. Hứa Đan kỳ quái nhìn yêu đồng, hài tử này là ai? Trên đầu lại không có tóc. Ta có biện pháp. Khương Phàm, rốt cuộc ngươi đã đến đây thế nào? Hứa Đan vẫn còn có chút khó có thể tin. Địa ngục, đó là nơi người chết tới. Khương Phàm làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại gì mà xông đến nơi này? À, chờ một chút. Khương Phàm khí thức làm sao lại là lạ? Cảnh giới của ta đã phế đi. Khương Phàm nói thẳng. Phế đi, ông trời mở mắt sao? Hứa Đan tinh thần đại chấn, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh. Muốn giết chết ta sao? Cảnh giới ngươi đã phế đi, cảnh giới đồ đệ của ngươi vừa tới linh nguyên đỉnh phong. Tâm tư Hứa Đan lập tức sinh động. Muốn giết chết ta, vậy thì nên tranh thủ thời gian ra tay, đừng chậm trễ. Khương Phàm thuận miệng nói câu, ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu tu luyện. Lý Dần không để ý đến Hứa Đan, đi đến biên giới thạch điện, cảnh giác hoàn cảnh âm trầm đen kịt bên ngoài. Yêu đồng đi lòng vòng quanh thây khô, hiếu kỳ dò xét linh quả phía trên. Lưu ý những sợi xiềng xích đen kịt kia. Thật lâu, ánh mắt của hắn thuận thây khô nhìn về xuống dưới mặt đất. Khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa,
sau đó lại như không có xảy ra chuyện gì rồi rời khỏi. Hứa Đan nhìn chằm chằm Khương Phàm xem đi xem lại, vẫn nhịn được xúc động. Rất có thể là tên điên này đang thử thăm dò nàng, chẳng may không đánh chết, kết quả của nàng chỉ sợ càng muốn thảm, mà là nơi này thật sự là U Minh địa ngục sao? Các ngươi ai đến bên ngoài xem? Lý Dần ngưng tụ linh lực đến hai mắt, đáy mắt nổi lên tinh mang màu vàng, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bầu trời đen kịt giống như tấm màn đen che trời, so với thế giới bên ngoài cảm giác còn cao hơn rất nhiều, phảng phất cao không thấy điểm cuối cùng. Mây đen cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, hiện ra huyết quang yêu dị. Đại địa hoang vu, vô biên vô ngần, khắp nơi đều có thể thấy được quái thạch, khe rãnh, còn có thạch lĩnh gập ghềnh. Minh hoa, hoa địa ngục tà ác đang nở rộ trong hoang dã, huyết thủy tinh hồng tùy ý chảy ngang. Thỉnh thoảng sẽ có mờ lôi vạch phá thiên địa, minh quang rọi khắp nơi, để cho người ta sợ hãi khó có thể bình an. Tại giữa mảnh thiên địa đen kịt này có vô số vong hồn phiêu đãng. Có một số giống như sợi khói xanh, thăm thẳm phiêu đãng, ngẫu nhiên ngưng tụ thành hình người hình thú, ngẫu nhiên im ắng phiêu tán. Có một số giống như hắc vụ vặn vẹo, hành tẩu giữa thạch lĩnh, bạch quang bên trong như ẩn như hiện, giống như ánh mắt của bọn nó. Có một số lại khoát lên miếng vải đen, im ắng trôi nổi, bên trong duỗi ra móng quỷ đáng sợ. Vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang ù ù. Tại cuối tầm mắt hắc ám mông lung, một chiếc thuyền gỗ bị tàn phá đang chậm rãi chạy qua, không gian như nước, tạo nên gợn sóng. Trên thuyền gỗ treo đầu lâu đáng sợ, cũng phiêu đãng từng sợi khói xanh, ở chỗ đầu thuyền, có một thân ảnh còng xuống, đang nâng ánh nến huyết sắc, thì thào khẽ nói. Hình ảnh quỷ dị để cho người ta sợ hãi. Hứa Đan từ bỏ Khương Phàm, đi đến biên giới thạch điện, ngắm nhìn bên ngoài. Khi linh lực ngưng tụ ở hai mắt, ánh mắt dần dần rõ ràng. Hoàn cảnh quỷ bí tại U Minh địa ngục tựa như bức tranh ác mộng âm trầm kinh khủng, trải rộng ra ở trước mặt nàng. Bầu trời đen nghịt, hoang dã thê lương. Đại địa chảy xuôi máu tươi tinh hồng, minh hoa tà ác chập chờn. Các loại vong hồn ác linh nghĩ cũng nghĩ không ra, cứ sống sờ sờ, phiêu phù ở giữa thiên địa như vậy. Hứa Đan chợt cảm thấy lạnh cả người, mặt mũi cũng đều trắng bệch. Cái này, nơi này thật sự là địa ngục sao? Ta lại có thể còn sống đi tới thế giới người chết. Đi ra xem một chút. Lý Dần nháy mắt với Hứa Đan. Không đi. Hứa Đan dùng sức lắc đầu. Khó có được để còn sống đi đến vùng đất tử linh này, không đi ra nhìn, rất đáng tiếc. Lý Dần ngưng tụ ra lợi kiếm, đi ra khỏi thạch điện. Ngươi cứ tùy tiện nhìn. Hứa Đan vẫn lắc đầu, sống chết không đi ra. Nói đùa gì chứ, nơi này chính là U Minh địa ngục. Đi à, bên ngoài chơi rất vui mà. Yêu đồng cũng đi ra khỏi thạch điện, phất tay xua tan vong hồn thổi qua tới, dẫm lên đá vụn giá lạnh, đi đến mênh mông hoang dã. Không đi. Hứa Đan lui lại hai bước, trở lại trong thạch điện. Khương Phàm thản nhiên nói. Lúc nào tìm được những dược liệu kia, chúng ta rời khỏi lúc đó. Dược liệu gì? Hứa Đan đi đến bên cạnh Khương Phàm, con mắt đi lòng vòng, môi đỏ mấp máy. Đột nhiên đá hắn một cái, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt cảnh giác. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Tìm đủ dược liệu để có thể còn sống mà rời khỏi. Hứa Đan đi về tới, lại đá Khương Phàm một chân. Đều có những loại gì? Khương Phàm cảnh cáo nàng. Ngươi hoặc là trực tiếp giết chết ta, hoặc là cũng đừng phạm tiện. Bằng không đợi ta khôi phục, ta trả lại ngươi gấp 10 lần. Ha ha. Đều đã phế đi mà còn như thế cuồng. Hứa Đan lại đá Khương Phàm một chân. Tên điên này lại phế đi thật, vậy còn không tranh thủ thời gian đá mấy cái, xả hận. Người tốt nhất nên phối hợp với Lý Dần mau chóng tìm được dược liệu. Nơi này là U Minh địa ngục, trong không khí tất cả đều là tử khí, đợi đến thời gian càng dài, ảnh hưởng đối với thân thể càng lớn. Tự hắn đi tìm, ta không đi. Hứa Đan vô cùng kháng cự, thuận tay gãi gãi tóc Khương Phàm. Tiếp đó lại đá chân. Ngươi có thể không giúp, nhưng chờ lúc chúng ta rời khỏi, ngươi cũng đừng hòng đi theo. Ngươi, từ từ cân nhắc. Hứa Đan do dự thật lâu, hung hăng đạp Khương Phàm một cái nữa, sau đó cắn răng đi đến U Minh âm trầm. Lý Dần đi ra cổ điện, đứng ở trên tảng đá bên ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn hình ảnh phía xa. Ở trong hoang dã hắc ám phía xa lại có một chi đội ngũ đang im ắng đi qua.
tất cả bọn chúng đều là vong hồn, lại cưỡi chiến mã rách dưới, giống như một quân đội lao tới phương xa chinh chiến. Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được khí tức sát phạt lạnh thấu xương kia. A, à, Hứa Đan vừa đi ra thạch điện liền hét thật lớn, tuy nhiên lại tranh thủ thời gian bịt miệng lại, gắt gao trừng mắt nhìn tảng đá trước mặt kia. Một đám hắc khí phiêu tán, xuất hiện, người khổng lồ, khô gầy cao hơn 10 mét, hắn đội cái mũ che màu đỏ ngòm đã bị tàn phá, trong áo choàng nhấc lên minh hỏa, lửa địa ngục, phía dưới nhô ra hai cái ngón tay khô héo, bưng lấy một bộ sách thiêu đốt lên. Hắn hình như, tiếp cận, Hứa Đan, đang nhẹ nhàng tới phía nàng. Ngay sau đó, một đoàn tiếp lấy một đoàn hắc khí phiêu đãng, một người lại tiếp theo một, người khổng lồ, xuất hiện, bọn chúng âm trầm quỷ bí, trong áo choàng không có đầu, chỉ có minh hỏa, trong quyển sách đang thiêu đốt giống như có vong linh dãy giụa. Hứa Đan hốt hoảng chạy trốn, về tới trong thạch điện. Khương Phàm cảnh giác lui lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm những kẻ quái dị kia. Lúc này, xiềng xích thây khô trên nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh soạt soạt chói tai. Thanh âm tạo nên gợn sóng như thực, xông ra thạch điện, quanh quẩn toái thạch lĩnh. Quỷ vật phía ngoài liên tiếp dừng lại, tựa hồ kiêng kỵ thạch điện. Hứa Đan hô hấp dồn dập, gắt gao nắm lấy bả vai Khương Phàm. Nàng mặc dù cao ngạo lại cường thế, nhưng chung quy vẫn là công chúa hoàng tộc được sống an nhàn sung sướng, chưa lúc nào gặp qua loại vật kinh khủng này. Đám quỷ vật vòng vài vòng quanh thạch điện, mới một lần nữa hóa thành hắc khí, tiêu tán tại bên trong toái thạch lĩnh. Ta không đi, đánh chết ta cũng không đi. Hứa Đan thét lên, chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì, tại sao lại mang nàng tới nơi này? Người mới đến, còn không thích ứng. Không nôn nóng, từ từ sẽ được thôi. Khương Phàm hất tay của nàng ra, ngồi xuống tiếp tục minh tưởng. Lão nương ta không thích ứng được. Khương Phàm, người nên dứt khoát giết ta đi. Trực tiếp chặt đầu. Ta dựa vào cái gì mà phải chết, ta chính là muốn chết thật. Thì cũng sẽ lôi kéo ngươi. Từ từ thích ứng, chúng ta có thể phải ở chỗ này 3 đến 5 năm. Khương Phàm than nhẹ trong lòng, trước kia nói như vậy là phỏng đoán cẩn thận, bây giờ xem ra, 3 đến 5 năm cũng còn đều là may mắn. Vài ngày sau, Hứa Đan sau khi đã trải qua vô số lần sụp đổ rốt cuộc cũng tiếp nhận hiện thực, đi theo Lý Dần xâm nhập U Minh địa ngục, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Vừa mới bắt đầu gặp phải nguy hiểm không thể không liên tục trở lại thạch điện tị nạn, sau khi dần dần thăm dò tình huống, bắt đầu thám hiểm chỗ xa hơn. Nửa tháng sau, khi bọn hắn phát hiện có minh hoa thần bí có thể tẩm bổ linh hồn, lần đầu tiên cảm giác nơi này cũng không phải khủng bố như vậy. Một tháng sau, khi bọn hắn đang vớt huyết liên hoa thần bí chảy trong huyết hà ra, đã bắt đầu có chỗ chờ mong đối với U Minh địa ngục. Hai tháng sau, khi bọn hắn xâm nhập đến hơn 300 dặm U Minh địa ngục, Khương Phàm ở lại thạch điện tu luyện lại đã chờ được, đồ cược mệnh, mới. Một nam tử mệt mỏi đột nhiên xuất hiện trong thạch điện, hấp hối. Linh đan trên người hắn bị thây khô lấy đi, tẩm bổ huyết thụ. Cái này cũng tương đương với nghiệm chứng với đủ loại suy đoán của Đan Hoàng. Chỉ là sau khi nam tử tỉnh dậy lại vô cùng táo bạo, bị Khương Phàm đánh chết, ném tới bên trong thạch lĩnh, cho quỷ ăn. Khương Phàm hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện. Ăn dược thảo, duy trì tinh lực sung túc. Rốt cuộc cũng sau hơn 5 tháng, cảnh giới đã tăng lên tới linh anh cảnh đỉnh phong, cũng trong lúc đột phá đó, một lần nữa lắng đọng bản thân, đầu tiên. Cảnh giới thuận lợi tiến vào linh nguyên cảnh, thân thể mệt mỏi của Khương Phàm đã bắt đầu dần dần tỏa sáng lên sức sống, ngoại trừ tu luyện võ pháp, hắn còn bắt đầu luyện chế đan dược. Thanh đồng tiểu tháp cùng trong nhẫn không gian có trăm vạn dược liệu, đầy đủ để hắn luyện chế các loại đan dược. Dốc lòng nghiên cứu Đan Hoàng cổ kinh. Khương Phàm không những đã tỉnh táo lại, còn tăng vọt nhiệt tình. Hắn là đang tu luyện lại từ đầu, càng là đang một lần nữa trải qua thời gian đã từng, cảm ngộ qua lại đủ loại. Bất luận là thân tình, hữu nghị, hay là tình yêu u mê kia, bất luận là cảm động, đau đớn, hay là bỏ qua thất lạc, đều lần nữa trở lên rõ ràng trong hồi ức của hắn. Các loại võ pháp đã tu luyện, cũng là từ tu luyện lại từ đầu cảm ngộ chiều sâu. Đồng thời dung hội quán thông. Ví dụ như, dần dần buông xuống, tinh thuẫn, kim liên, một lần nữa cải tiến, ví dụ như phần thiên quyết bên trong đại hoàng ấn, bắt đầu cùng vạn thú thiên hoàng quyền, va chạm. Khương Phàm chưa từng an tĩnh qua giống như bây giờ, chưa từng chân thực qua giống như bây giờ. Bất luận là kiếp này, hay là kiếp trước. Khương Phàm đang tu luyện, càng là đang trưởng thành,
hắn tu luyện là võ pháp, là đan thuật, càng chú trọng tâm cảnh hơn. Nếu muốn đi một lần nữa, vậy thì không thể chỉ là đi ngang qua sân khấu, mà là mình phải càng hoàn mỹ hơn. Kỷ nguyên năm đầu tiên, tháng 6. Lúc đó Khương Phàm còn đang ở luân hồi bí cảnh tiến hành cuồng hoan trước khi chết, Vô Hồi Thánh Chủ đang mang theo Hoắc Thiên Túng và các túc lão cùng các trưởng lão huyên náo oanh oanh liệt liệt tại Thập Vạn Đại Sơn. Vô Hồi Thánh Chủ và mọi người không tiếp tục giữ lại thực lực, tất cả đều giải trừ phong ấn, bật hết hỏa lực, tung hoành tàn phá bừa bãi trong núi rừng mênh mông, trước sau tấn công mạnh Hồn Thiên Thánh Địa 13 lần. Nàng không chỉ là muốn trừng trị Hồn Thiên Thánh Địa, càng là phải hiện ra thực lực để cường tộc các phương chú ý. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, Vô Hồi Thánh Địa chẳng những không có xuống dốc, mà còn vô cùng cường đại, có tư cách tiếp quản vị trí tôn chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ hơn. Hồn Thiên Thánh Địa bị chọc giận, điên cuồng phản kích, thậm chí bọn hắn đều mời các lão tổ thoái ẩn đi ra. Nhưng thực lực siêu cường cao giai niết bàn cảnh của Vô Hồi Thánh Chủ vẫn ép tới bọn hắn chật vật không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể lùi về Thánh Địa, dựa vào pháp trận ương ngạnh chống cự. Linh Kiếp Thánh Địa thấy chuyện càng náo càng lớn, không thể không liên hợp Ly Hỏa Thánh Địa, ý đồ can thiệp. Nhưng Vô Hồi Thánh Chủ hoàn toàn không để ý tới, vây quanh Hồn Thiên Thánh Địa điên cuồng tấn công không ngừng, không nên ép Hồn Thiên Thánh Chủ tự sát. Ngày mùng 3 tháng 7, tin tức Khương Phàm giả chết truyền đến Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó. Vô Hồi Thánh Chủ mặc dù tức giận lại lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi cái gọi là kỳ, hạn 10 năm của Khương Phàm. Ngày mùng 8 tháng 7, tại thời điểm Hồn Thiên Thánh Địa sắp không kiên trì nổi nữa, bốn vị sứ giả Thánh Địa Trung ương đã giáng lâm Thập Vạn Đại Sơn, tuyên cáo năm hạng mệnh lệnh. Đầu tiên, Hồn Thiên Thánh Địa nhúng tay sự vụ nhân quốc, ý đồ tập kích đồng minh Thánh Địa, mạo phạm sứ mệnh Thánh Địa, phá hư quy tắc Thánh Địa nghiêm trọng. Xin mời Hồn Thiên Thánh Chủ tiến về Tổ Sơn Thủ Linh 10 năm. Thứ hai, Vô Hồi Thánh Địa khiêu chiến Hồn Thiên Thánh Địa, dẫn phát chiến tranh giữa Thánh Địa, xúc phạm tối kỵ. Xin mời Vô Hồi Thánh Chủ đến Tổ Sơn Thủ Linh 5 năm. Thứ ba, Ly Hỏa Thánh Chủ là tôn chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, lại vô lực quản khống Thánh Địa Nam Bộ, tạo thành cục diện mất khống chế, ảnh hưởng danh dự Thánh Địa. Do đó, đổi kỳ hạn 10 năm trước đó là 5 năm. Thứ tư, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương sẽ tiến hành trực tiếp giám sát đối với Ly Hỏa Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Linh Kiếp Thánh Địa của Nam Bộ, trong vòng 5 năm. Trong 5 năm này, bất kỳ một phương nào phát sinh bất kỳ sự kiện chiến tranh gì sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm Thánh Chủ, cũng xem độ nghiêm trọng của tình huống mà cân nhắc phải chăng nên trừng trị. Thứ năm, Thánh Địa Nam Bộ một lần nữa tuyên thệ sứ mệnh Thánh Địa, tạ lỗi các phương Nam Bộ. Đến tận đây, hỗn loạn ở Thánh Địa Nam Bộ chính thức bình tĩnh lại, trừng phạt nghiêm khắc đến từ Thánh Địa Trung ương, triệt để trấn nhiếp Thánh Địa các phương. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tổ Sơn Trung ương đã cố ý đến đỡ Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ. Bởi vì trong năm hạng trừng phạt đã trực tiếp đưa ra thất vọng đối với Ly Hỏa Thánh Địa. Không có trực tiếp hủy bỏ 10 năm kỳ hạn, chỉ là cho bọn hắn mặt mũi, cũng là cho Vô Hồi Thánh Địa kỳ hạn để chuẩn bị. Mà Vô Hồi Thánh Chủ tiến về Tổ Sơn Thủ Linh, nhìn như nghiêm trọng, lại kỳ thực không hề ảnh hưởng. Có ảnh hưởng thì cũng chính là Hồn Thiên Thánh Chủ. Ngẫm lại hắn vẫn là thủ linh như Vô Hồi Thánh Chủ, rất nhiều người đều thay hắn mặc niệm. Thánh Địa Nam Bộ bình tĩnh lại, Thánh Địa Tây Bộ dần dần nổi sóng gió. Đại diễn Thánh Địa cố ý chế tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều, cho nên sau khi trải qua các loại điều tra, đã trực tiếp đưa ra kết quả điều tra tới Tứ Đại Thánh Địa Trung ương, Huyền Nguyệt Hoàng Triều mạo phạm Thánh Địa Nam Bộ. Dám lấy danh nghĩa tôn chủ Tây Bộ đảm bảo. Thánh Địa Trung ương mặc dù không nguyện ý nổi xung đột cùng hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là bọn hắn e ngại hoàng tộc. Trong lý niệm nhất quán của bọn hắn, Thánh Địa sở dĩ được nhận tôn trọng, đầu tiên là bọn hắn phải bảo vệ dân chúng, đáng để các phương tôn trọng, thứ yếu là bọn hắn phải có đầy đủ thực lực để bảo vệ tôn nghiêm, thắng được tôn trọng. Cho nên sau khi nhận được kết quả điều tra của tôn chủ Tây Bộ, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương đã liên hợp vấn trách Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đầu tiên, lập tức trả lại toàn bộ dược liệu. Thứ hai, các chủ tinh nguyệt các tiến về Tổ Sơn Trung ương, tự sát tạ tội. Thứ ba, Hoàng thất Huyền Nguyệt tự thân đi đến Nam Bộ, xin lỗi Ly Hỏa Thánh Địa. Kỳ hạn 10 ngày, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhất định phải đáp lại, nếu không Tổ Sơn Trung ương sẽ bắt đầu dùng thương sinh cung, trực tiếp khởi xướng chế tài đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều.
Huyền Nguyệt Hoàng Triều với tư thái cường ngạnh hiếm thấy trên cả thế gian, bây giờ lại bị đẩy lên tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Địa vị hoàng tộc của bọn hắn vốn đã tràn ngập nguy hiểm, nếu như tiếp nhận thánh địa chế tài, bọn hắn sẽ mất hết thể diện. Không chỉ có trong con dân Hoàng Triều chất vấn Huyền Nguyệt Hoàng Thất, quần hùng thiên hạ càng sẽ xem nhẹ Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng nếu như chống cự không tiếp nhận chế tài, thời gian qua đi ngàn năm, Thương Sinh Cung sẽ lại được khởi động lần nữa, uy lực khủng bố kia rất có thể sẽ trực tiếp uy hiếp an toàn của Hoàng Thất. Càng quan trọng hơn là, ảnh hưởng quá ác liệt. Ngày 23 tháng 7, sau 10 ngày Tứ Đại Thánh Địa Trung ương làm ra vấn trách, Huyền Nguyệt Hoàng Triều lấy tư thái trầm mặc đáp lễ, quyết không xin lỗi. Ngày 25 tháng 7, Tổ Sơn Trung ương khởi động Thương Sinh Cung, tập hợp ước vạn dân chúng cầu nguyện, vượt ngang mấy chục vạn dặm Sơn Hà, khởi xướng tập kích Hoàng Thất Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Oanh minh kịch liệt vang vọng khắp Sơn Hà Tây Bộ, chấn động bình chướng bảo vệ Hoàng Triều. Năng lượng kinh khủng phảng phất mang theo tiếng dân chúng hò hét, ngàn vạn con dân hoàng thành kinh hãi. Bình chướng bảo vệ kịch liệt chấn động, suýt nữa đã diệt vong, ngay cả hơn 10 vị tộc lão hoàng thất tỏa trấn pháp trận đều bị đánh chết tươi. Pháp trận mặc dù cuối cùng đã gánh vác được, thế nhưng trong ngoài hoàng thành vẫn còn sợ hãi trong lòng. Mà Thương Sinh Cung khởi động, càng biểu thị Tứ Đại Thánh Địa Trung ương cầm đầu thánh địa thiên hạ, triệt để đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng Huyền Nguyệt hoàng tộc. Càng không đồng ý cái tên hoàng tộc của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tây Bộ đã trở nên xôn xao. Không ai không rõ ràng, mất đi sự tán thành của thánh địa thiên hạ tương đương với mất đi hảo cảm cùng kính sợ của người trong thiên hạ, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ đánh mất tín nhiệm và danh dự, càng có thể ảnh hưởng đến khí vận Hoàng Triều, tác động đến truyền thừa. Từ nay về sau, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ bị thế nhân từ bỏ. Từ nay về sau, bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể khiêu khích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Từ nay về sau, nếu như phát sinh tai nạn to lớn, tất cả con dân bên trong Huyền Nguyệt Hoàng Triều đều sẽ không được thánh địa bảo hộ. Nhưng, thời điểm các phương đang nghĩ là sự kiện ở Tây Bộ đã có một kết thúc như vậy, ai cũng không nghĩ tới, biến cố càng lớn hơn lại xuất hiện. Sau khi thánh địa Trung ương tuyên cáo Tây Bộ, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hai đại hoàng tộc đột nhiên tuyên chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Một là hoàng tộc ở Tây Bắc Bộ, Chí Tôn Kim Thành. Một là hoàng tộc vượt ngang Tây Bộ cùng đại địa trung vực, Hỗn Độn Tử Phủ. Hai đại hoàng tộc tuyên cáo thiên hạ, Huyền Nguyệt hoàng tộc đầu tiên là tập kích thánh địa Nam Bộ, tiếp đó là mạo phạm thánh địa Trung ương, quả thật là đại bất kính. Cái này không chỉ là khiêu khích ý nghĩa tồn tại của thánh địa, cũng là khinh nhờn cống hiến thánh địa đã từng làm vì dân chúng. Nếu như người người đều là như vậy, uy nghiêm thánh địa sẽ cam đoan như thế nào? Cho nên, hai đại hoàng tộc nguyện ý phối hợp thánh địa Tây Bộ, chế tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đột nhiên tuyên cáo như thế để Tứ Đại Thánh Địa Trung ương đều trở tay không kịp, nếu như không giải thích rõ ràng, các phương thậm chí còn có thể sẽ cho rằng là bọn hắn đang âm thầm khuyến khích. Nhưng không chờ bọn hắn điều tra nguyên nhân, hai đại hoàng tộc đã giơ cao lên khẩu hiệu, vì thánh địa ra mặt, vì dân chúng minh bất bình, triều khởi xướng tập kích đối với Huyền Nguyệt Hoàng. Là tập kích thật sự. Các cường giả của bọn hắn phân biệt giáng lâm đến cương vực Tây Bắc cùng cương vực Đông Bộ của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, không có bất kỳ thương lượng gì, không có bất kỳ giữ lại gì, ngang nhiên điên cuồng tiến công. Huyền Nguyệt Hoàng Triều trên dưới chấn động. Hoàng thất lập tức khởi xướng lệnh động viên với cả nước, điều động tất cả cường giả có thể điều động, lao tới tiền tuyến, chống cự xâm lấn. Nhưng, bọn hắn cho là hai đại hoàng tộc chỉ là làm dáng một chút, tranh công với thánh địa. Đạt mục đích của riêng mình thì sẽ thu tay lại, nhưng không nghĩ tới thế công của bọn hắn từ lúc bắt đầu đã không có xu thế kết thúc, chẳng những càng ngày càng nghiêm trọng, điều động cường giả là càng ngày càng nhiều. Tháng 11, khi 5.000 cự lang phóng tới hơn 300.000 dặm, đột phá tuyến phòng ngự đầu tiên biên cương Tây Bắc Huyền Nguyệt Hoàng Triều, khi trăm vạn yêu nghĩ vượt qua bầu trời, tàn phá bừa bãi đại địa Đông Cương Hoàng Triều, bất luận là Huyền Nguyệt Hoàng Triều hay là các phương Tây Bộ, đều rõ ràng ý thức được chuyện đã nghiêm trọng. Huyền Nguyệt Hoàng Triều rất tức giận mà lại càng khẩn trương. Nhưng, bọn hắn là Chí Tôn Hoàng Triều, là hoàng tộc cao ngạo, không có bất kỳ lý do thỏa hiệp gì. Ngày 8 tháng 11, Huyền Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu giới nghiêm toàn diện, tuyên chiến Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Từ hoàng thất tới các thế lực, tất cả các lão tổ ngủ say hay bế quan, toàn bộ đều phải tỉnh lại, Hoàng Triều khổng lồ giống như là cỗ máy chiến tranh nhanh chóng vận chuyển lại. Sinh tử tồn vong, ai cũng không dám lười biếng. Cùng lúc đó,
Hoàng thất Huyền Nguyệt phát đi lời mời với các cường tộc có mối quan hệ tốt với bọn hắn, cùng nhau ứng phó hai đại hoàng tộc xâm lấn. Ngày 20 tháng 11, cường tộc Tây Bộ, Long Hổ Môn là nơi đầu tiên hưởng ứng lời mời chào của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, điều động cường giả xâm nhập Hoàng Triều. Ngày 26 tháng 11, Băng Hỏa Điện tiếp nhận lời mời, vào ở Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngày mùng 3 tháng 12, Minh Tâm Kiếm Tông có lực ảnh hưởng cường đại tại Tây Bộ đã cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều ký kết hiệp nghị liên hợp. Nhưng bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng Triều mạo phạm Thánh Địa, đắc tội toàn bộ liên minh Thánh Địa Tây Bộ, chỉ có ba thế lực này phối hợp Huyền Nguyệt Hoàng Triều, ngoài ra toàn bộ đều giữ yên lặng. Tuy nhiên, đến tháng 5 kỷ nguyên năm thứ 2, với sự cực lực mời mọc của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, lại dưới các loại lợi ích cam đoan, Chí Tôn Hoàng Triều là thế lực thứ 2 của Tây Bộ, Băng Lam Hợp Chủng Quốc công khai tỏ thái độ. Chuyện giữa Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Thánh Địa khi do hai bên tự mình giải quyết, hoàng tộc ngoại bộ không có quyền can thiệp. Ngày 12 tháng 5, Băng Lam Hợp Chủng Quốc điều động chi đội 100.000 quân vào ở cương vực Tây Bắc Hoàng Triều, liên hợp đối kháng Chí Tôn Kim Thành. Băng Lam Hợp Chủng Quốc mặc dù là thế lực liên minh, nhưng bất luận là lực ảnh hưởng hay thực lực tổng hợp đều cường đại hơn so với Huyền Nguyệt Hoàng Triều, tương xứng cùng Chí Tôn Kim Thành. Bọn hắn đột nhiên gia nhập, mang đến áp cho Chí Tôn Kim Thành lực thật lớn, không thể không bắt đầu yếu bớt thế công. Ngay cả Hỗn Độn Tử Phủ ở Đông Bộ hát vang tiến mạnh, đều đổi công làm thủ. Nhưng, hai bên bọn hắn cũng không phải e ngại, mà là cố ý kiến tạo tình thế để Huyền Nguyệt Hoàng Triều buông lỏng áp lực, chờ đợi đến cuối cùng sẽ tổng tiến công. Huyền Nguyệt Hoàng Triều thấy hai đại hoàng tộc đã yếu bớt thế công, cảm thấy là đã trấn trụ được bọn hắn, thế lực xem chiến bên ngoài cũng đều cho rằng như vậy. Nhưng cũng sẽ ai không nghĩ tới, hai đại hoàng tộc này từ lúc bắt đầu nhấc lên khiêu chiến, chính là chạy đến hủy diệt Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cho nên bắt đầu từ tháng 5 kỷ nguyên năm thứ 2, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ đã dần dần yếu bớt tư thái cùng thế công, đều bị các phương hiểu rằng vì bọn họ đã manh động thoái ý, chỉ là bây giờ trở ngại mặt mũi, không có ý tứ trực tiếp rút lui, bọn hắn phải chờ Huyền Nguyệt Hoàng Triều chủ động nhận lỗi, chủ động cầu hòa. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng hiểu như vậy. Cho nên vẫn giữ vững tư thái cường ngạnh, vẫn không ép hai đại hoàng tộc lui binh, thậm chí bắt đầu mưu đồ phản kích, muốn hung hăng giáo huấn hai đại hoàng tộc, cũng mượn cơ hội này hiện ra thực lực cùng dũng khí của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, sau khi loại này đối kháng kéo dài hơn 2 năm, đột nhiên phát sinh nghịch chuyển kinh thiên động địa. Kỷ nguyên năm thứ 3, tháng 9, Huyền Nguyệt Hoàng Triều triệu tập lực lượng các nơi mình đều được chuẩn bị khởi xướng phản công với Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Ngay khi các thế lực khắp nơi tại Tây Bộ cũng không còn tiếp tục chú ý tới tình huống của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ đã ngang nhiên phát động khai chiến, tấn công mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Bọn hắn tập kết một nửa lực lượng cường đại của các tộc vượt qua, trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp đánh phá hơn 10 tầng phòng ngự ở biên cương Hoàng Triều, xuyên thấu cương vực Tây Bắc cùng Đông Bộ, cuồng đẩy mấy vạn dặm, tại ngày mùng 9 tháng 9 cùng ngày, đồng thời đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành, lại không có chút gì do dự. Trực tiếp phát khởi tấn công mạnh. Hoàng thành náo động, thế tộc sợ hãi. Hoàng thất khẩn cấp hiệu lệnh hoàng thành, toàn lực nghênh chiến. Chỉ là, bọn hắn vì chỉ chuẩn bị phản kích, đa số cường giả đều đã điều đến tiền tuyến. Hoàng thành mặc dù có lưu thủ lực lượng, nhưng lại hoàn toàn gánh không được hai đại hoàng tộc liên hợp vây công. Thời khắc sống còn, các lão tổ hoàng thất cùng nhân hoàng lễ bái tổ từ, chuẩn bị mời ra, di cốt chu tước, nếu không tiếc cái giá giữ vững hoàng thành. Nhưng, khi bọn hắn che giấu kính sợ cùng chờ mong trong lòng mở, Vĩnh An Huyền, sau cánh cửa tổ từ ra, hãi nhiên kinh hãi, ngạc nhiên phát hiện nơi này vậy mà đã thây ngang khắp đồng. Sâu trong nhất tổ từ, cửa lớn rộng mở, máu tươi đầy đất, lão tổ trấn thủ bị tươi sống đóng đinh trên tấm bia đá, tất cả bài vị đều rơi xuống đất. Di cốt chu tước, chí bảo trấn tộc của hoàng tộc đã mất tung tích. Nhân hoàng tức giận, phong tỏa hoàng cung toàn lực lùng bắt. Cho đến lúc này, Hoàng thất mới đột nhiên bừng tỉnh, mục đích chân chính mà Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ liên hợp tiến công Huyền Nguyệt Hoàng Triều rất có thể chính là mưu đồ, di cốt chu tước mà bọn hắn bảo tồn. Từ 2 năm liền bắt đầu tấn công mạnh, nhưng thật ra là đang hấp dẫn lực lượng Hoàng Triều dần dần phân tán đến biên cương, cung cấp cho bọn hắn hoàn cảnh an toàn, thẩm thấu, cào Hoàng Thành. Mà 2 năm lặp đi lặp lại khiêu khích, cũng là đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian thẩm thấu lực lượng. Bây giờ hai đại hoàng tộc đột nhiên tấn công mạnh, là bởi vì thời cơ đã tới. Dùng hơn 2 năm xảo diệu thẩm thấu lực lượng,
cũng vào hôm nay quả quyết phát động. Bọn hắn ảo não lại càng tức giận, lập tức lùng bắt khắp toàn thành. Di cốt Chu Tước là chí bảo trấn tộc của bọn hắn, càng là thứ lớn nhất đế bọn hắn có thể dựa vào bảo trụ địa vị hoàng tộc, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà ném đi được. Nhưng, hai đại hoàng tộc tấn công mạnh đã kiềm chế tinh lực của bọn hắn, hành động lùng bắt không có bất kỳ hiệu quả gì. Kỷ nguyên năm thứ ba, ngày 11 tháng 9, không có Di cốt Chu Tước áp trận, pháp trận bảo vệ của hoàng triều đã bị cưỡng ép đánh tan. Chí tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, liên hợp giết vào hoàng thành, thẳng bức hoàng cung. Hai đại hoàng tộc giết đến đỏ cả mắt, nếu đã làm đến trình độ này, kỳ thật không cần thiết phải thu tay lại nữa, càng không khả năng cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều cơ hội, cho tàn lại cháy, cho nên. Bọn hắn sau khi ăn ý khởi xướng cùng tấn công mạnh đối với Huyền Nguyệt Hoàng Cung đã muốn triệt để hủy hoàng tộc này. Huyền Nguyệt Hoàng Cung đau khổ kiên trì, số lượng lớn lão tổ huyết tế pháp trận, liều chết chống cự. Cùng lúc đó, cường giả các cương vực Hoàng Triều vượt qua vạn dặm núi sông, điên cuồng giết vào Hoàng Cung, triển khai chặn đánh quấy nhiễu hai đại hoàng tộc. Huyền Nguyệt Hoàng Thành lớn như vậy dần dần biến thành vòng xoáy chiến tranh. Những tiếng kêu, giết, vang rầm trời, năng lượng tàn phá bừa bãi. Chỉ trong mấy, Hoàng Thành phồn hoa triệt để tổn hại, từ con dân bình thường đến cường giả, mãnh thú, chết thảm hơn 300 vạn sinh linh, máu chảy thành sông. Các đại cương vực Huyền Nguyệt Hoàng Triều vô cùng chấn động lại càng kinh hoàng hơn, nếu như Hoàng Cung bị đạp diệt, toàn bộ Hoàng Triều đều sẽ biến thành bãi săn của Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Ngay cả Băng Lam Hợp Trùng Quốc, Long Hổ Môn, Minh Tâm Kiếm Tông các loại đều có thể đột nhiên quay giáo, triển khai cướp bóc các nơi đối với Hoàng Triều. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ gặp tai họa ngập đầu, ức vạn con dân đều sẽ bao phủ bên trong tai nạn. Vô số con dân Hoàng Triều phát đi lời mời cầu xin Thánh Địa Tây Bộ, hy vọng Thánh Địa có thể nhúng tay, nhưng lại bị Thánh Địa cự tuyệt. Lý do, đương nhiên là vì mạo phạm trước đó. Trong lúc nhất thời, Tây Bộ gió nổi mây phun, vô số cường tộc chú ý chiến tranh tại Huyền Nguyệt, thậm chí ma quyền sát trưởng, bí mật triệu tập cường giả. Dù sao Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng là hoàng tộc, nếu có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối không để ý nhào tới hung hăng cắn một cái. Ngày 18 tháng 9, Hoàng Cung huyết chiến kéo dài sau 7 ngày, Nhân Hoàng tuyên cáo đầu hàng trong tuyệt vọng. Nhưng, chính là tại một ngày này, Tam Công Chúa Tiêu Lăng Nguyệt cùng Ngũ Công Chúa Tiêu Lạc Lê của Hoàng tộc đã sớm trốn đi rốt cuộc cũng kịp thời trở về. Theo các nàng giáng lâm Hoàng Thành còn có Phó Giáo Chủ, Vạn Đạo Thần Giáo, một trong, Bát Bộ Hoàng Đạo. Vạn Đạo Thần Giáo tuyên cáo Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, Thần Giáo sẽ nghênh cưới hai vị công chúa Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ký kết liên minh, quy thuận. Hoàng Triều chấn động, Tây Bộ lại lần nữa xôn xao. Huyền Nguyệt Hoàng Triều quy thuận Hoàng Đạo. Hoặc là nói, Huyền Nguyệt Hoàng Triều lại cầu đến Hoàng Đạo bảo hộ. Mưa gió đột nhiên ngưng nghỉ. Chiến tranh tại Huyền Nguyệt căn bản đã không có chút hy vọng nào tại cùng ngày liền tuyên bố kết thúc. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ mặc dù mọi loại không cam lòng, nhưng lại đều kiêng kỵ Vạn Đạo Thần Giáo. Thương Huyền tổng cộng có 12 hoàng đạo. Tứ đại hoàng đạo ở trung bộ Thương Huyền, gọi chung là Thiên Tôn Hoàng Đạo. Tám hoàng đạo còn lại ở vào tám phương vị, gọi chung là Bát Bộ Hoàng Đạo. Trong đó Vạn Đạo Thần Giáo ở vào Tây Bắc Bộ, là chủ nhân chân chính của Tây Bắc. Lập tức, Vạn Đạo Thần Giáo yêu cầu hai đại hoàng tộc trả lại Di Cốt Chu Tước, cũng chứng minh cho thấy, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã xem Di Cốt Chu Tước như của hồi môn, phải giao cho Vạn Đạo Thần Giáo. Hai đại hoàng tộc trực tiếp cự tuyệt. Sau khi đang bày tỏ không biết chút gì, liền rút lui khỏi Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Chiến tranh kết thúc, dư âm khó nói hết. Huyền Nguyệt Hoàng Triều tổn thất nặng nề, địa vị hoàng tộc tràn ngập nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là Di Cốt Chu Tước đã mất để bọn hắn đã mất đi thực lực căn bản bảo vệ hoàng tộc. Mà Thánh Địa Tây Bộ trong hai năm này, trong lúc chiến tranh đã coi thường, thậm chí là ngoài sáng trong tối trợ giúp, triệt để chọc giận Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, uy hiếp tiềm ẩn sẽ bị Thánh Địa xóa tên. Ngày mùng 5 tháng 10, Khương Diễm thành công chuyển rời Di Cốt Chu Tước đến Bắc Bộ, cũng chờ đợi Khương Phàm trở về. Giữa mấy năm Tây Bộ phong vân kịch biến, nội bộ Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ lại tấp nập truyền ra tin tức tốt. Đầu tiên là Hứa Thừa N, sau khi bế quan dài đến 2 năm, kích phát tổ mạch Hắc Giao, hóa giao thành rồng, cường thế bước lên thiên phẩm linh văn. Sau đó chính là Hứa Như Lai, cũng sau khi bế quan 2 năm,
kích phát tổ mạch nhân tộc, lại còn là tổ mạch Phật Đà, hoàn mỹ thực hiện, thiện ác nghịch biến, bước lên thiên phẩm linh văn. Chỉ là Hứa Thiên Kỳ được quan tâm nhất lại thất bại thảm hại. Hỗn độn tử phủ bởi vì lấy được huyền hoàng thạch đều vô cùng to lớn, mà bản thân còn là truyền thừa huyết mạch hỗn độn, rất xứng đôi cùng với công hiệu của huyền hoàng thạch, cho nên song song thành công. Ngô Thiên Khải hoàn thành biến đổi, bước lên bậc thứ hai của thánh phẩm. Ngô Bá Khoan hoàn thành thăng hoa, thức tỉnh huyết mạch thiên phẩm. Tân Nguyên Lịch, năm thứ 6. Ly Hỏa Thánh Địa chính thức tuyên cáo đổi chủ. Thường Huyền Nghĩa đã tiến vào Niết Bàn Cảnh, toàn diện tiếp quản Ly Hỏa Thánh Địa, cũng tiến về Tổ Sơn Trung ương, tuyên thệ chức trách của Thánh Địa. Giữa mấy năm này, Ly Hỏa Thánh Chủ đã thử 5 lần phản kháng, kết quả cuối cùng đều là thất bại, không thể không ảm đạm rút lui. Tại mấy năm này, Điện Chủ Xích Diễm Điện, Điện Chủ Kim Thai Điện tuần tự quy thuận Thường Huyền Nghĩa. Điện Chủ Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành đã chết, Yến Tranh tiếp quản Võ Cực Điện. Khương Hồng Võ mở rộng quy mô Diêm La Điện đến 8.000 người, mở rộng quy mô Võ Cực Điện đến 5.000 người, cũng cưỡng ép bắt đầu dùng tài nguyên Tổ Địa Thánh Địa, toàn lực bồi dưỡng cường giả hai điện, để thanh danh, Ly Hỏa Thánh Địa ở bên ngoài dần dần bắt đầu có được sức chiến đấu cường đại. Cùng lúc đó, Khương Hồng Võ bí mật xây dựng chi đội săn giết, hình thành tại Phượng Thành, số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là linh hồn cảnh, do Côn Bác tự mình phụ trách thống lĩnh. Tân Nguyên Lịch tháng 8 năm thứ 6, Vô Hồi Thánh Chủ, Thường Huyền Nghĩa, cùng nhau từ Tổ Sơn trở về Nam Bộ. Thường Huyền Nghĩa chính thức tuyên cáo kế nhiệm Ly Hỏa Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức nghi thức kế nhiệm Thánh Chủ thật lớn, rộng mời cường tộc các phương Nam Bộ chứng kiến. Vô Hồi Thánh Chủ tiếp quản Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, lấy danh nghĩa tôn chủ hiệu lệnh Ly Hỏa Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Linh Kiếp Thánh Địa, đồng thời tuyên bố Tổ Sơn lệnh, chủ hoạch kiến lập Đại Hoang Thánh Địa. Thành viên tổ chức lên Đại Hoang Thánh Địa, lấy Thiên Sư Tông, Thành Bát Bảo làm chủ, cũng từ Vô Hồi Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa, điều động một số trưởng lão. Trong lúc nhất thời, thế cục Nam Bộ xuất hiện dung chuyển vi diệu. Vô Hồi Thánh Chủ cường thế bá đạo thật sự đã tiếp quản vị trí tôn chủ Nam Bộ, sau khi nguyên tôn chủ Ly Hỏa Thánh Địa khống chế, vậy mà lại phải chủ hoạch kiến lập Thánh Địa hoàn toàn mới, mà còn do nàng tự mình phụ trách. Ý vị này Vô Hồi Thánh Địa sẽ triệt để khống chế Thánh Địa Nam Bộ, cũng ngưng tụ thành một lực lượng cường đại để cho tất cả mọi người cần coi trọng. Nhưng, Vô Hồi Thánh Chủ thật sự có thể khống chế Đại Hoang lực lượng hắc ám sao? Nếu như không thể làm được, vị trí tôn chủ Nam Bộ sẽ là thùng rỗng kêu to, Đại Hoang Thánh Địa càng là một giấc mơ đẹp. U Minh Địa Ngục. Thế giới bên ngoài gió nổi mây phun, Khương Phàm lại hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Trong địa ngục mặc dù âm trầm khủng bố, nguy cơ trùng điệp, thế nhưng trong thạch điện lại vô cùng an tĩnh. Khương Phàm đã tu luyện lại từ đầu, trưởng thành một lần nữa, diễn biến lại võ pháp một lần nữa. Tu võ, tu thân, càng tu tâm. Các vấn đề đều có cảm ngộ mới, các vấn đề đều có trưởng thành mới. Lần này hắn trùng tu, tương đương với xào nấy lại toàn diện cơ sở hai cảnh giới Linh Anh cảnh cùng Linh Nguyên cảnh, đối với trưởng thành tương lai rất có lợi. Tại trong lúc này, Lý Dần, Hứa Đan và Yêu Đồng dẫn đầu, phạm vi thăm viếng mở rộng đến hơn 300.000 dặm, phát hiện rất nhiều linh bảo quý hiếm. Trong đó có không ít linh dịch tuyệt thế lắng đọng trong thời gian vô tận, cũng có linh túy sinh mệnh thai nghén bên trong tuyệt địa tử vong. Bọn hắn tìm kiếm sinh mệnh kỳ tích tại vùng đất tử linh này, cải thiện thể chất, tăng thực lực lên, cũng mang về cho Khương Phàm rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn đã thành công mang về Hồi Hồn Huyết Anh, Địa Ngục Sinh Sinh Hoa, cùng Thái Em Tinh Phách, cho Khương Phàm. 43 tháng. Khương Phàm dòng dã bế quan 3 năm rưỡi trong thạch điện. Bất luận là võ pháp, hay là tâm cảnh đều đã thăng hoa toàn diện, hướng tới hoàn mỹ. Trăm vạn gốc dược liệu bị Khương Phàm luyện hóa toàn bộ thành đan dược, cũng thúc đẩy đan thuật của Khương Phàm đại thành. Khi Khương Phàm tiến vào linh hồn cảnh lục trọng thiên, lại thành công luyện chế ra Đại La Xích Dương Đan. Hắn đã rời khỏi thạch điện, đi đến U Minh Minh Mông. Phía trước chính là địa giới Hoàng Tuyền. Nếu như không phải có Yêu Đồng chỉ dẫn, chúng ta cũng tìm không thấy nơi này. Nơi đó có rất nhiều Hoàng Tuyền trúc, nhưng chúng ta không đến gần được. Lý Dần mang theo Khương Phàm đi tới biên giới địa giới Hoàng Tuyền. Nơi này cách thạch điện hơn 30 vạn dặm, chỉ là đi đường đều phải hơn một tháng. Nếu như không phải có Yêu Đồng chỉ dẫn chuẩn xác, bọn hắn đừng nói tìm tới nơi này,
rời khỏi thạch điện vượt qua vạn dặm liền có thể lạc đường. Hoàng Tuyền. Khương Phàm yên lặng nhìn qua phương xa. Ở phía sau bọn họ là hoang dã âm lãnh thấu xương. Máu tung bay đầy trời, tí tách, tuyên cổ không dứt. Máu tươi hội tụ thành lít nha lít nhít những con sông, giống như mạch máu trắng kiện, lan tràn về vô tận u minh. Số lượng lớn huyết quái hình người hét gào trong huyết vũ, rất nhiều đầu lâu kinh khủng chập trùng lên xuống trong những con sông máu kia, càng có cự vật to lớn, nện từng bước chân nặng nề, đi lại trong vùng hoang dã. Ở trước mặt bọn họ thì là thiên địa hắc ám, bạo động kịch liệt. Khí tức mờ sát vô tận hòa với thế giới chọc khí, đang cuồn cuộn, vô số oan hồn ở bên trong như ẩn như hiện, những tiếng hét thê lương liên miên bất tuyệt. Phảng phất chỉ cần đi đến, liền có thể bị chọc khí ăn mòn, bị cuồng phong cuốn đi. Lại đi sâu vào trong, chọc khí tuôn ra, bầu trời như đại dương mênh mông, tạo thành tuyệt thế phong bạo, ù ù xoay tròn. Phong bạo to lớn vô biên vô hạn, cứ như nếu có bất cứ kẻ nào đứng ở trước mặt của nó đều nhỏ bé như là hạt bụi. Phong bạo hình thành vòng xoáy khủng bố kết nối với thiên khung hắc ám, nơi đó có mờ lôi nổi lên từng trận, có kỳ quang xé rách không gian, như đang kết nối cùng thế giới bên ngoài, không ngừng liên tục hấp thu khí tức mờ sát, khí tức ô trọc mênh mông. Trong gió lốc chính là Hoàng Tuyền, biên giới phong bạo có rất nhiều Hoàng Tuyền trúc, nhưng ta thực sự không đến gần nơi đó được. Hứa Đan bây giờ là linh hồn cảnh thất trọng thiên, thuộc về cao giai linh hồn cảnh, hơn nữa còn là chí tôn thánh phẩm. Nhưng, mỗi lần tới gần phiến phong bạo tuyệt thế kia đều có cảm giác rất bất lực, giống như đối mặt với một hoang cổ cự thần tuyên cổ vĩnh tồn, tùy tiện liền có thể để nàng thần hồn câu diệt. Yêu Đồng ngồi trên tảng đá, quơ quơ bàn chân, thuận miệng nói. Hoàng Tuyền trúc cắm rễ rất sâu, trên mặt đất 1 mét, dưới mặt đất 100 mét, sẽ không tùy tiện bị bẻ gãy, như vậy mới có thể chống cự ở bên trong cuồng phong Hoàng Tuyền. Nhưng, sau khi Hoàng Tuyền trúc dài đến 5 mét, liền sẽ đạt tới chịu đựng cực hạn, sau đó chỉnh thể đứt gãy, đa số sẽ bị cuốn vào Hoàng Tuyền, số ít sẽ bị vung ra ngoài. Khương Phàm nói, chỉ có cây trúc đứt gãy, đồng thời vung ra đến, chúng ta mới có thể nhặt được. Yêu Đồng lắc đầu. Ngoại trừ sông đến nơi đó cứng rắn hái, cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Vậy phải đợi tới khi nào? Hứa Đan mặc dù đã sống ở địa ngục 3 năm rưỡi, đã quen thuộc khí tức huyết sát âm tà, nhưng tử khí, chọc khí xung quanh Hoàng Tuyền quá kinh khủng, chỉ là đứng ở chỗ này cũng cảm giác mình giống như muốn bị ô nhiễm, ăn mòn, sau đó sẽ bị sa đọa. Sư phụ, chúng ta đều đã tìm nhiều địa ngục linh túy như vậy, còn chưa đủ à? Nhất định phải lấy được Hoàng Tuyền trúc sao? Lý Dần cũng không phải sợ sệt chọc khí bên trong Hoàng Tuyền, mà là nếu sư phụ xuất quan, bọn hắn cũng hẳn là nên rời khỏi nơi này. Hoàng Tuyền trúc, ắt không thể thiếu. Khương Phàm ngữ khí bình tĩnh, thái độ cũng rất kiên quyết. Mặc dù địa giới Hoàng Tuyền bao phủ bên trong tử khím chọc khí, Hoàng Tuyền trúc cũng hấp thu những khí tức này mà lớn lên, nhưng sau khi thành thục, cũng chính là đạt tới 5 mét, sẽ sinh ra trúc tâm. Quả trúc tâm kia có thể xưng trí thuần chi tâm, có thể hoàn mỹ thanh trừ tử khí toàn thân kiều hình dành dụng trong lúc ngủ say, cùng với khí tức âm tà khi dùng huyền mờ đan để lại. Vậy chúng ta liền chờ đi. Lý Dần theo thói quen ôm Hứa Đan. Hứa Đan theo thói quen dựa vào trong ngực Lý Dần. Nhưng, hai người đột nhiên bừng tỉnh, như giật điện mà tránh ra, khẩn trương nhìn Khương Phàm. Sau khi phát hiện Khương Phàm không có chú ý tới cử chỉ thân mật của mình, bọn hắn mới thoáng thở phào. Lý Dần toát ra mấy phần xấu hổ, Hứa Đan vụng trộm nhéo hắn một cái. Các ngươi chờ ở chỗ này, có cơ hội liền hái, không có cơ hội thì không nên khinh cử vọng động. Khương Phàm ngắm nhìn tuyệt thế gió lốc thật sâu, sau đó quay người đi đến hoang dã tung bay máu. Sư phụ, người đi làm cái gì? Chờ ta trở về. Thần thần bí bí. Hứa Đan nói thầm. Sư phụ lần đầu tiên rời khỏi thạch điện. Hắn có thể đi đâu? Lý Dần lo lắng nhìn qua bóng dáng Khương Phàm biến mất trong hoang dã mênh mông. Hắn không chết được. Hứa Đan ngồi vào trên tảng đá bên cạnh, ngắm nhìn tuyệt thế phong bạo xa xa, cũng khống chế 3 mặt kính tượng, tùy thời chuẩn bị ứng phó nguy hiểm. Chú ý thái độ, hắn là sư phụ ta. Lý Dần ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở nàng. Ta lại là nữ tử của huynh đây. Trông coi sư phụ, đừng nói như vậy. Ta cứ nhận không ra người như vậy, chừng nào thì huynh đề cập với hắn chuyện của chúng ta. Chờ cơ hội đi. Cơ hội gì?
Cơ hội thích hợp. Cái gì là cơ hội thích hợp? Ít nhất phải chờ khi chúng ta rời khỏi U Minh địa ngục. Khương Phàm đi qua hoang dã mênh mông, xuyên qua cồn cát thê lương, truy tìm các loại quỷ vật, thủy triều, di động. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Khương Phàm đi tới bên trong một mảnh núi bụi chập trùng, nhìn qua ngọn núi lớn nguy nga nơi xa. Nó thực sự quá khổng lồ, lớn đến mức để cho người ta rung động, cũng lớn đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Minh quang vô tận bao phủ lấy nó. Mênh mông hồn khí bao phủ nó. Đỉnh núi đánh vỡ mây mù, cắm vào thâm không mênh mông, đỉnh phá sinh tử lưỡng hai giới. Nơi đó sôi trào lên ánh sáng quỷ bí đang vặn vẹo cũng vắt ngang ức vạn sợi xiềng xích to lớn, rung động mà khủng bố. Ngọn núi chân áp mặt đất bao la, phạm vi đạt đến mấy trăm dặm. Nó giống như không phải xuất hiện từ dưới mặt đất, mà là được đặt ở nơi đó, đến mức mênh mông hoang dã xung quanh đều bò đầy vết nứt. Tại thời điểm Khương Phàm nhìn đến ngọn núi kia, giữa đất trời mờ tối đang có ức vạn quỷ tộc tuôn đến nơi đó. Có u hồn phiêu đáng, có quỷ tộc quái dị, còn có đầu lâu dữ tợn, thậm chí có cả ma quái kinh khủng. Bọn chúng có số lượng khổng lồ, để thế giới âm trầm đều nhiều hơn mấy phần náo nhiệt, nhiều hơn tia sáng đầy trời. Côn Lôn. Khương Phàm yên lặng nhìn qua phương xa, lúc tu luyện lại từ đầu, nhớ lại rất nhiều chuyện kiếp trước kia, rất nhiều ký ức dung nhập linh hồn dần dần khôi phục. Hắn nhớ mang máng, bên ngoài Hoàng Tuyền, chỗ quỷ triều hướng tới, chính là Côn Lôn. Trước khi đến U Minh địa ngục, hắn không biết sẽ rơi xuống nơi nào, càng không biết Côn Lôn ở nơi nào. Không nghĩ tới Lý Dần và mọi người lại tìm được Hoàng Tuyền, càng không có nghĩ tới sâu trong trí nhớ của hắn lại xác định được vị trí Côn Lôn. Giờ phút này, Côn Lôn đang ở trước mắt. Nơi đó là quỷ sơn khổng lồ nhất địa ngục, nơi đó cũng là chiến trường hỗn loạn nhất địa ngục. Nơi đó kết nối với thiên khải, bách tộc chiến trường, nơi đó cũng chôn giấu vô số quỷ chủ thần linh. Đối với Khương Phàm mà nói là, nơi đó có tu la nhất quan tài mà chiến. Mà huyết quan phong ấn bên trong, vừa đúng là đầu lâu kiếp trước của hắn. Sau cuộc chiến đấu đăng thiên kiều, hắn bị thiên kiếp oanh sát, quần hùng vây bắt, thân thể bị tách rời phân phá. Duy chỉ có cái đầu kia được thiên hậu, tu la liều chết bảo toàn được. Bên trong có tất cả ký ức kiếp trước của hắn, càng có võ đạo tuyệt học, là vị trí quan trọng nhất toàn thân. Vì để bảo toàn cái đầu kia, vì để bảo vệ tôn nghiêm sau cùng của hắn, cũng là vì để che giấu, hành động luân hồi kim thai, thiên hậu, tu la đã dứt khoát kiên quyết, khiêng huyết quan rơi xuống chiến trường địa ngục, Côn Lôn. Lực chú ý của các phe từ đó về sau liền từ nhân gian chuyển rời đến U Minh. Có mưu toan cướp đoạt, có bí mật quan sát. Chiến trường nơi địa ngục, hỗn loạn hơn, nguy hiểm hơn, một trận chiến của tu la chính là ngàn năm. Ánh mắt chú ý của các phương cũng dần dần rời khỏi, chỉ có số ít vẫn tiếp tục chờ đợi. Bây giờ, Khương Phàm đã luân hồi trở về, chỉ có hoàn toàn dung hợp cái đầu kia, thân thể chuyển thế mới có thể chân chính xem như thức tỉnh. Nhưng, Khương Phàm cứ nhìn qua từ xa như vậy, cũng không dám tới gần Côn Lôn Quỷ Sơn nửa bước. Mặc dù rất nhiều thế lực đều đã từ bỏ mưu đồ, từ bỏ quan sát, nhưng khẳng định còn có ở lại. Mà những kẻ được để lại đây cũng là nguy hiểm nhất. Nếu như Khương Phàm tùy tiện xuất hiện, hoặc là huyết quan xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý. Lúc này, cây núi bên trong huyết quang cuồn cuộn xa xa, vạn quỷ tránh lui, mười mấy con bạch mao, lông trắng ác quỷ hình thể khổng lồ, kéo lấy một cung điện rộng rãi, từ bên trong ầm vang đi tới. Bọn chúng to như một ngọn núi nhỏ, ánh mắt dữ tợn, cái miệng to rộng, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt lại bén, tương tự như người, nhưng lại có lông trắng đầy người, bọn chúng gào thét thật lớn, kinh hãi mênh mông cây núi. Cung điện đỏ tươi, lại treo đầy linh đang màu máu, phía trên có rất nhiều mèo đen quỷ bí nằm sấp, hai mắt hiện ra ý lạnh u lãnh. Bạch mao ác quỷ kéo lấy cung điện từ trong huyết vụ đi tới, cũng không lâu lắm, phía trước huyết vụ cuồn cuộn, giống như rộng mở cửa lớn, nghênh đón bọn hắn. Bọn chúng đi đến, hoàn toàn biến mất, chờ lần nữa xuất hiện, đã là bên ngoài mấy chục dặm. Huyết vụ cuồn cuộn, linh đang giòn vang. Bọn chúng kéo lấy cung điện đi ra, một lần nữa đi đến huyết vụ ở trước mặt. Bọn chúng giống như dạo bước trong hư không, đi chậm chạp, đi bình ổn. Lại ngắn ngủi mấy hơi mà đã vượt qua trăm dặm quỷ sơn. Vậy đây hẳn là quỷ vật cấp quỷ chủ rồi, đến Côn Lôn tham gia chiến tranh sao? Khi Khương Phàm đang nói chuyện, xa xôi,
Mây mù cuồn cuộn trên bầu trời, ánh sáng màu đỏ hồng tràn ngập, một đội tàu thật lớn đang chạy tới phương hướng Côn Lôn.